Y đạo quan đồ trương nhất châm. chương 451, phong hồi lộ chuyển. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trên cơ bản người vỗ tay đều là quan viên và phóng viên của Giang Thành. Một phen trả lời này của Trương Dương thật sự là quá đẹp, chỉ mấy câu ngắn ngủi thôi đã tỏ rõ với công chúng rằng không phải là Hà Trường An từ bỏ đầu tư vào sân bay mới của Giang Thành, mà là Y không phù hợp với điều kiện của Giang Thành. Có phóng viên giơ tay nêu câu hỏi, cách hội gọi thầu chính thức bắt đầu còn mấy phút nữa, Đỗ Thiên Giã cũng mỉm cười gật đầu, tỏ ý bảo hắn nêu câu hỏi. Phóng viên đó nói, bí thư đỗ, tôi còn muốn hỏi vì sao cha tấn bác tiên sinh cũng từ bỏ đầu tư vào sân bay mới của Giang Thành. Theo như tôi biết thì điều khiển mà ông ta đưa ra khá là ưu đãi, vì sao sau ông ta sau khi đối thủ cạnh tranh chủ động rút lui, cũng lựa chọn từ bỏ theo. Thân là hai thương nhân rất có ảnh hưởng của quốc nội, sự từ bỏ của họ có phải là có hàm nghĩa đặc thù gì không? Đỗ Thiên Giã hỏi lại, điều kiện mà hai nhà đầu tư đưa ra chỉ có người nội bộ của chúng tôi biết, anh vì sao lại biết vậy? Phóng viên đó cười nói, chúng tôi còn có rất nhiều con đường. Đỗ Thiên Giã mỉm cười nhìn sang hai bên, xem ra là có người trong nội bộ ban lãnh đạo của chúng tôi tiết lộ ra ngoài rồi. Thị trường tả viên chiêu nghe ra là câu này của Đỗ Thiên Giã rõ ràng là có ám chỉ, có điều y vẫn bất lộ thanh sắc, phó đài ngày hôm nay không thuộc về y bất kể là thành hay bại đều là chuyện của người khác. Đỗ Thiên Giã nói, cha Tấn Bắc Tiên sinh từ bỏ đầu tư vào sân bay mới của Giang Thành là sự thực, nhưng có một điểm ông ta giống với Hà Trường An, sự từ bỏ của họ là xây dựng trên cơ sở bị chúng tôi đào thải. Như mọi người đã biết, cha Tấn Bắc Tiên sinh trước đây mốt mực làm việc trong ngành đồ trang sức, đối với ngành xây dựng căn bản là một người không chuyên, công trình sân bay mới đối với Giang Thành, thậm chí đối với cả địa khu Bắc Bộ Bình Hải đều là cực kỳ quan trọng, khi chúng tôi lựa chọn người hợp tác đầu tư nhất định phải cực kỳ thận trọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền Trương Dương nhắc Đỗ Thiên Giã là đã hết giờ rồi, Đỗ Thiên Giã nhân cơ hội kết thúc hội chiêu đãi lần này, gã ý thức được hướng gió hôm nay có chút không đúng, rất nhiều phóng viên đều có chuẩn bị mà tới, vấn đề được hỏi đều là một số đề tài khá mẫn cảm, nếu như tiếp tục, không biết sẽ còn hỏi ra những câu hỏi gì đúng chín dưới, đại hội gọi thầu chính thức bắt đầu, trong đại sảnh hội nghi đầu người lúc nhúc, xem ra nhân khí vẫn không tồi, chủ nhiệm hội đồng nhân dân Triệu Dương Lâm đại biểu cho bộ chỉ huy sân bay nói rõ quy tắc tranh thầu, đám lãnh đạo Đỗ Thiên Giã và tả viên Chiêu thì bắt đầu lui xuống, không ai biết chắc được trong quá trình tranh thầu sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ đối với quá trình không quan tâm lắm, chỉ coi trọng kết quả. Thường Lăng Phong và Quy Điền Hạo Nhị cũng tới hiện trường. Trương Dương và bọn họ thương lượng một chút, Hội gọi thầu hôm nay là do Trương Dương chủ trì, Thường Lăng Phong nói khẽ, vừa nhận được tin tức, đã có 12 nhà bỏ tranh thầu rồi. Trương Dương sớm đã có chuẩn bị tâm lý đối với loại tình huống này, hắn nhìn hội trường, mỉm cười nói, vẫn còn nhiều người ở lại, không sao đâu, chúng ta bắt đầu tranh thầu từ nhà đón khách của sân bay, phía Lương Thành Long tôi nắm chắc. Thường Lăng Phong nói, anh đúng là nước phù sa không để trả ra ruộng của người ngoài, Lương Thành Long là bạn của anh. Quả nhiên là có chuyện tốt thì nghĩ tới anh ta trước, không sợ người khác nói anh không công tâm à?" Trương Dương cười nói, "Anh đừng có trách oan tôi, tất cả đều đi theo quy trình bình thường, gã có bản sự thì tranh thầu, không có bản sự thì đành chịu thua, tiến sĩ Quy không phải công nhận rằng gã phù hợp với điều kiện ư?" Hắn nhìn về phía Lương Thành Long ở đằng xa, Lương Thành Long đang nhận điện thoại, không ngừng gật đầu, gác điện thoại rồi mới chú ý tới ánh mắt của Trương Dương, Lương Thành Long cười cười, ánh mắt có chút lấp lánh trương đại quan nhân lúc này đặc biệt chú ý tỉ mỉ vẻ mặt không tự nhiên của lương thành long khiến cho hắn cảm thấy có chút bất diệu quả nhiên lương thành long đứng dậy bước ra ngoài vừa đi vừa gọi điện thoại cho trương dương nói khẽ xin lỗi người anh em tôi định rút rồi trương dương cố nhịn sự phẫn nộ ở trong lòng hỏi nhỏ sao vậy lương thành long nói công trình ở phía nam tích đã bàn xong rồi tôi không thể kiêm cố cả hai phương diện trương dương có chút mất mát nói hiểu rồi nói là hiểu nhưng trong lòng lại rất thất vọng về Lương Thành Long, lần trước lúc ở Lam Ma Phương Đông Giang, Trần Thiệu Bân và Kiều Bằng Phi phát sinh xung đột, Lương Thành Long thân là bạn bè lại lựa chọn đứng ở phía đối phương, hiện giờ tới lúc mình cần sự giúp đỡ của bạn bè nhất, thằng ôn này lại diễn lại trò cũ, lâm trận bỏ chạy. Thường Lăng Phong cũng ý thức được có chút bất diệu, gã nói nhỏ có lẽ hôm nay không nên công khai tranh thầu. Trương Dương không nói gì, hắn chấm rãi bước lên bục chủ tịch, đi tới ngồi xuống cạnh Triệu Dương Lâm, hai người trao đổi ánh mắt, Triệu Dương Lâm nhìn quen mưa gió rồi, đối với tình huống ở hiện trường cũng có dự cảm, y nói nhỏ, tới giờ rồi. Trương Dương nói vào micro, tôi tuyên bố, hội gọi thầu sân bay mới của Giang Thành chính thức bắt đầu. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, người ở hiện trường tuy không ít, nhưng tiếng vỗ tay lại lác đác, Trương Đại Quan Nhân có chút bực bội, con mẹ nó, không cổ vũ cho ông đây à? Trương Dương nói: "Căn cứ vào quy trình công tác tranh thầu mà chúng tôi đã chế định trước, trước tiên phải tiến hành gọi thầu công trình nhà khách của sân bay. Đây cũng là kiến trúc có tính tiêu chí của sân bay, đại biểu cho hình tượng của sân bay, có thể nói là một trong những trọng điểm của lần gọi thầu này của chúng tôi." Trước đó, thông qua luận chứng tổng hợp và kiểm tra đánh giá toàn diện của chúng ta, từ rất nhiều đơn vị tranh thầu chọn ra 6 xí nghiệp xây dựng phù hợp, trong đó xí nghiệp nhà nước có 4 nhà Trước tiên tôi muốn cảm ơn mọi người đã có thể tới tham gia lần tranh thầu này, sự có mặt của các vị là sự ủng hộ lớn nhất đối với Giang Thành chúng tôi. Tiếp theo đây tôi xin dành thành gian cho mấy đơn vị tranh thầu các vị." Trương Dương nói xong, phát hiện năm đơn vị tranh thầu còn lại không có ai ứng tiếng, hắn hướng ánh mắt về phía Phương Văn Đông, Lương Thành Long Lâm trận bỏ chạy, hắn chỉ có thể hy vọng vào người quen này thôi. Phương Văn Đông lúc trước cũng hùng tâm bừng bừng định nhảy vào, chính là bức thư của Phương Văn Nam anh trai gã đã khiến Trương Dương quyết định giúp tập đoàn thịnh thế một tay. Đương nhiên tập đoàn thịnh thế sở dĩ có thể gia nhập cũng có liên quan nhất định tới thực lực của bản thân họ, nếu không thì làm sao mà qua được cửa của vị quản đốc Nhật Bản quy điền hạo nhị. Phương Văn đồng đương nhiên minh bạch Trương Dương nhìn gã là có ý gì, gã cúi đầu xuống. Trương Dương thấy toi rồi, thằng cha này cũng sợ rồi. Hiện trường rơi vào một khoảng lặng, năm đơn vị tranh thầu cũng không có ai chủ động đứng ra lên tiếng, Trương Dương nói, nếu tiếp tục giữ im lặng thì có nghĩa là các vị bỏ quyền. Vẫn không có ai lên tiếng, năm người đều nhất trí bỏ quyền. Trương Dương nổi giận rồi, con mẹ nó làm cái trò gì vậy? Lúc ban đầu thì người này chen người kia, chỉ sợ mình tụt lại phía sau, nhưng hiện tại thực sự bắt đầu gọi thầu thì lại phơi khô ta, hôm nay lão tử mất mẹ nó hết mặt mũi rồi. Hội trường bắt đầu có tiếng xì xầm, tất cả mọi người đều châm biếm Trương Dương hội gọi thầu của Giang Thành làm thực sự là thảm tới cực điểm, vừa bắt đầu đã gặp phải khó khăn lớn như vậy. Triệu Dương Lâm mặt tái xanh lại, thân là một lão đảng viên, cảm giác vinh dự tập thể của y rất mạnh, công trình của chính phủ quan trọng như vậy, xí nghiệp bên ngoài không tới ủng hộ thì thôi đi, ngay cả xí nghiệp địa phương của Giang Thành cũng không ủng hộ. Chuyện này bị truyền ra, cả ban lãnh đạo Giang Thành đều bi người ta coi là trò cười, Triệu Dương Lâm nhìn Trương Dương. Trương Dương lúc này vẫn có thể nghĩ ra cách đánh chống lảng, hắn cười nói, xem ra mọi người đều rất ngại ngùng, vậy được, chuyện nhà khách của sân bay để sau vậy, dành thêm thời gian cho mọi người suy nghĩ, chúng ta tiếp theo tiến hành gọi thầu thiết bị máy móc công trình. Trương Dương vừa dứt lời, quản đốc kiêm bí thư nhà máy máy móc công trình Giang Thành Tào Chính Dương đứng dậy tỏ thái độ, chúng tôi bỏ quyền, công trình sân bay mới đối với chúng tôi mà nói thì quá lớn, chúng tôi có lòng nhưng lại không đủ sức. Y vừa nói ra câu này, không những Trương Dương tức giận mà ngay cả Triệu Dương Lâm cũng tức, Tào Chính Dương ông tốt xấu gì cũng là xí nghiệp có tính đại biểu nhất của Giang Thành, sự thay đổi chế độ của nhà máy máy móc công trình Giang Thành sở dĩ có thể thành công không phải là nhờ Thị Lý giúp đỡ ư, hiện tại lúc Thị Lý cần sự hồi báo của ông thì ông không ngờ lại chơi trò này. Trên mặt của Trương đại quan nhân không chút che giấu sự khinh bỉ đối với Tào Chính Dương, hắn cười nói: "Con người ta quý nhất là ở chỗ tự biết lấy mình, nhà máy máy móc công trình Giang Thành tuy là xí nghiệp bản địa, nhưng chúng tôi cũng không thể thiên vị, trong công tác gọi thầu phải làm thật công bằng công chính, coi tất cả những người tới tranh thầu như nhau cả. Tào Chính Dương bị những lời này của Trương Dương khiến cho không còn mắt mũi gì cả, có điều y cũng hiểu hành vi của mình hôm nay khẳng định là đắc tội với thị lý, Tào Chính Dương không sợ, y đã sắp về hưu rồi, trong mắt y công trình sân bay mới của Giang Thành là một cái động không đáy, thân là xí nghiệp Giang Thành, sự gia nhập của họ cuối cùng có khả năng là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Y vì nghĩ cho nhân viên của xí nghiệp, y không thể để nhà máy máy móc công trình Giang Thành vừa có khởi sắc lại rơi vào khốn cảnh. Tào Chính Dương cho rằng mình không làm gì sai. Triệu Dương Lâm có chút hối hận vì mình đã tới tham gia hội gọi thầu này, nhà khách của sân bay không có người cạnh tranh, máy móc công trình cũng đối diện với khốn cảnh tương tự, ở trước mặt nhiều phóng viên như vậy, ở trước nhiều ống kính như vậy, y cảm thấy mình và Trương Dương giống như là hai con trâu vậy trong sinh nhai chính trị của y chưa bao giờ phải đối diện với cục diện xấu hổ như lúc này. Hôm nay Giang Thành sẽ trở thành trò cười của cả tỉnh Bình Hải, mà y và Trương Dương sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Biểu hiện của Trương Đại Quan Nhân lúc này thì bình tĩnh hơn Triệu Dương Lâm nhiều, hắn mỉm cười, nói cơ hội luôn dành cho những người dũng cảm, có đầu rút cổ thì đừng có bàn tới cải cách. Các phóng viên bắt đầu không ngừng quay chụp hiện trường, bọn họ đều ngửi thấy mùi gió thổi mưa rông trước cơn bão, các phóng viên đều hy vọng nhìn thấy một tràng diện bất ngờ, ở phía Giang Thành Trông thì tẻ ngắt, nhưng trong mắt những phóng viên bọn họ thì chuyện này là tin tức đáng để ghi lại trong lịch sử cải cách của Giang Thành. Khi tất cả mọi người đều cho rằng trình tự tranh thầu lần này sẽ tiếp tục bảo lưu thì một nam tử trung niên đứng dậy, im mỉm cười, nói, đối thủ mạnh nhất của chúng tôi đã bỏ quyền, vậy thì nhà máy máy móc công trình Lam Sơn chúng tôi sẽ trở thành người tranh thầu duy nhất của hạng mục này, chủ nhiệm triệu, phó thị trưởng trương, điều này phải chăng có nghĩa là hôm nay chúng tôi thành công giành chiến thắng rồi. Hiện trường xôn xao, rất nhanh liền có phóng viên nhận ra, nam tử trung niên này chính là quản ốc nhà máy máy móc công trình Lam Sơn Chu Đông Vũ, luận thực lực, luận quy mô của nhà máy. Nhà máy máy móc công trình Lam Sơn không nghi ngờ gì nữa đều hơn hẳn nhà máy máy móc công trình Giang Thành. Tào chính Dương Thân là xí nghiệp địa phương, có ưu thế mà người khác không thể sánh bằng, nhưng y lại từ bỏ tranh thầu, Chu Đông Vũ tất nhiên là giành chiến thắng. Trương Dương mỉm cười, nói chúc mừng quản đốc Chu, hy vọng chúng ta trong kiến thiết sân bay mới sẽ hợp tác mật thiết, cùng nhau phát triển. Rất nhiều người ở hiện trường đều vỗ tay, dẫu sao thì hôm nay có mặt ở đây cũng là người giang thành nhiều hơn, không ai muốn thành thị của mình lại mất mặt trong lần gọi thầu này. Trương Dương mời Chu Đông Vũ lên bục, ở ngay hiện trường ký bản hợp đồng mua sắm máy móc công trình xây dựng đầu tiên. Lúc bọn họ nắm tay, Trương đại quan nhân dùng hai tay để nắm tay Chu Đông Vũ, chẳng ai thiếu diệt gấm theo hoa, cái thực sự cần là tặng than trong ngày tuyết rơi, chỉ có phần tình nghĩa này mới đáng trân trọng. Chu Đông Vũ tuy quen Trương Dương không lâu, nhưng y lại ngập tràn hy vọng đối với tương lai của sân bay mới, y muốn nắm lấy cơ hội lần này để thực hiện đưa xí nghiệp bay cao thêm lần nữa. Bông không khí ở hiện trường cũng bởi vì bản hợp đồng đầu tiên này mà hòa hoãn hơn nhiều, án chiếu theo trình tự thì tiếp theo sẽ là tranh thầu thi công đường sân bay, mấy công ty làm đường tranh thầu đã lén lút tỏ ý bỏ quyền, biểu hiện vừa rồi của Chu Đông Vũ không hề mang lại cho họ nhiều lòng tin cho lắm. Trương Dương hôm nay gặp phải khó khăn cực lớn, hắn lưu ý thấy trên trán Triệu Dương Lâm đã toát đầy mồ hôi, hiệu quả điều hòa của hội trường rất tốt, theo lý thì đồng chí Triệu không đến nỗi nóng như vậy, khẳng định là vì chịu áp lực quá lớn, hôm nay hội tranh thầu công khai này họ đã thất sách rồi. Triệu Dương Lâm ghé vào tai Trương Dương, nói, dứt khoát tuyên bố có tình huống đột phá, kết thúc trước đi, để sau hắn tính. Trương Dương nói khẽ cưới hổ khó xuống. Lúc này Trương Dương nghe thấy ở tổng góc truyền ra giọng nói quen thuộc, chủ nhiệm Trương, xin hỏi lúc nào thì tới lượt công trình thông tấn chúng tôi tranh thầu. Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn, một nam tử trẻ tuổi mặt áo phông màu đen mỉm cười nhìn hắn, chính là cố minh kiện vừa ra tù không lâu. Trương Dương ngây ra, lập tức trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, hắn mỉm cười, nói, bình tĩnh chớ vội, binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, tôi trước tiên quyết định việc gọi thầu nhà ăn sân bay đã rồi mới nói. Những người tham dự đều bật cười, ai cũng biết rằng chuyện gọi thầu nhà ăn căn bản không nên đem ra nói ở đây. Trương Dương rõ ràng là cố ý làm vậy, mục đích là hâm nóng bầu không khí tẻ nhạt của hiện trường tranh thầu. Bao gồm Tô Tiểu Hồng, Lý Thừa Kiền cùng với cảnh lục tới từ bát chân cư của phong trạch toàn bộ đều giơ tay lên, bọn họ đều làm nền. có điều lúc này Trương Dương muốn bọn họ sắm vai chính, muốn bọn họ ủng hộ, ai cũng nhìn ra hiện tại là lúc Trương Dương cần giúp đỡ nhất. Ai cũng biết rằng tranh thầu nhà ăn là mánh lưỡi, là một tấm màn che mà Trương Dương đùng để che đi sự xấu hổ của mình. Phóng viên Hành Văn đã bắt đầu chuẩn bị tin tức rồi, phía đầu tư lui khỏi, phía thương nhân nhận thầu xây dựng cũng rút lui, hội tranh thầu lần này của Giang Thành sẽ thất bại, cực kỳ thất bại. Đấu thầu nhà ăn của công trường sân bay mới cuối cùng đã kết thúc với thắng lợi của cảnh lục, Tô Tiểu Hồng vốn không có hứng thú lắm với cái này, chỉ mấy nhà háng ở Giang Thành đã khiến cô ta bận túi bụi rồi, cô ta sở dĩ tham gia đấu thầu đều là bởi vì muốn ủng hộ Trương Dương. Triệu Dương Lâm cũng hiểu rằng gọi thầu nhà ăn công trường sân bay chỉ có thể mang tới tác dụng hòa hoãn, sau này nói ra chỉ tổ bị người ta cười cho, nhưng y cũng không có chủ ý gì, lần thứ hai nhắc Trương Dương đến lúc kết thúc rồi đó. Đúng vào lúc Trương Đại Quan Nhân đang nghĩ xem nên dùng cách gì để làm gián đoạn lần tranh thầu này thì nhìn thấy bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giá cũng quay lại hội trường. Trương Dương vốn cho rằng tình tự của gã xuống thấp, nhưng không ngờ trên mặt y lại tươi cười hớn hở. Trương Dương nói khẽ, vậy chưa phải là lúc quay lại đâu. Đỗ Thiên giã quay micro sang cạnh miệng, mỉm cười tuyên bố tôi xin được tuyên bố một tin tức mới với mọi người. Tất cả phóng viên đều giỏng tai lắng nghe, hôm nay đã thảm tới mức này rồi, còn có tin tức tốt gì mà tuyên bố nữa. Đỗ Thiên giã vang vọng hữu lực nói, tôi vừa nhận được thông chi của tỉnh Lý, các lãnh đạo tỉnh đề đều đã phê duyệt rõ ràng, trong điểm ủng hộ xây dựng sân bay mới của Giang Thành, các thường ủy tỉnh đã trải qua thảo luận, cân nhắc tới tình hình trước mặt của Giang Thành, quyết định từ ngân sách tỉnh trích ra 500 triệu nhân dân tệ để trọng điểm ủng hộ công tác kiến thiết sân bay mới của Giang Thành. Lời nói của Đỗ Thiên Giã như hòn đá lớn làm dậy sóng, cả hiện trường xôn xao bát nháo. Trong khoảng thời gian ngắn mà biến hóa quá nhanh, đừng nói là các phóng viên không tiếp thụ nổi, cho dù là Trương Dương cũng không hiểu, Thế là sao? Tình lý không phải là trọng điểm ủng hộ cảng nước sâu Nam Tích Hư. Sao đột nhiên lại ủng hộ xây dựng sân bay mới Giang Thành? Chẳng lẽ lão đỗ chịu kích thích quá, ở ngay trước mặt mọi người nói dối ư? Nghĩ lại thì thấy không thể nào, con người của đỗ thiên giã trước giờ luôn rất nghiêm túc, rất ít khi nói dối, và lại gã nếu mà nói dối như vậy, khẳng định sẽ bị người khác vạch trần. Trương Dương nói, thật ư. Đỗ thiên giã gật đầu, mặt mày tươi cười đứng dậy, nói, xét thấy sự biến hóa đột ngột của chính sách, tôi chính thức tuyên bố hội gọi thầu hôm nay tạm thời gác lại sau, thời gian cụ thể thì xin mọi người đợi thông báo. Các phóng viên đều xông lên phỏng vấn như ong vỡ tổ, trương đại quan nhân sớm nấp tích đầy một bụng tức, vỗ mạnh lên bàn, nói, làm cái gì vậy hả? Hội chiêu đãi phóng viên không phải đã mở rồi ư, lúc các người nên hỏi thì sao không hỏi, lúc không nên hỏi thì lại ùa lên, muốn phỏng vấn à, đợi hội chiêu đãi lần sau đi đỗ phú phong phụ trách giữ trật tự hội trường hôm nay suốt lãnh cảnh sát đi tới trương dương nói đội trưởng đỗ anh tới đúng lúc lắm ai dám làm loạn trật tự xã hội thì cứ bắt người đó lại hắn vỗ vai thường lăng phong nói nơi này giao lại cho anh nó xong liên đuổi theo đỗ thiên giã đỗ thiên giã sau khi ra khỏi cửa liền leo lên chiếc xe hồng kỳ đã đợi gã ở đó từ trước trương dương kéo cửa xe không chút khách khí ngồi vào thư kỳ giang nhạc ngồi ở ghế trước Đỗ Thiên Giã nói, xuống xe đi, tôi phải đi mở họp thường ủy. Trương Dương nói, thật à? Đỗ Thiên Giã cười nói, tôi giống người đang nói đùa lắm à? 500 triệu ư? Đỗ Thiên Giã gật đầu, nói, trên cuộc họp thường ủy tỉnh đã xác định chuyện này. Là do Bí Thư Kiều đề nghị và một tay vỗ bản định án. Trương đại quan nhân ngây ra, hắn lúc này thật sự là nghĩ không thông. Trong mắt hắn, Kiều Trấn Lương là một lòng muốn ủng hộ xây dựng cảng nước sâu Nam Tích, nhưng sao đột nhiên lại biến thành ủng hộ xây dựng sân bay mới Giang Thành, không phải là mình không hiểu, là thế giới này biến hóa quá nhanh. Đỗ Thiên Giã nói, xuống xe đi, tôi thật sự có việc mà. Trương Dương lúc này mới ù ù cạc cạc đẩy cửa bước xuống, hắn không hiểu, thậm chí là không thể nào tin vào sự thực là tỉnh Lý cấp cho 500 triệu, bọn họ tranh thủ lâu như vậy, tỉnh Lý Thủy Trung không có thái độ rõ ràng, nhưng khi hạng mục sân bay mới của họ rơi vào khốn cảnh thì 500 triệu này lại tới tay. Trương Dương vừa chậm rãi tiêu hóa tin tức này vừa quay trở lại. Hắn vừa nhìn thấy cố minh kiện, thằng ôn này không vô duyên vô cớ lại chạy tới đây, cố giai đồng có 89 phần 10 là đi cùng gã. Trương Dương đang tìm cố minh kiện thì điện thoại đổ chuông, người gọi tới là Kiều Mộng Việt, Trương Dương không đợi cô ta lên tiếng đã vội vã hỏi, Mộng Việt, vừa rồi nghe nói là tỉnh lý cấp cho Giang Thành chúng tôi 500 triệu, là thật hay giả đó? Kiều Mộng Viện nói, tôi gọi điện thoại tới chính là để nói với anh chuyện này, tôi còn nghe cha tôi nói nữa đấy. Là thật, ông ấy bảo tôi chuyển cáo với anh rằng, nhất định phải làm thật tốt, tỉnh Lý sẽ toàn lực ủng hộ công tác xây dựng sân bay mới của Giang Thành. Trương Dương kích động đến nỗi có chút lắp bắp, cảm ơn cha. Ôi nhầm, cảm ơn cha cô, giúp tôi nói cảm ơn cha cô. Kiều Mộng Viện cười khúc khích, nói, được rồi, anh có cơ hội thì trực tiếp cảm ơn ông ấy đi, Nói chung là bớt nói xấu sau lưng ông ấy thôi Trương Dương vội vàng nói Cho tôi mượn thêm một cái gan tôi cũng không dám đâu Kết thúc điện thoại với Kiều Mộng Viện Trương Dương lại quay về hội trường tranh thầu Phát hiện mọi người đều tản đi rồi Đỗ Phú Phong thấy Trương Dương quay về Bước lên nói tôi sai người đuổi hết đám phóng viên đó đi rồi trừ tạo hỗn loạn, chế tạo sự đoan ra Thì họ chẳng giúp gì được cho đại nghiệp cải cách cả Trương đại quan nhân bởi vì có 500 triệu tiền công trình mà tâm tình tốt hơn nhiều, hắn mỉm cười, nói có thấy cố minh kiện không? Đỗ Phú Phong lắc đầu, nói tôi đâu có rảnh mà chú ý, chỉ thấy thường lăng phong và tên Nhật Bản đó tới bãi đỗ xe rồi thôi. Trương Dương cũng bước về phía bãi đỗ xe, bên ngoài còn có mấy phóng viên bám ở đó, thấy Trương Dương đi ra, bọn họ lập tức lao lên, Trương đại quan nhân nắm chắt hai tay, xương ngón tay kêu rắc rắc như đỗ nổ, dọa cho mấy phóng viên đó vội vàng lui lại. Huynh hướng bạo lực của thằng ôn này mọi người đều biết, nếu không cẩn thận chạm phải vải ngược của hắn, kiểu gì cũng ăn đòn. Trương Dương nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng của Cố Minh Kiện đâu, chỉ đành đi về phía xe pick up của mình, tới trước xe pick up lại phát hiện Cố Minh Kiện đang đứng ở đó đợi hắn. Trương Dương cười nói, suốt quỷ nhập thần quá, sau khi sống lại quả nhiên là thoát thai thoát cốt. Cố Minh Kiện mặt nóng lên, gã và Trương Dương từng thân thiết vô cùng, về sau bởi vì các loại biến cố mà thành xa lạ khi gã cơ hồ là lâm vào tuyệt cảnh thì lại là Trương Dương lại không tính toán hiểm kích xưa mà rửa oan cho gã. Đoạn oán cửu ngày trước sớm đã phai nhạt, Cố Minh Kiện đang không biết nên mở miệng như thế nào thì Trương Dương đã nắm tay gã, ôm gã một cái thắm thiết, nói, Minh Kiện, hoành nghênh cậu trở về. Sau đó lại vỗ lên vai Cố Minh Kiện, nhìn khuôn mặt đã bớt đi mấy phần ngây ngô của cậu em vợ này, mỉm cười, nói, lên xe đi, tôi đón gió tẩy trần cho cậu. Cố Minh Kiện cười nói, cha và chị tôi đều tới, giờ đang đợi ở nhà máy chế thuốc của Giang Thành, là cha tôi bảo tôi tới xem tình hình. Nghĩ tới cố Gia đồng, Trương Dương trong lòng nóng lên, hắn gật đầu, nói, vậy thì chúng ta đi thôi. Cố Doãn Chi đã vứt bỏ được trọng nhiệm của bí thư thị ủy, hiện giờ mặc áo phông màu xanh lam đậm, quần tay màu xám, cười trông rất hòa khí, từ trên người ông ta cơ hồ là không hề tìm thấy được sự bá đạo và uy nghiêm ngày trước, ông ta hiện tại chính là một trường giả bình thường. Cố Gia Đồng khoác tay cha, đang giới thiệu tình hình của nhà máy chế thuốc Giang Thành cho ông ta, Thường Hải Thiên vừa từ bệnh viện trở về cũng ở bên cạnh. Cố Doãn Chi đang nghe họ giới thiệu, hài lòng gật đầu. Thường Hải Thiên nói, bí thư cố, lợi nhuận của chúng tôi năm nay chắc có thể đạt tới 5.000 vạn. Cố Doãn Chi cười nói, tôi đã không còn là bí thư nữa rồi, tiểu thường, cậu gọi tôi là bác cố thì thuận tai hơn. Ông ta vừa dứt lời thì nghe thấy phía sau vang lên giọng nói của Trương Dương, bí thư cố, ngài tới rồi cố doãn chi quay người lại mỉm cười nhìn trương dương xem ra tôi vẫn phải nhắc lại một lần tôi đã về hưu rồi trương dương nói ở trong lòng tôi vĩnh viễn chỉ có một bí thư cố ngài cố doãn chi bật cười thằng ôn này vỗ mông ngựa trước giờ chẳng bảo giờ hiểu được hai chữ hàm xúc ông ta cười mắng nói linh tinh cố giai đồng cũng cười tươi như hoa con mặt giống như thủy tinh tiếp xúc với ánh mắt của trương dương lập tức quấn lấy nhau may mà bọn họ đều học được khống chế bởi bản thân Sức chú ý của Trương Dương tập trung lên người cố doãn chi, cung kính nói, bí thư cố, ngài đã nghỉ hưu rồi, chắc phí dụng chiêu đãi ngài không được thanh toán nữa. Vậy đi, ăn uống ngủ nghỉ của ngài ở Giang Thành để cho tôi lo. Cố doãn chi cười nói, tôi không cho cậu cơ hội đâu, giai đồng, con là nhà tư bản, con lên đi. Cố giai đồng mỉm cười, nói, đã bảo nhà ăn chuẩn bị rồi. Cố doãn chi nhìn đồng hồ thấy đã không còn sớm, liền xua tay nói, đi ăn cơm đi đã, vừa ăn vừa nói chuyện. Mấy người đưa Cố Doãn Chi tới nhà ăn, Cố Doãn Chi lại tìm thấy một loại cảm giác quen thuộc, đó là cảm giác được người ta vây ở giữa. Có điều lần này không phải là quyền thế của ông ta đã ngưng tụ đám thanh niên này ở bên cạnh mình, mà là tuổi của ông ta, già mất rồi, Cố Doãn Chi thầm nghĩ. Đề tài trên bàn ăn tất nhiên là vây quanh việc cử hành hội gọi thầu ngày hôm nay. Trương Dương ở trước mặt Cố Doãn Chi không giấu giếm gì cả, Hắn kể lại với vẻ cực kỳ nguy hiểm, lúc nói tới tỉnh lý sau cùng lại trích 500 triệu nhân dân tệ cho Giang Thành xây dựng sân bay mới, cô Doãn Chi nhíu mày, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, rất nhanh lông mày lại giãn ra, ông ta mỉm cười, nói, đồng chí Trấn Lương đúng là rất có bá lực. Trương Dương nói, tôi nghĩ thế nào cũng không thông, lúc trước tôi tới Bình Hải, cầu ông nội xin bà nội, cơ hồ là mỗi một vị thường ủy tôi đều đến làm công tác tư tưởng trừ tỉnh trường Tống ra, cơ hồ là chẳng có ai coi trọng công tác xây dựng sân bay mới của chúng tôi cả. Trong mắt họ, cả nước sâu Nam Thích thì quan trọng hơn sân bay mới của Giang Thành nhiều, nhưng sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Cố Giai Đồng nói, đầu óc của Hà Trường An rất tinh minh, y biết cha Tấn Bắc muốn tiến vào quấy rối, cho nên cố ý bày nghi trận ở Giang Thành, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, hấp dẫn toàn bộ tinh lực chủ yếu của cha Tấn Bắc lên chuyện của sân bay mới Giang Thành nhưng ở sau lưng thì lại khua chiêng gióng chống chuẩn bị đầu tư vào cảng nước sâu Nam Tích, đợi khi thời cơ chín mùi, trực tiếp kỳ hợp đồng, giải quyết dứt khoát. Cố Minh Kiện nói, trên thương trường lựa lọc nhau, loại chuyện này quá nhiều. Cố Doãn Chi mỉm cười, nói thủ đoạn của Y tuy cao minh, nhưng là vì để đạt được mục đích của mình, ngay cả chính phủ thành phố và thị ủy Giang Thành cũng có thể coi là đạo cụ của mình, loại người này khó trách khỏi có chút bất chấp thủ đoạn. Trương Dương nói, còn không phải sao, Thông qua chuyện này, tôi càng nhận rõ được bộ mặt thật của y. Khi nói câu này, hắn nghĩ tới Lương Thành Long và Phương Văn Đông, Trương Đại Quan Nhân trong lòng hạ quyết tâm, lão tử hiện tại có tiền rồi, phàm là những kẻ hôm nay lâm trận đào thoát, đừng có trách ta không cho các ngươi cơ hội. Cố Doãn Chi nói, cho nên làm cán bộ quốc gia cũng không phải là một công tác dễ dàng, các cậu cần lúc nào cũng bảo trì cảnh giác, lúc nào cũng không quên bảo vệ lợi ích quốc gia. Trương Dương nói, tôi chỉ là nghĩ không thông vì sao tỉnh Lý lại đột nhiên quyền định đầu tư vào sân bay mới của Giang Thành, tới hiện tại tôi vẫn không dám tin đây là sự thực. Cố Doãn Chi mỉm cười, nói Trương Dương, làm người đứng đầu quan trọng nhất là gì? Trương Dương gái gái cái đầu vừa nhú được ít tóc, nói đủ sức ngăn cơn sóng dữ, một hô trăm ứng. Cố Doãn Chi nói, phải dám vì thiên hạ, phải nhìn xa trông rộng, nếu người khác nói gì, các lãnh đạo công nhân cái đó, cho dù là họ làm đúng thì người khác cũng cho rằng lãnh đạo thiếu bá lực. Trương Dương trong lòng than thầm, chẳng lẽ cố doãn chỉ đang ám chỉ mình, người đầu tiên nhắc tới phải trọng điểm ủng hộ sân bay Giang Thành là Tống Hoài Minh, cho nên Kiều Trấn Lương cho dù là muốn làm vậy thì cũng sẽ không lập tức tỏ thái độ ủng hộ. Đợi khi tất cả mọi người đều cho rằng đố tượng xây dựng trọng điểm, trọng điểm tài chính trong 5 năm của tỉnh là cảng nước sâu Nam Thích thì Kiều Trấn Lương mới đột xuất kỳ binh, một ấn một dơ, xuất hết phong đầu cố doãn chi lại nói sự tranh lệch giữa nam bắc bình hải là vấn đề mà khi tôi còn tại nhiệm thủy chung không thể nào giải quyết được đồng chí trấn lương rõ ràng đã ý thức được điểm này tôi cũng rất mừng làm lãnh đạo cũng cần phải có kỹ xảo khuynh hướng chính trị của người đứng đầu sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người nếu đồng chí trấn lương ngay lúc đầu đã biểu hiện ra thái độ rõ ràng là anh ta ủng hộ ai vậy thì tài chính sẽ theo tới đó tôi thân là người ngoại cuộc nhìn thấy rất rõ ràng anh ta là muốn vẹn cả đôi đường những thương nhân lấy Hà Trường An là đại biểu tranh nhau tới đầu tư vào Nam Tích. Tài chính của cảng nước sâu Nam Tích chắc sẽ không tồn tại vấn đề quá lớn, tỉnh Lý quyết định ủng hộ sân bay mới của Giang Thành rõ ràng là rất chính xác. Minh bất yếm trá, thương nhân có thể minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, người làm lãnh đạo như chúng tôi cũng có thể dương đông kích Tây. chương 452, Gió thu hóa mưa. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà buồn, tin tức tỉnh Lý quyết định cấp cho sân bay mới của Giang Thành 500 triệu cũng chuyển tới tai của Hà Trường An, y cảm thấy có chút bất ngờ, bọ ngựa bắt phe sầu Hoàng Tước ở phía sau. Một chiêu này của Kiều Trấn Lương chính là dùng đạo của người khác trả cho người khác, y trên một trình độ nào đó đã lợi dụng chính phủ thành phố Giang Thành, thành công di chuyển thị tuyến của Cha Tấn Bắc, như vậy thì mình mới có thể ung dung ký kết hạng mục đầu tư của cảng nước sâu Nam Tích. Nhưng Hà Trường An lại không ngờ rằng Kiều Trấn Lương cũng lợi dụng thủ pháp đồng giạc, ngoài mặt thì ủng hộ cảng nước sâu Nam Tích, phải biết rằng nhất cử nhất động của y đối với nhà đầu tư đều có sự ảnh hưởng cực lớn. Thương nhân Trung Quốc không những phải có khứu giác thương nghiệp nhạy bén, đồng thời cũng phải là khứu giác chính trị nhạy bén. Nhưng lần này rất nhiều nhà đầu tư, bao gồm cả hắn đều bị Kiều Trấn Lương lừa cho một vố, bọn họ đặt báu vật ở cảng nước sâu Nam Tích, mà sau khi hiệp nghị đầu tư lục tục ký kết, Kiều Trấn Lương lại tung ra một đòi hồi mã thương, chiêu này vô cùng bất ngờ, nhưng ngấm kỹ lại thì cũng là nằm trong tình lý, y là trưởng môn nhân của Bình Hải, tầm nhìn của y xa hơn người khác một chút, Nam Thích và Giang Thành trong lòng y vốn là không nên phân ra đây đó, hấp dẫn tài chính dân gian đầu nhập vào Nam Thích, lợi dụng tài chính của chính phủ để giúp đỡ Giang Thành tương đôi lạc hậu. Nhất cử lưỡng đắc, nếu Hà Trường An đứng ở vị trí đó thì cũng sẽ làm như vậy. Kiều Bằng Cử lúc này đang ở trong biệt thự mà Hà Trường An vừa mua làm khách, dạng tin tức này khiến y cảm thấy có chút khó xử, Gã dồn không ít tài chính để gia nhập đầu tư vào cảng nước sâu lần này. Trên sinh ý cùng Hà Trường An lần đầu trở thành người hợp tác. Kiều Bằng Cử là một người lãnh tính, hắn biết mục đích mà Hà Trường An tiếp cận gã là gì. Đó là muốn thông qua gã để đáp cầu với cha gã. Thân là một người từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình màu hồng, Kiều Bằng Cử có một sự lão luyện vượt tuổi. Hà Trường An muốn lợi dụng gã, gã cũng muốn lợi dụng Hà Trường An để đạt được mục đích của mình. Đạo đái người là phải giữ khoảng cách nhất định. Bối cảnh của gia đình mình bản thân chính là một tài phú vô hình mà lấy không hết dùng không cản, Kiều bằng cử trên khí thế thì không thua bất cứ ai. Hà Trường An nói, chẳng trách tôi ở Đông Giang hỏi bí thư Kiều trọng điểm đầu thư của tỉnh Lý là ở đâu, ông ta nói năng thận trọng, xem ra bí thư Kiều sớm đã có quyết định rồi. Kiều bằng cử cười nói, tôi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh cha, nhưng tới hiện tại tôi vẫn chưa hiểu được ông ấy. Hà Trường Anh nói, 500 triệu tiền đầu tư đã đủ để thực hiện hạng mục sân bay mới của Giang Thành rồi. Tôi hiện tại cũng có chút hối hận, vì sao lại từ bỏ hạng mục này, đi hai chân nói sao cũng vững hơn là nhảy một chân. Kiều Bằng cử cười nói, tôi trước giờ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ thích chú ý tới việc ở trước mặt thôi. Hà Trường Anh cười ha ha, y gật đầu, nói, đối với bọn bí thư Kiều mà nói, phải chiếu cố tới toàn cục của Bình Hải, cố gắng rút ngắn tranh lệch của kinh tế Nam Bắc, đối với những thương nhân như chúng ta mà nói tất cả đơn giản hơn nhiều chỗ nào có thể mang tới cho chúng ta lợi nhuận lớn nhất thì chúng ta sẽ tới đó kiều bằng cử nói nghe nói tổng tài của tập đoàn tinh nguyệt trước cuối tháng sẽ tới bình hải hà trường anh gật đầu nói phạm tư kỳ một phụ nữ rất có bá lực kiều bằng cử hỏi sinh không hà trường anh bật cười kỳ thực cái mà cậu nên quan tâm là tài lực của cô ta theo yêu cầu của cố doãn chi Trương Dương không thông báo chuyện ông ta tới Giang Thành cho Đỗ Thiên Giã, tuy nói cố doãn chi đã về hưu, nhưng đám lãnh đạo của thị lý mà biết khẳng định sẽ vẫn tới thăm. Đương nhiên gia đình của cố doãn chi sẽ trú ở biệt thự ở bên Hồ Nhã Vân, ngôi biệt thự này cố doãn chi đã mua lại, vị trí ở bờ tây Hồ Nhã Vân, cách xa khu thương nghiệp, phong cảnh rất tốt. Trương Dương và cố dài đồng trong lòng đầy khát vọng và nhớ nhung, nhưng tình huống hiện tại không cho phép bọn họ được ở riêng với nhau. Trương Dương tiến cố Doãn Chi tới tận cửa, còn đặc biệt đề xuất lời mời, bảo cố Doãn Chi tới đảm nhiệm chức cố vấn sân bay mới. Cố Doãn Chi mỉm cười cực tuyệt, ông ta đã quan với sinh hoạt hoàn toàn lui khỏi chính trường, không muốn có bất kỳ quan hệ nào với quan trường nữa. dõi mắt tiến cố Doãn Chi đi, Trương Dương mỉm cười vẫy vẫy tay, Thường Hải Thiên cùng hắn ra tiến người nhận được điện thoại, là Thường Hải Long gọi tới, nói rằng Thường Hải Tâm biến mất khỏi bệnh viện rồi. Thường Hải Thiên và Trương Dương nghe được tin tức này thì đều đại kinh thất sắc, Thường Hải Thiên hét vào điện thoại sao lại biến mất. Chú không phải là phụ trách chiếu cố cho nó ư. Thường Hải Long ảo não nói, lúc sáng em phải chăm sóc cho mẹ, Hải Tâm hai ngày nay tình tự không tồi, ngày mai lại tháo băng rồi, em làm sao mà ngờ được nó lại đột nhiên biến mất. Trương Dương cảm thấy chuyện này rất bất diệu, Thường Hải Tâm tuy ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng hắn vẫn có thể từ trong ánh mắt của cô ta nhìn ra sự bàng hoàng và bất an của cô ta, càng là lúc sắp biết kết quả gánh nặng trong lòng sẽ càng nặng thường hải thiên gấp đến nỗi đã bắt đầu nổi nóng gã vừa chạy về phía xe của mình vừa gào lên nếu em gái xảy ra chuyện gì thì anh không tha cho chú đâu trương dương đuổi theo cản trước xe của thường hải thiên nói lên xe của tôi đi anh đang nóng lòng như vậy ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện thường hải thiên gật đầu theo trương dương lên xe pick up của hắn hai người tới bệnh viện ở trước cửa phòng bệnh nhìn thấy thường hải long đang mặt mày hoảng hốt thường hải long nói em không dám nói chuyện này cho mẹ cha đi rồi chúng ta có cần nói chuyện này với ông ấy không thường hải thiên lắc đầu cố gắng nén lửa giận nói chú đã tìm trong bệnh viện chưa thường hải long nói trong ngoài đều tìm một lượt rồi buổi chiều nó nói là đi tản bộ hít thở một chút không khí trong lành nhưng trong nháy mắt đã không thấy đâu rồi thường hải thiên thò tay ấn một cái lên đầu thường hải long khiến cho đầu Thường Hải Long ngửa ra sau. Thường Hải Thiên tức giận nói, giờ bảo anh phải nói gì với chú đây? Từ trước tới giờ, gã đều cho rằng nếu như không phải là Thường Hải Long đòi tới quán karaoke thời đại mới để ăn mừng thì em gái mình cũng không gặp phải trận hỏa hoạn đó. Nhưng người trong nhà đều nhìn thấy Thường Hải Long rất tự trách, cho nên không ai nói chuyện này ra. Hiện tại Thường Hải Tâm trước khi tháo băng lại mất tích, vừa hay là lúc Thường Hải Long trông coi, Thường Hải Thiên giận gã cũng là bình thường. Thường Hải Long vành mắt đỏ lượng lên, nói anh, em đi tìm nó đây, nếu như không tìm thấy Hải Tâm, em sẽ không về đâu. Trương Dương nói, làm cái gì thế, Hải Tâm lớn vậy rồi chắc không ngốc thế đâu, Hải Long, anh ở lại bệnh viện chiếu có cho gì, có lẽ là Hải Tâm lát nữa sẽ về thôi. Tôi và Hải Thiên chia nhau đi tìm Hải Tâm, cô ta không đi xa được đâu. Trương Dương kéo Thường Hải Thiên rời khỏi phòng bệnh. Thường Hải Thiên lo lắng cực kỳ, nói, làm thế nào, làm thế nào bây giờ nếu như hải tâm xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói thế nào với cha mẹ đây trương dương so với thường hải thiên thì vẫn bình tĩnh hơn một chút hắn trước tiên gọi điện thoại cho khương lược bảo gã dùng sức của cảnh sát giúp tìm thường hải tâm đương nhiên là chỉ có tính chất tình bạn thường hải thiên phụ trách tìm xung quanh bệnh viện trương dương thì tới những nơi mà thường hải tâm trước đây hay tới hy vọng có thể thấy được bóng dáng của cô ta Mất cả một buổi chiều mà bọn họ vẫn không tìm được thường hải tâm, hoàng hôn xuống, áp lực trong lòng mỗi người đều biết thành càng lúc càng nặng. Trương Dương cơ hồ là tìm qua tất cả những nơi mà thường hải tâm từng tới, nhưng mỗi nơi đều mang tới cho hắn sự thất vọng. Thường hải thiên gọi điện thoại, gã trước tiên về bệnh viện, mẹ nàng nặc đòi qua thăm hải tâm, chuyện này hai anh em họ cuối cùng cũng không giấu được, bị mẹ biết, đang khóc đến chết đi sống lại. Trương Dương không biết nên nói gì, Chầm mặc một lúc rồi mới nói, Hải Thiên, anh ở lại bệnh viện đi, chuyện tìm Hải Tâm giao cho tôi, một khi có tin tức, tôi lập tức sẽ thông chi cho anh. Tình tự của Thường Hải Thiên rõ ràng là vô cùng bi quan. Vừa gác điện thoại, Khương Lượng lại gọi tới, gã nói với Trương Dương, có người báo có một cô gái mặt quấn băng thuê một con thuyền chèo vào trong hồ Nam rồi. Trương Dương nói, tôi lập tức tới đây. Thường Hải Tâm ngồi trên thuyền gỗ, dáng chiều khiến cả mặt hồ ánh lên muôn màu vô cùng mỹ lệ. Ánh nắng chiều còn sót lại phát ra thân hình yểu điệu của cô ta, gió hồ ngày thu đã xe xe lạnh, con thuyền nhỏ đung đưa theo gợn sóng, thường hải tâm nghiêng người xuống, nhìn bóng đổ trong nước, đôi mắt sáng chấp động, hai giọt nước mắt theo gió rơi xuống. Thường hải tâm còn nhớ tình cảnh lúc tới Giang Thành, cô ta và anh hai cùng nhau theo trương dương chèo thuyền trên hồ, nếu như không có vụ cháy đó, trong lòng cô ta vẫn còn mơ mộc, nhưng vụ hỏa hoạn đó đã thiêu hủy dung nhan của cô ta, cũng đốt cháy mất mỹ mộng và ảo tưởng trong lòng. Thường Hải Tâm là một cô gái có lý trí, bắt đầu từ lúc quen Trương Dương, cô ta đã rất có hào cảm với hắn, loại hào cảm này theo sự tiếp xúc của họ mà ngày một tăng, hơn nữa cô ta lại biết rõ thế giới tình cảm của Trương Dương phong phú và đặc sắc. Không những có vị hôn thê xuất sắc là sở yên nhiên, hắn thậm chí còn có tình cảm ám muội khó nói thành lời với Phó Thị trưởng Tần Thanh, Thường Hải Tâm ở bên cạnh Tần Thanh, đối với những tình tiết này sớm đã nhìn thấy rõ cô ta không thể nào tiếp nhận được loại tình cảm quan đó của Trương Dương, nhưng ở trong tiềm thức cô ta lại coi Trương Dương là đối tượng lý tưởng, dùng tiêu chuẩn của Trương Dương để đánh giá người bên cạnh, điều khiến cô ta cảm thấy đau khổ và khốn nhiễu là không có ai có thể lưu lại được ký ức sâu sắc ở trong lòng cô ta như Trương Dương, tình yêu quả nhiên là không có lý do. Thường Hải Thiên lúc bị lửa bao vây, trong lòng cô ta trước tiên không phải nghĩ tới cha mẹ, anh em, mà là Trương Dương. Cũng là Trương Dương không chút sợ hãi lao vào biển lửa, cứu cô ta về từ trong tay của tử thần. Sự quan tâm của Trương Dương khiến cô ta cảm thấy ấm áp, có lẽ Trương Dương trước giờ chưa hề thay đổi, mà người thay đổi là cô ta, Trương Dương vẫn là Trương Dương ái tình phân minh, nhưng cô ta lại đã không còn là Thường Hải Tâm của quá khứ nữa rồi. Tuy Trương Dương đã thẳng thắn thành khẩn nói rằng hắn đã làm liên lụy tới Thường Hải Tâm, nhưng Thường Hải Tâm lại không hề có ý trách tội hắn, thậm chí còn giữ kín bí mật này cô ta không muốn người nhà nghĩ xấu về trương dương không muốn trương dương bởi vì vậy mà cảm thấy khốn nhiễu ngón tay trắng nõn của thường hải tâm thò xuống mặt nước nước hồ mát lạnh khiến thần kinh của cô ta cảm thấy thoải mái đã lâu rồi không có loại cảm giác này ở trung tâm hồ nam trong thiên địa giống như là chỉ còn lại một mình cô ta có những lúc sự cô độc không chỉ mang lại cho người ta sự đau khổ mà cũng mang tới cho người ta sự hưởng thụ thường hải tâm nhắm mắt lại cô ta hiểu rõ sự cô độc hiểu rõ sự thanh tịnh bình hòa khi ở một mình. Gió rất lớn, thuyền bị đẩy về trung tâm hồ, trên trời mây đen mù mịt, một hạt mưa rơi xuống chắn cô ta, thường hải tâm giang hai tay ra, chuẩn bị nghênh đón một trận mưa thu lặng lẽ ùa đến. Sương mù dâng lên trên mặt hồ, bóng lưng của thường hải tâm có thêm mấy phẩm hàm nghĩa mờ ảo, cô ta không có ý quay lại, ở tại đây, ở giữa hồ này, tắm mát gió thu, cô ta từng có một quá khứ tươi đẹp. Nhưng tương lại thì sao? cô ta không nhìn rõ mà cũng không dám tưởng tượng sóng trong hồ lớn dần thân thuyền không ngừng nhấp nhô trong con ngươi của thường hải tâm lại không hề có vẻ sợ hãi chuyện đáng sợ nhất cô ta đã trải qua rồi chút gió mưa này thì đáng là gì bóng tối càng lúc càng đậm thường hải tâm cảm giác mình đã triệt để cách ly khỏi cái thế giới quen thuộc này môi cô ta phát ra một nụ cười cuối cùng cũng có thể quên được rồi ý nghĩ này vừa xuất hiện thì khuôn mặt tươi cười của trương dương lại xuất hiện trong đầu cô ta cô ta thậm chí còn nghe thấy tiếng gọi của trương dương hải tâm thường hải tâm vốn cho rằng đó là ảo giác nhưng giọng nói lại biến thành càng lúc càng rõ ràng thường hải tâm quay người lại nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy ở đằng xa ánh đèn trong gió mưa chấp ẩn chấp hiện nhưng ánh đèn da cam lại khiến cô ta cảm thấy ấm áp đây là màu của sinh mệnh cô ta phát hiện trong lòng mình vẫn tràn đầy sự chờ mong đối với cuộc sống ánh mắt của thường hải tâm đuổi theo ánh đèn cuối cùng cũng trả lời tôi ở đây lúc trương dương tìm thấy thường hải tâm cả người cô ta đều đã ướt sũng nước mưa co do trong gió lạnh trong lòng trương dương thương xót vô hạn hắn ôm thường hải tâm vào lòng ôm chặt lấy cô ta sợ như nếu mình buông tay thì thường hải tâm sẽ vĩnh viễn rời xa mình không thể nào tìm lại được nữa hắn dùng sức hôn lên trán thường hải tâm hải tâm đừng bỏ anh thường hải tâm nằm trong lòng trương dương kiên định mà ấm áp cô ta cảm thấy có gì đó thay đổi nhưng lại giống như tất cả lại chưa hề thay đổi cô ta nói nhỏ em không muốn chết trên thế giới này còn có quá nhiều người mà em không bỏ được cha em mẹ em hai anh trai của em còn cả anh nữa trương dương đưa thường hải tâm về biệt thự nhà gỗ nhân lúc thường hải tâm đi tắm rửa hắn gọi điện thoại cho thường hải thiên nói với họ rằng mình đã tìm được thường hải tâm rồi chỉ có điều hiện tại mưa to quá đợi lát nữa mình sẽ dẫn cô ta về thường hải thiên biết em gái mình bình an vô sự cũng thở phào nhẹ nhóm Báo lại tin tức này cho em trai và mẹ. Viên Chi Thanh nghe nói con gái không sao, tình tự mới ổn định lại một chút, bà ta lau nước mắt, nói: "Mưa lớn như vậy, con bé ngốc này rốt cuộc là chạy đi đâu chứ?" Thường Hải Thiên cười nói: "Đã tìm thấy rồi, đợi lát tạnh mưa, Trương Dương sẽ đưa nó về, mẹ đi ăn gì đi đã." Viên Chi Thanh gật đầu rồi mới chịu ăn một chút. Thường Hải Thiên và Thường Hải Long bước ra ngoài hành lang, Thường Hải Long nói: "Đại ca, em xin lỗi." thường hải thiên thở dài nói người nên nói xin lỗi là anh anh không nên đẩy hết trách nhiệm lên người chú những ngày này đều là chú chăm sóc cho mẹ và em chú cực khổ rồi thường hải long nói trương dương tìm được hải tâm ở đâu vậy thường hải thiên thở dài nói hồ nam hải tâm một mình trèo thuyền ra giữa hồ tuy đã biết tin em gái bình an nhưng thường hải long vẫn toát mồ hôi lạnh thường hải thiên nói trương dương vốn muốn đưa nó về nhưng hải tâm lại không muốn gặp chúng ta Thường Hải Long không hiểu, hỏi, vì sao? Ngày mai là lúc nó tháo băng, tâm tình của nó lúc này khẳng định là cực kỳ phức tạp, nó sợ trị liệu thất bại, cho nên không dám đối diện với chúng ta. Thường Hải Long nói, để nó bình tĩnh lại chút cũng tốt. Tâm tình của hai anh em đều vô cùng phức tạp, ngồi trong hành lang, im lặng không nói gì. Thường Hải tâm tắm rửa xong liền thay áo tắm mà Trương Dương đã chuẩn bị cho cô ta, Bước ra khỏi phòng thì thấy Trương Dương đang dùng bát thủy tinh điều chế một thứ sền sệt màu lục. Thường Hải Tâm nói: "Đang làm gì thế?" Trương Dương nói: "Thay thuốc cho cô, mặt cô hôm nay dính nước mưa, phải thay thuốc." Thường Hải Tâm nói khẽ: "Hiện tại giúp tôi tháo băng luôn à?" Trương Dương mỉm cười, nói: "Đúng vậy, có điều cô phải hứa với tôi, trước ngày mai không được soi gương." Thường Hải Tâm nói: "Yên tâm đi, tôi nghĩ thông hết rồi, sẽ không làm ra những chuyện ngốc nghếch đâu." Trương Dương bảo cô ngồi xuống ghế, giúp cô ta tháo băng trên mặt. Thường Hải Tâm nhắm mắt lại, lông mi đen dài khẽ run rẩy, có thể nhìn ra là cô ta đang rất khẩn trương, lo lắng bộ dạng xấu xí của mình bị Trương Dương nhìn thấy, lo mình sẽ bị Trương Dương ghét bỏ. Chỗ bị bỏng trên mặt Thường Hải Tâm đã hoàn toàn bị da thịt màu hồng nhạt che phủ, tuy màu sắc khác nhau, nhưng đã không có bất kỳ một vết sẹo nào. Trương Dương lộ ra nụ cười hạnh phúc, khối đá trong lòng cuối cùng cũng có thể bỏ xuống rồi hắn có thể đảm bảo không mất bao lâu nữa thường hải tâm có thể hoàn toàn khôi phục lại dung nhan hắn thoa thuốc đều lên chỗ bỏng của thường hải tâm nói khẽ không đau đúng không giống như là chát phấn vậy thường hải tâm không dám nói chuyện cho tới khi trương dương bôi son hết thuốc tìm băng sạch quấn lại cho cô ta mới hỏi tôi có phải là xấu lắm không trương dương nói không xinh đẹp như xưa nữa thành mặt hoa rồi thường hải tâm mặt mày buồn bã cô ta thở dài, nói tôi đã đoán trước được rồi. Trương Dương cười nói, có điều một vết sẹo cũng không có, trong nửa tháng gần đây không được ra ngoài hứng nắng, vẫn phải tiếp tục thoa thuốc, vết thương muốn khôi phục lại được màu sắc bình thường thì chắc vẫn phải cần ba tháng. Thường Hải Tâm không thể tin nổi, anh là nói, là nói trên mặt tôi đã lên da non rồi ư. Trương Dương mỉm cười, nói, như da trẻ con ý, rất mỏng và mịn, cần phải giữ thật cẩn thận. Trên mặt tôi có sẹo không? trương dương cười ha ha nói không có đâu có điều tiền đề là cô không được khóc nữa cũng không được chảy ra ngoài hứng nắng nếu không có biến thành gái châu phi tôi cũng mặc kệ thường hải tâm nghe hắn nói một cách khẳng định như vậy trong lòng cũng tin vài phần cô ta dè dặt nói tôi có thể nhìn bộ dạng của mình hiện tại không trương dương nói đã bảo ngày mai là ngày mai cô cũng đừng ngại đợi thêm mấy tiếng nữa hắn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã là bảy rưỡi tối rồi nên đưa thường hải tâm về thôi thường hải tâm nghe hắn nói muốn đưa mình về lắc đầu nói tôi tôi không muốn thế này đi gặp người nhà trương dương nói kiểu gì cũng phải về cô nếu một đêm không về người nhà của không chừng cho rằng tôi làm gì cô rồi đó thường hải tâm mặt nóng lên nói nhỏ với bộ dạng của tôi hiện tại anh không nổi được tàn niệm với tôi đâu trương dương nói cô đánh giá thấp sức hấp dẫn của mình rồi nếu như vạn nhất tôi nổi tàn niệm cô rốt cuộc có chiều theo hay không thường hải tâm, thà chết không chiều. Trương đại quan nhân cảm thán, lập trường của thư ký thường vẫn kiên định lắm. Thường hải tâm nói khẽ tôi không muốn đối diện với anh như thế này. Cô ta đứng dậy, quần áo đã khô rồi, tôi đi thay rồi theo anh về. Trương Dương gật đầu, nhìn bóng lưng yểu điều của thường hải tâm, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Vụ tai nạn đột nhiên ập tới này đã khiến thường hải tâm vốn rất tự tin đã thay đổi nhiều. Trên đường về, Trương Dương quay lại đề tài cũ, Hải Tâm, xin lỗi, là tôi làm liên lụy tới cô. Thường Hải Tâm nói khẽ, sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa, cái này đâu liên quan gì tới anh, là tôi tự chọn. Hai người đều trầm mặc, ánh mắt của Thường Hải Tâm nhìn gạt nước không ngừng đung đưa, cô ta tới giờ vẫn không thể tin nổi vết bỏng của mình đã khỏi, nếu như trời cao thật sự có thể cho cô ta một cơ hội quay lại, cô ta nhất định sẽ quý trọng tuổi thanh xuân của mình, quý trọng tình cảm của mình, quý trọng mỗi một người quan tâm tới mình. Trương Dương phá vỡ sự yên tĩnh, hải tâm, những lời tôi nói đều là thật đó. Cái gì? Vũ dụ như, tôi đối với cô có những ý nghĩ không an phận, những lời vô sỉ như vậy mà từ miệng Trương Đại Quan Nhân nói ra lại có vẻ rất tự nhiên, càng hiếm có hơn là, hắn nói ra câu này không những không chọc giận thường hải tâm, hoặc là khiến cô ta bối rối, mà ngược lại khiến thường hải tâm cảm thấy ấm áp. Thường hải tâm cảm thấy một loại cảm giác ngạt thở vì hạnh phúc, nhưng cô ta không thể nào tin được lời của Trương Dương, hạ cửa sổ xe xuống một chút, nói khẽ ngày mai sẽ là một ngày trong xanh. Trương Dương nói, ngày mai có mưa, ngày kia có mưa, ngày kia cũng có mưa. Thường Hải Tâm cười nói, là anh nói hay là dự báo thời tiết nói? Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết trước giờ chẳng có lúc nào chuẩn. Dự báo thời tiết không chuẩn, nhưng câu này của Thường Hải Tâm lại rất chuẩn, hôm sau là một ngày nắng chan hòa. Thường Hải Tâm sau khi quay về bệnh viện, một đêm này không ngờ lại ngủ ngon vô cùng, khi tỉnh lại thì đã là 10 giờ sáng rồi. Cô ta cũng không biết là mình đã ngủ bao lâu, nhìn trong phòng thì thấy hai người anh và mẹ đều ở bên cạnh giường chăm mình, cô ta có chút xấu hổ cười cười, xin lỗi, dậy chế quá. Thường Hải Thiên cười nói, bọn anh đợi em một tiếng rồi, nói là hôm nay phải tháo băng, nhưng thấy em ngủ ngon như vậy, bọn anh cũng không nỡ đánh thức em. Thường Hải Tâm nói, Trương Dương đâu? Thường Hải Long nói, 7 giờ sáng có tới, cậu ấy nói là buổi sáng còn phải cùng bí thư cố tới núi Thanh Đài, dẫu sao thì em cũng không có việc gì, cứ giao cho bác sĩ Vu là được rồi. Thường Hải Thiên nói, anh đi mời bác sĩ Vu. Không lâu sau Vu Tử Lương và vợ Chu Tú Lệ cùng tới, tình tự của hai người đều rất tốt, vừa rồi lúc Trương Dương tới đã nói với họ rằng tình hình khôi phục của Thường Hải Tâm rất tốt, tới giờ cứ tháo băng là được. Chu Tú Lệ vẫn có chút hoài nghi về những lời của Trương Dương, cô ta thực tế không thể nào tin được vết bỏng nặng như vậy mà có thể hoàn toàn lành lặn, nhưng nhìn bộ dạng tràn đầy lòng tin của Trương Dương lại khiến cô ta không thể không tin. Cho nên cô ta lựa chọn tới cùng chồng, tự mình chứng kiến cảnh kỳ tích phát sinh. Chu Tú lệ từ từ tháo băng cho Thường Hải Tâm, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mặt Thường Hải Tâm. Viên Chi Thanh là khẩn trương nhất, bà ta mỗi tay nắm tay một đứa con trai, không những tim đập thình thịch mà ngay cả hô hấp cũng trở nên rồn rập. Thường Hải Thiên vỗ mờ u bàn tay của bà ta, tỏ ý bảo mẹ đừng quá khẩn trương. Băng được tháo từng tầng một, tâm tình của Thường Hải Tâm lúc này không ngờ lại có chút bình tĩnh, cô ta nhớ tới trận gió mưa tối qua, nhớ tới câu nói đó của Trương Dương, anh ta vì sao lại không tới. Là không muốn đối diện với khuôn mặt của mình hiện tại hay là thực sự có việc phải đi. Thường Hải Tâm nghe thấy tiếng thốt lên kinh ngạc và vui mừng của mẹ, nghe thấy tiếng cười của hai anh. Chu Tú Lệ há miệng trợn mắt nhìn mặt của Thường Hải Tâm, tuy da thịt mới lên có chút khang khác, nhưng da mới móc ở chỗ bị bỏng đã lên đầy đủ, và không có bất kỳ một vết sẹo nào với da thịt ở xung quanh. Chu Tú Lệ lúc này mới hiểu vì sao chồng mình lại có lòng tin đối với Trương Dương như vậy. Cô ta lẩm bẩm nói, không thể tưởng tượng được, thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Vu Tử Lương mỉm cười ôm vai cô ta, nói, anh đã nói với em từ trước rồi, Trương Dương là một người có thể sáng tạo ra kỳ tích. Chấm lúc này trương dương đang cùng với gia đình cố doãn chi tản bộ trên núi thanh đài cố doãn chi bước đi như bay ở đằng trước cố minh kiện vừa mới được tự do cũng không cam lòng tụt hậu cố giai đồng và trương dương thì rót lại sau một chút như vậy bọn họ vừa hay có thể nói vài câu riêng tư cố giai đồng nhìn cái đầu chọc của trương dương nói anh càng lúc càng chẳng chú ý tới hình tượng gì cả như thế này mà giống một phó thị trưởng à trương dương cười nói phó thị trưởng thì phải để tóc dài à phó thị trường viên thành tích của chúng ta đầu còn chọc hơn anh. Cố gia đồng cười khúc khích, nói, người ta là bị hói, anh là cố ý thành thế này. Trương Dương đương nhiên không nói nguyên nhân chân chính khiến mình bị chọc đầu cho cô ta, cười tùm tìm, nói, vài ba ngày nữa là mọc lại thôi, sau này anh nghe lời em, không cạo chọc nữa là được chứ gì. Cố gia đồng nói, hôm nay tâm tình rất tốt, tỉnh lý cấp cho bọn anh 500 triệu, thoáng cái được nở mày nở mặt rồi. Trương Dương đang định lên tiếng thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, hắn bật lên nghe, lại là Lương Thành Long gọi tới, thằng ôn này hôm qua vào lúc cần gã đứng ra giúp đỡ nhất thì gã lại lựa chọn bỏ đi, lúc này không ngờ vẫn còn mặt mũi để gọi điện thoại tới. Giọng nói của Lương Thành Long rõ ràng là mang theo vẻ áy náy, "Trương Dương, xin lỗi cậu về chuyện hôm qua." Trương đại quan nhân hư tình giả ý cười nói, "Có gì mà phải xin lỗi, tôi hiểu cả mà." Nhưng trong lòng hắn hiểu rằng, sau chuyện này quan hệ giữa mình và Lương Thành Long sẽ không thể nào khôi phục lại như trước kia. Lương Thành Long nói, tôi biết là tôi rất không đủ nghĩa khí, nhưng công ty không phải là của tôi, tôi phải nghĩ cho toàn bộ công nhân viên, cho nên. Trương Dương cười nói, không cần phải giải thích, tôi có trách anh đâu, làm ăn là làm ăn, bạn bè là bạn bè. Thanh Long, anh yên tâm đi, trong lòng tôi hiểu mà. Gác điện thoại, cố dài đồng nghe ra là Lương Thành Long gọi tới, không khỏi khinh bỉ nói, người này Thủy chung không thể nào thâm giao được. Cô ta trước giờ không hề có hào cảm với Lương Thành Long, trước đây bởi vì khi cạnh tranh khối đất của cửa hàng bách hóa dệt Đông Giang phát sinh rất nhiều mâu thuẫn. Chuyện mình bị người ta hắt nước bẩn, Lương Thành Long từng là đối tượng hiểm nghi lớn nhất. Trương Dương nói, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, anh không thể nào chi phối được quyết định của người khác. Cố Giai Đồng nói khẽ, nhưng anh lại chi phối được em. Trương Dương mỉm cười, nói anh là thuyền còn em là buồm, không có anh thì em chẳng động được. Cố dài đồng cười nói, nếu nắm không đúng hướng gió thì anh sẽ đi lầm đường đó. Trương đại quan nhân cười xấu, nói chỉ cần buồm còn cắm trên cột buồm, em dẫn anh đi đâu cũng được. Cố dài đồng mặt lại nóng lên, thằng ôn này vòng một vòng cuối cùng lại dẫn mình vào rãnh, đang định mắng hắn vài câu thì thấy cha mình dừng bước ở phía trước. Trương Dương đã chạy lên trên trường, người ha ha nói bí thư cố ông còn nhớ nơi này không? ánh mắt của cố dưỡng dưỡng trương dương dừng lên hòn đá to vuông vắn mỉm cười nói nhớ đương nhiên là nhớ hòn đá vuông vắn như thế này đúng là quỷ phủ thần thông là một cảnh quan hiếm có của tự nhiên ông ta phát hiện ở bên cạnh hòn đá còn có một tấm biển gỗ bước lên nhìn kỹ thì thấy bên trên viết ba chữ phương chính thạch đá vuông bên dưới còn dùng chữ in thường giới thiệu nguồn gốc của phương chính thạch chuyện năm đó mình tới núi Thanh Đài đặt tên cho hòn phương chính thạch này không ngờ đã thành truyền kỳ rồi. Trương Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tấm biển giới thiệu này, không khỏi cười nói, không biết là ai cả chuyện này cũng ghi dấu lại. Cố Doãn Chi bật cười, chắc rằng là một vị quan địa phương nào đó muốn ca tụng công đức của mình, nhưng mình hiện tại đã về hưu rồi. Ông ta nói với Trương Dương, bảo người bỏ cái biển giới thiệu này đi, cảnh trí đẹp bị cái biển này làm hỏng hết rồi. Trong mắt Cố Doãn Chi, chuyện mình đặt tên cho khối đá này căn bản không đáng để ghi chép long trọng như vậy. Con đường thông tới đỉnh Thanh Vân đã được sửa xong, trời vừa đổ mưa cho nên đường được rửa rất sạch, bên tai thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng róc rách của suối núi, đi lên chưa được mấy bước đã nhìn thấy một thác nước từ trên vách núi đổ xuống. Cố Minh Kiện và Cố Giai Đồng không phải là lần đầu tiên tới núi Thanh Đài, nhưng bọn họ cũng cảm thấy núi Thanh Đài đang phát sinh biến hóa. Cố Doãn Chi nói, núi Thanh Đài làm du lịch cũng được một đoạn thời gian rồi, số lượng du khách hình như không hơn được bao nhiêu. Trương Dương nói, đầu tư vào ngành du lịch là một quá trình lâu dài, sự ra đi đột nhiên của An lão đã mang tới ảnh hưởng không nhỏ tới núi Thanh Đài, hậu nhân của ông ta lại không coi trọng đầu tư núi Thanh Đài, hiện giờ trọng điểm đầu tư của thế kỷ An Thái đều đặt ở nước ngoài, phía nội địa chỉ có một mình An Ngữ Thần chống đỡ, tài chính có hạn, khoản đầu tư cho núi Thanh Đài tất nhiên là cũng rất hữu hạn một tòa núi lớn như vậy, nếu muốn hoàn toàn làm du lịch chỉ sợ là còn khó hơn cả việc xây dựng sân bay mới. Cố Doãn Chi bật cười. Trương Dương lại nói, có điều, gần đây làng du lịch suối nước nóng Cốc Xuân Hy làm không tồi, du khách ở khu vực xung quanh Giang Thành đều biết đến nơi đó, mỗi cuối tuần thì một phòng thừa cũng khó kiếm, tối nay chúng ta tới đó ở đi, tôi đã đặt phòng trước rồi. Cố Doãn Chi nói, luôn luôn là một bộ phận phát triển trước, làng du lịch suối nước nóng nổi lên rồi, có thể từ từ kéo theo ngành du lịch của núi Thanh Đài. Vừa rồi cậu nói không sai, đầu tư vào ngành du lịch là một quá trình trường kỳ. Có điều, tài nguyên của du lịch thì lại là rất lớn. Tôi nhớ lúc trước phó thị trường thường vụ của Giang Thành Lý Trường Vũ chủ trương làm kinh tế xanh. Trương Dương cười nói, ông ta hiện tại vẫn chủ trương kinh tế xanh, kỳ thực ngành du lịch của Giang Thành chúng tôi trong 2 năm đã phát triển không ít, thu nhập du lịch mỗi năm đều rất khá. Cố Giai Đồng nói, năm đó tôi cũng nhìn chúng khu rất khóc xuân hy đó, đáng tiếc là bị tập đoàn Benin nhanh chân đi trước. Cố Doãn Chi mỉm cười, nói tham lắm thì nhai không nát, còn hiện tại làm nhà máy dược rất tốt, không cần phải nghĩ tới những chuyện khác nữa. Không ngờ nhà máy dược giang thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại phát triển thành quy mô lớn như vậy, con bé này quả thật là có chút bản sự. Cố Giai Đồng không dám chiếm công, đỏ mặt nói cha, không phải là nhờ có phương thuốc của Trương Dương Ư, Cố Doãn Chi đương nhiên biết rõ nội tình bên trong, mỉm cười tiếp tục tiến về phía trước. Cố Gai đồng chạy e lần theo, khoác lấy tay cha. Cô ta băng tuyết thông minh, biết rằng cha nhất định đã biết rõ quan hệ giữa mình và Trương Dương, chỉ là không muốn điểm phá. Cố Doãn Chi sợ trong lòng cha không vui. Cố Doãn Chi ở sâu trong lòng tất nhiên là có chút không vui, nhưng ông ta hiểu con gái mình hơn bất cứ ai, ông ta không thể nào thay đổi được quyết định của con gái. Phải lại ông ta trước giờ cũng không có ác cảm gì với Trương Dương. Tuy biết rõ rằng con gái mình cuối cùng không thể nào đến được với hắn, nhưng trên người thằng nhóc này lại có một vị đạo khiến người ta không thể nói rõ ra được. Con người ta rất nhiều lúc giả vờ câm điếc mà sống lại thành vui hơn, thông minh như cố doãn chi đương nhiên hiểu rằng mình nên làm gì. Trương Dương và Cố Minh Kiện sau khi trải qua mưa gió khúc mắc, quan hệ của hai người đã khôi phục lại nhiều, từ thân mật tới xa cách cần một quá trình, nhưng từ xa cách tới thân mật cũng cần một đoạn thời gian, Trương Dương có thể vứt bỏ khúc mắc trong lòng, nhưng cố minh kiện trải qua nhiều khúc mắc như vậy bất giác vẫn bảo trì một đoạn cự ly với hắn đây là sự cảnh giác được cuộc sống rèn rũa ra cũng là một loại bảo hộ đối với bản thân mình trương dương nói nghe chỉ cậu nói sau này cậu chính là người đứng đầu lam hải cố minh kiện nói chuẩn bị tranh thầu đường dây tổng hợp và công trình phần mềm của sân bay mới hai ngày nay đang chuẩn bị đơn xin thầu trương dương cười nói cậu chuẩn bị tư tưởng cho tốt đi lợi nhuận sẽ không quá cao đâu Kiều Mộng viện đã tặng cho tôi rất nhiều máy vi tính rồi." Cố Minh Kiện nói, "Hối thông làm rất mạnh, chủ công của chúng tôi là phần mềm, hai bên không xung đột gì với nhau." Trương Dương nói, "Tôi không hiểu gì về những thứ này cả, trong nhà cũng có máy tính thật đấy, nhưng tôi tới giờ cũng chỉ biết chơi trò lật bài thôi." Cố Doãn Chi nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, không khỏi quay người lại, chen vào nói, "Trương Dương, cậu thế thì không được đâu, thân là một cán bộ trẻ tuổi thì phải đi cùng với thời đại." phát triển máy tính biến chuyển từng ngày, sau này làm việc một cách tự động hóa đã là xu thế chung, cậu nếu không theo kịp sự phát triển của thời đại thì sẽ bị đào thải đó. Trương đại quan nhân rất vô xí sí nói một câu, bí thư cố à, tôi có thư kỳ mà. Cố Giai Đồng và Cố Minh Kiện đều bật cười, Cố Doãn Chi thì lại không cười, chỉ vào Trương Dương, nói, một cán bộ cấp phó ban như cậu mà cũng có thư ký à, cậu đó, loại tư tưởng lười biếng này phải bỏ đi ngay. Trương Dương nói, bí thư cố, tôi chỉ nói đùa thôi, tôi tự biết lấy mình mà, với cái quan chức này của tôi, nào có tư cách mà dùng thư ký, ngài yên tâm đi, tôi ngày mai sẽ bắt đầu học sử dụng máy vi tính, tranh thủ đi trước thời đại. Cô Doãn Chi nói, sân nay mới không chỉ là cơ hội của Giang Thành mà cũng là cơ hội tốt của cậu, bản thân phải biết nắm lấy. Trương Dương gật đầu lia lịa, nói cảm ơn bí thư đỗ đã dạy dỗ. Cô Doãn Chi cười nói, cậu không hiềm tôi lắm lời là được rồi buổi trưa bọn họ tới được đỉnh thanh vân hiện giờ tử hà quan cũng có điện thoại trương dương đã gọi điện thoại cho lão đạo sĩ lý tín nghĩa từ trước lý tín nghĩa lại thông chi cho trần sùng sơn chuẩn bị bữa trưa lúc bọn trương dương tới lý tín nghĩa mặc một thân đạo bào bằng vải thô màu xanh phía sau còn có một tiểu đạo sĩ đi theo đứng ở ngoài tử hà quan đợi họ trương dương cười nói lý đạo trưởng lâu ngày không gặp không ngờ đã có người kế nghiệp rồi tiểu đạo sĩ đó rất thẹn thùng cong lưng cúi đầu Lý Tín Nghĩa cười ha ha, xua xua tay nói: "Cậu quay về đi, tôi dẫn mấy vị quý khách tới hậu sơn ăn cơm. Đây cũng không phải là vì Lý Tín Nghĩa keo kiệt, mà là bởi vì tử hà quan chính là nơi thanh tĩnh, chiều đại khách uống trà thì được. Nếu như mời khách ăn thịt uống rượu thì rõ ràng là bất kính đối với tổ sư gia. Từ tử hà quan tới nơi ở của Trần Sùng Sơn ở hậu sơn cũng phải đi mất hơn nửa tiếng. Cố Doãn chi thì không sao, nhưng cố Minh Kiện và cố Giai Đồng đều mệt rồi." tới trước nhà đá của trần sùng sơn cố minh kiện đặt môn ngồn lên đôn đá ở ngoài cửa kêu khổ không thôi nói con không đi nổi nữa rồi cố giai đồng còn đỡ tay chống vào cây cầm bình nước khoáng lên uống một ngủ nói cha cha không mệt tí nào à cố doãn chi mỉm cười nói đám thanh niên bọn con đúng là thiếu rèn luyện có điều câu này của ông ta có chút không đúng trương dương tinh thần vẫn rất phấn chấn trần sùng sơn đã gặp cố giai đồng Cảm giác cố doãn chi có chút quen thuộc, tuy ông ta rất ít khi xem tivi, nhưng tin tức báo chỉ thì thỉnh thoảng vẫn xem, cố doãn chi đảm nhiệm chức bí thư Bình Hải nhiều năm, cơ hội lên báo đương nhiên là không ít. Trần Sùng Sơn còn chưa kịp nhận ra ông ta là bí thư thị ủy tiền nhiệm thì cố doãn chi đã mỉm cười bước đến, chủ động bắt tay, nói, bất hoạn vị chi bất tôn, nhi học đức chi bất sùng, bất xỉ lộc chi bất đa, nhi xỉ trí chi bất bác. Bức tranh chữ này của Trần Tiên Sinh khiến tôi có được không ít lợi ích. Trần Sùng Sơn lúc này mới hiểu người ở trước mặt chính là bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm Cố Doãn Chi. Lúc trước chị em Cố ra tới núi Thanh Đài Du Ngoạn, từng thay cha xin một bức tranh chữ của ông ta, Trần Sùng Sơn vẫn còn nhớ nội dung của bức tranh đó. Cố Doãn Chi đọc ra một lượt, ông ta liền nhận ra được thân phận của Cố Doãn Chi, cười nói, thôn phu Sơn giã, thuận tay viết ra thôi, mong bí thư Cố đừng chê cười. Cố Doãn Chi mỉm cười, nói Trần Tiên Sinh đúng là đại tài, mỗi lần tôi nhìn vào bức tranh chữ đó, tôi trước tiên là nghĩ lại những ngôn hành cử chỉ của mình, tiên sinh đúng là tấm gương sáng trong mệnh của tôi. Trần Sùng Sơn cười nói, đâu dám, đâu dám. Trần Tuyết lúc này từ trong phòng bếp đi ra, có lẽ là bên vì bên trong quá nóng, mặt cô ta lộ ra vẻ đỏ hây hây, mỉm cười nhìn cố dai đồng nhưng lại không thèm nhìn Trương Dương lấy một cái, nói với Trần Sùng Sơn, ông nội, thức ăn chuẩn bị xong rồi, giờ ăn luôn chưa? Trương Dương như sợ Trần Tuyết không biết sự tồn tại của mình, nói toáng lên, "Ăn cơm, ăn cơm, leo núi cả nửa ngày, tôi đói lắm rồi." Trần Tuyết quay người bước vào trong bếp chuẩn bị, cố gia đồng đuổi theo, nói "Tôi giúp cô." Trần Sùng Sơn và Lý Tín Nghĩa sớm đã nhìn thấu Hồng Trần, trong mặt họ tất nhiên là không để y quan vị cao thấp, anh là bí thư tỉnh ủy cũng được, dân lao động cũng được, chỉ cần là Trương Dương dẫn tới thì họ sẽ chiêu đãi nhiệt tình. Lý Tín Nghĩa mang rượu mà mình tự ủ tới, Lúc Trần Tuyết đưa cho Trương Dương bát đũa, Trương Dương cười nói cô chưa vào học à. Từ sau khi biết tầng quan hệ giữa Đỗ Thiên Giã và Trần Tuyết, thằng ôn này cũng dùng giọng trưởng bối để quan tâm Trần Tuyết. Trần Tuyết lạnh nhạt nói, còn chưa tới tháng 9, mấy ngày nữa mới đi. Trương Dương đã vô cùng quen thuộc với loại thái độ này của Trần Tuyết, nhưng trong mắt người ngoài, cô bé Trần Tuyết này hơi lãnh đạm một chút, Cố dài đồng thì cho rằng nhất định là Trương Dương chồng gẹo gì người ta, cái tính hoa tâm của thằng ôn này đừng hòng mà sửa được. Mấy vị lão nhân ra nói chuyện, đám trẻ tuổi rất ít chen lời, cho nên bọn họ ăn cơm xong liền đứng dậy đi. Cố gia đồng mượn cớ hân thưởng thư pháp của Trần Sùng Sơn, theo Trần Tuyết vào trong phòng, mỉm cười nói, Trần Tuyết, tôi thấy cô có chút bực bội không vui, có phải là Trương Dương khi phụ cô không? Trần Tuyết cười nói, làm gì có chuyện đó, anh ta đối với tôi không tồi tôi cũng coi anh ta là bạn. Cố dài đồng vật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Trương Dương và Cố Minh Kiện đang ngồi dưới gốc cây uống trà, trong lòng không khỏi vui mừng. Cô ta hy vọng nhất là thấy em trai mình và Trương Dương hòa giải với nhau. Từ tình huống hiện tại cho thấy, đoạn ân oán trước đây sớm đã tan thành mây khói theo thời gian rồi. Cố Doãn Chi cực kỳ hâm mộ đối với cuộc sống nhàn vân giã hạc này của Trần Sùng Sơn, lúc ông ta vừa về hưu, cũng từng muốn về quê cũ sống những ngày của người bình thường nhưng sự thực rất nhanh đã chứng minh suy nghĩ này của ông ta căn bản là không thể nào thực hiện được một ngày làm quan cả đời làm quan tuy ông ta đã không còn ở trên cương vị nhưng trong mắt người khác ông ta vẫn bị định nghĩa là quan cho tới giờ người xung quanh vẫn gọi ông ta là bí thư cố cố doãn chi hiểu rằng mình không thể nào thay đổi được cố doãn chi nói thái quốc động ly hạ dù nhiên kiến nam sơn lúc tôi còn tại nhiệm hâm mộ nhất là cuộc sống như thế này cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc về hưu nhưng về hưu rồi mới phát hiện, chân chính làm tới loại cảnh giới này không phải là dễ dàng. Trần Sùng Sơn cười nói, đích xác là không dễ dàng, một người sống trong sinh hoạt ở cao nguyên quen rồi, anh bảo hắn tới nội địa sống hắn sẽ không quen, đồng dạng một người sống ở nội địa quen rồi, anh bảo hắn tới cao nguyên, hắn sẽ nảy sinh phản ứng cao nguyên. Cố Doãn Chi cười ha ha, nói quả thật là vậy. Lý Tín Nghĩa nói, kỳ thực quan trọng nhất vẫn là tâm cảnh chỉ cần trong lòng có thể thực sự yên tĩnh, cho dù là ở nơi ổn á cũng vẫn có thể tiềm tâm tu hành, nếu như không tĩnh tâm được, cho dù là đặt anh ở nơi thâm sơn rừng rú thì trong lòng vẫn không thể an tĩnh được. Cố Doãn Chi nói, hai vị lão hiếu đều là cao nhân thế ngoại, nói chuyện với hai ông một ngày, khiến cho cố mỗ hiểu ra nhiều điều. Lý Tín Nghĩa cười nói, bí thư cố quá lời rồi, trong mắt tôi, mỗi một người sống đều là một loại tu hành, chỉ là phương thức tu hành khác nhau mà thôi, tôi tu hành trong đạo môn, lão Trần tu hành trong núi, ông tu hành trong quan trường, ông tuy về hưu rồi, nhưng không có nghĩa là tu hành đã kết thúc, chỉ là kết thúc một giai đoạn, tiến vào một giai đoạn khác mà thôi. Cố Doãn Chi mỉm cười ở hoạt đầu, nói những lời của Lý Đạo Trưởng về tu hành khiến tôi có cảm giác thật mới mẻ. Ba người vừa uống vừa nói chuyện, không ngờ lại nói rất tâm đầu ý hợp, Cố Doãn Chi hứng chí, quyết định tối nay không tới suối nước nóng Cốc Xuân Hy nữa mà ở lại đỉnh Thanh Vân cùng Lý Tín Nghĩa, Trần Sùng Sơn hai người đàm luận về tu vi nhân sinh. Trương Dương rõ ràng còn có công tác, cần phải về, nhà máy dược của cố giai đồng sáng ngày mai thì có một cuộc họp, cũng phải về. Cố Minh Kiện lập tức bảo hắn sẽ ở lại cùng cha, bảo bọn Trương Dương về trước. Lúc Trương Dương và cố giai đồng xuống khỏi đỉnh Thanh Vân thì đã là chiều, cả núi Thanh Đài lộ ra vẻ tịch liêu. Trương Dương ngẩng mặt lên trời hú dài, thanh âm vang vọng trong khoảng không một hồi lâu. Cố Giai Đồng cười nói, đừng có hú nữa, gọi sói tới bây giờ đấy. Trương Dương cười nói, anh là xem thử xem xung quanh có người hay không. Cố Gia Đồng nói, du khách ở núi Thanh Đài thực sự là quá ít. Trương Dương nói, phát triển du lịch là một quá trình trường kỳ, chúng ta cần phải kiên nhẫn. Cố Gia Đồng nói, câu này của anh quả nhiên là sắc mùi quan vị, làm việc càng lâu càng nhập tâm. Trương Dương nói, anh rất nhập tâm mà hôm nay cùng bí thư cố leo núi một ngày buổi chiều còn phải về sáng sớm mai thì lại họp cố giai đồng lý nhí nói không được rồi trương đại quan nhân giả về như không nghe thấy gì gì cơ cố giai đồng chia tay ra nhéo tai hắn một cái anh không nghe thấy à không được rồi trương dương cố ý nói không được rồi em tối nay về làm gì cố giai đồng đỏ mặt có chút thẹn thùng nói người ta muốn anh mà Trương đại quan nhân nhìn khuôn mặt kiều diễm của cố giai đồng, trong lòng đột nhiên cảm thấy kích động khôn tả, từ hôm qua gặp cố giai đồng, hai người đều áp chế tình cảm, không dám thể hiện ra trước mặt người khác, sợ bị người ta nhìn ra quan hệ ám muội của họ, hiện tại cuối cùng cũng có lúc được ở riêng với nhau. Trương đại quan nhân thò tay kéo cố giai đồng vào lòng, vội vã hôn cô ta một cái, cố giai đồng xấu hổ nói, giữa ban ngày ban mặt, anh muốn làm gì? Trương đại quan nhân nói, hoang sơn giã lĩnh lấy đâu ra người, tiểu nương tử, ta đột nhiên có ý đổ phi lễ, không biết ý nàng thế nào. chương 453, mỗi năm có cá. Cố dài đồng tóc mây rối tung, hai má đỏ hồng, thân thể chìm đắm trong tình yêu không tự chủ được mà run rẩy từng chập. Trương đại quan nhân ôm chặt lấy cô ta, ghé vào bên tai, nói, sơn thanh thủy tú không có người quấy nhiễu, đúng là một nơi thích hợp cho ân ái. Cố dài đồng thở hồn hển nói, anh không ngờ lại khi phụ một nữ tử yếu đuối như em. Trương Dương mỉm cười, nói có thích được anh khi phục không? Cố Gia Đồng gật đầu, dựa vào người Trương Dương, ôn nhu nói, chuyện mà số mạng đã định trước, có muốn chạy cũng không chạy được. Lúc Trương Dương và Cố Gia Đồng về tới Giang Thành thì đã là hơn 9 giờ tối, Cố Gia Đồng nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Trương Dương, nhất thời xấu hổ vô cùng, giờ nắm đấm lên thụi mấy phát vào người hắn. Trương Dương cười nói, ăn no rồi làm đầu bếp chính là loại người như em cố giai đồng gắt còn dám nói nữa à tới giờ mà em còn chưa được ăn cơm sắp đói chết rồi đây này trương dương nói anh dẫn em đi ăn cơm cố giai đồng nói không trước tiên về biệt thự ở hồ nhã vân đã em muốn tắm rửa có cần phải vậy không để tối ngủ rồi hãng tắm cố giai đồng đỏ mặt nói anh đúng là người nhơm nhớp khó chịu lắm trương đại quan nhân cười sung sướng cố giai đồng tức giận véo tai hắn còn cười nữa à đáng ghét chết đi được. Sau khi cố dài đồng tắm rửa xong lại đổi ý, trong nhà còn có ít thức ăn, tùy tiện ăn hai bát mì thịt bò, hai người lúc ngồi đối diện ăn cơm, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều hạnh phúc và ấm áp khôn tả. Trương Dương nói, em triệt để giao Lam Hải cho Minh Kiện rồi à? Cố dài đồng gật đầu, nói, nghiệp vụ của nhà máy dược ngày một đi lên, may mà có Hải Thiên giúp đỡ, phía Lam Hải thì cơ bản đã đi vào quỹ đạo rồi, Minh Kiện dưới sự phụ tá của bọn lão triệu chắc rất nhanh có thể nắm được nghiệp vụ của công ty. Em muốn nó mau quên đi những ám ảnh không vui trong quá khứ. Trương Dương khen thật lòng, đúng là một người chỉ tốt. Hy vọng Minh Kiện có thể hiểu được nỗi khổ tâm của em, sau này sẽ ngoan ngoãn là việc. Cố Giai đồng nói, cha em quyết định vẫn về Đông Giang sống, muốn tìm thấy cuộc sống yên bình thì chỉ có Đông Giang là thích hợp nhất. Trương Dương cười nói, vốn nên là vậy. Cố dài đồng nói, em bảo người thu dọn biệt tử ở hồ tử một chút, tuần sau để cha em dọn vào ở, ông ấy không muốn ở viện gia thuộc tỉnh ủy nữa, chuyện ra chuyện vào nhiều quá. Trương Dương nói, nhất định phải thu dọn thật sạch sẽ, nhất định đừng để cho cha em phát hiện ra điều gì. Trước đây biệt thự ở Hồ Tử Hà là nơi bọn họ thường lui tới. Cố dài đồng ngây ra, lập tức ý thức được hắn có ý gì, tức đến nỗi giơ chân đá hắn một cái, nói, đáng ghét, anh không thể nói năng nghiêm chỉnh được à, trương dương nói em muốn anh nghiêm chỉnh hay là không nghiêm chỉnh cố gia đồng ôn nhu nói lúc nên nghiêm chỉnh thì phải nghiêm chỉnh trương dương cười bảo khi anh và em ở riêng bên nhau thì không thể nào nghiêm chỉnh cho được kỳ thực ý chí của anh kiên định lắm nhưng em đối với anh quả thật là quá hấp dẫn anh vừa nhìn thấy em là dục dịch muốn động rồi cố gia đồng biết rằng hắn đang tâm bốc mình nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp vô cùng nói khẽ nói chuyện nghiêm túc nhé Lần này Minh Kiện sẽ thay mặt cho Lam Hải tham gia tranh thầu công trình sân bay mới, trong phạm vi mà chính sách cho phép, anh phải cố gắng chiếu cố cho nó. Cố gia đồng trước giờ không yêu cầu Trương Dương lợi dụng chức quyền để làm gì cho cô ta, nhưng lần này thì khác, cô ta vô cùng quan tâm tới em trai, Minh Kiện vừa ra tù, cái còn thiếu là lòng tin, muốn để gã nhanh chóng khôi phục được lòng tin, có thể lại một lần nữa ngẩng đầu lên làm người thì phải giúp gã nhanh chóng đi vào công tác, giúp gã xây dựng sự nghiệp của mình cho nên cố giai đồng mới đề xuất với Trương Dương yêu cầu như vậy. Trương Dương gật đầu, nói em yên tâm đi, anh nhất định sẽ giúp Minh Kiện một lần nữa đứng lên. Tin tức tỉnh Lý quyết định cấp 500 triệu tiền đầu tư khiến cho cả thành phố Giang Thành trở nên phấn chấn, hội tranh thầu được mở trở lại, khiến rất nhiều nhà đầu tư và nhà xây dựng đã quyết định từ bỏ lục tục quay trở lại Giang Thành. Hạng mục sân bay mới của Giang Thành từ lúc được duyệt tới nay, đoạn thời gian này là phong quang nhất, được người ta chú ý tới nhất. Buổi sáng, Đỗ Thiên đã triệu tập mấy vị lãnh đạo của ban kế hoạch xây dựng sân bay tới họp, thương lượng những yếu điểm công tác về sau. Trong tay đã có tiền, chuyện cũng dễ làm hơn nhiều. Lần này ý nghĩa của việc tỉnh lý cấp tài chính không chỉ là ở phương diện tiền bạc, mà còn chẳng khác nào tuyên bố với cả tỉnh Bình Hải rằng chính sách của tỉnh lý là trọng điểm nâng đỡ hạng mục sân bay mới của Giang Thành sẽ chiếu cố trên chính sách, thế tất khiến cho nhiều nhà đầu tư và nhà xây dựng nhìn thấy tiền cảnh tươi đẹp của sân bay Giang Thành từ đó mà tăng cường lòng tin của họ đối với hạng mục sân bay mới của Giang Thành. Đỗ Thiên Giã nói, khoản ngân sách 500 triệu của tỉnh Lý rất nhanh sẽ được gửi vào tài khoản, lần này chúng ta nhất định phải hoàn thành hạng mục sân bay mới với chất lượng cao, tiêu chuẩn cao, tốc độ cao, cấp cho các lãnh đạo một câu trả lời thật đẹp, cấp cho người dân Giang Thành một câu trả lời thật đẹp. Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Triệu Dương Lâm nói, hội gọi thầu công khai lần trước kết thúc nửa đường, chúng ta có phải là nên thương lượng xem lúc nào thì tiến hành gọi thầu lại không? Đỗ Thiên Giã cười nói, loại chuyện này các vị cứ thương lượng rồi làm, nói chung là trước khi bắt đầu khởi công thì phải hoàn thành công tác gọi thầu, mà phải làm công tác này thật công bằng, công chính. Người hữu tâm đều ý thức được bí thư đỗ đã cố ý bỏ đi hai chữ công khai, hội gọi thầu công khai lần trước suýt nữa khiến cho phía Giang Thành không hạ đài được, đỗ thiên giã lần này không muốn đi theo vết xe đổ. Trương Dương nói, đối với lần tranh thầu này phải thâm hạch tư cách một cách nghiêm túc, phàm là những người lần trước không ủng hộ công tác của chúng ta thì nhất loạt phải đào thải. Câu này của hắn có chút bột phát, trước khi diễn ra hội nghị, phó thị trưởng Nghiêm Tân Kiến đã đặc biệt tìm tới hắn, bàn về chuyện của nhà máy máy móc công trình Giang Thành, Trương đại quan nhân không chút do so dự trả lời y, không có cửa đâu. Lúc cần xí nghiệp địa phương giúp đỡ, Tào Chính Dương lại có đầu rụt cổ hiện tại tỉnh lý cấp ngân sách cho rồi thì lại vội vàng tới đòi chia một chén canh, đừng có nghĩ tới làm gì. Đỗ Thiên Giã cười nói, cũng không thể vơ đúa cả nắm như vậy được, đối với xí nghiệp địa phương nên ủng hộ thì vẫn phải ủng hộ, chỉ cần phù hợp với điều kiện gọi thầu, chúng ta thân là cán bộ lãnh đạo vẫn phải khoan dung một chút. Trương Dương nói, không có anh thì trái đất vẫn quay, xí nghiệp địa phương thì sao chứ? Bình thường chúng ta coi xí nghiệp địa phương như con, nhưng đứa con này lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, ông già gặp khó khăn, nó lại làm bộ đáng thương với chúng ta, dạng con cái như vậy chúng ta không cần. Đỗ Thiên Giã nói, chuyện này chúng sẽ thảo luận sau, nói chung, tôi hy vọng mọi người trong công tác đừng để tình cảm cá nhân xen vào, phải xuất phát từ đại cục, phải chiếu cố tới lợi ích của đa số. Sau khi tan họp, Đỗ Thiên Giã giữ riêng Trương Dương lại, gã là nói tới chuyện của nhà máy máy móc công trình Giang Thành, Đỗ Thiên Giã nói, Trương Dương, Nhà máy máy móc công trình Giang Thành là xí nghiệp trụ cột của thị lý chúng ta. Tôi thừa nhận là trong quá trình gọi thầu sân bay mới biểu hiện của họ khiến người ta phải thất vọng, nhưng Tào Chính Dương cũng là suy nghĩ cho lợi ích của công nhân viên trước nhà máy, nếu chúng ta không dùng máy móc công trình của y, toàn bộ đều sử dụng của nhà máy máy móc công trình Lam Sơn. Không chỉ ảnh hưởng tới tiêu thụ của họ mà còn làm ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà máy máy móc công trình Giang Thành. Người khác khẳng định sẽ nghĩ rằng ngay cả thành thị của mình cũng không dùng máy móc công trình của anh vậy thì chất lượng sản phẩm của anh thực sự là có vấn đề trương dương nói tôi nói này bí thư đỗ biểu hiện của tào chính dương đó anh cũng thấy rồi đấy chất lượng máy móc của họ thế nào thì tôi không quản nhưng khi chúng ta cần y đứng ra giúp đỡ nhất thì y lại tặng cho chúng ta chiêu này may mà có chu đông vũ người ta đứng ra giúp đỡ tào chính dương lâm trận đào thoát là bởi vì không có lòng tin với hạng mục sân bay mới của chúng ta mà đã không có lòng tin thì dùng sản phẩm của y làm cái gì Đỗ Thiên Giã nói, cậu phải xuất phát từ toàn cục chứ, không thể bởi vì vấn đề yêu ghét cá nhân mà làm ảnh hưởng tới sự phát triển trong tương lai của một xí nghiệp cỡ lớn được. Trương Dương nói, làm người thì phải có chữ tín, chính phủ cũng nên như vậy, con người tôi không có thói quan lấy đức báo oán, nhưng tri ơn đồ báo thì tôi biết, những thiết bị mà nhà máy máy móc công trình giang thành tài trợ, tôi dùng đã là nể mặt cho họ rồi, hiện tại muốn mượn danh nghĩa ủng hộ xí nghiệp địa phương để tới xin một chén canh, nằm mơ đi. Đỗ Thiên Dã nói, tôi cũng không bảo cậu hủy hợp đồng đã ký với nhà máy máy móc công trình Lam Sơn, công trình lớn như vậy, không thể dùng hoàn toàn thiết bị của họ được, hai nhà máy có thể bổ sung cho nhau mà. Trương Dương nói, bí thư Đỗ, anh biết thế nào gọi là giết gà dọa khỉ không? Không dằn mặt cái lão già Tào Chính Dương đó, y sẽ không biết được mình có bao nhiêu năng lực, không dạy cho y một bài học, sau này sẽ có những xí nghiệp địa phương khác không mua phiếu của chúng ta. Tôi lần này là muốn tất cả những xí nghiệp địa phương khác biết rằng, chính phủ không phải là dựa vào họ để được nuôi sống, là chúng ta nuôi họ, để cho họ phân rõ ai là bố, ai là con. Đỗ Thiên Giã thở dài, nói, lòng báo thù của thằng ôn cậu quá nặng. Trương Dương cười nói, anh nếu không thích thì mau chọn người cao minh hơn đi. Đỗ Thiên Giã nói, cậu đừng ép tôi, tôi thật sự dám cách trước cậu đó. Trương Dương nói, anh nếu cách trước tôi rồi, tôi đảm bảo cả cái giang thành này không có một ai dám lấp vào chỗ trống của tôi. Đỗ Thiên Giã nghe thấy câu này, không nhịn được liền bật cười, gã đứng dậy, nói chán chả buồn nói với cậu nữa, mau đối phó với chuyện gọi thầu cho tôi đi. Trương Dương ôm một bó cúc tới phòng bệnh của Thường Hải Tâm, phát hiện Thường Hải Tâm đang ngồi nói chuyện với mẹ, trên mặt đeo một cái kính dâm lớn, da thị ở vết thương rõ ràng có chút khác biệt với xung quanh, có điều khôi phục rất tốt, không có sẹo, chỉ cần một đoạn thời gian nữa, khôi phục lại màu sắc bình thường rồi thì sẽ không nhìn ra dấu vết gì. Trương Dương cắm bó cúc vào bình, cười nói, ngại qua, hai ngày nay bận rộn không có thời gian tới đây. Thường Hải Tâm nói, biết anh bận cho nên tôi cũng không dám làm phiền anh. Tâm tình của cô ta bởi vì dung mạo được khôi phục mà biến thành tươi vui hơn. Viên Tri Thanh nhìn Trương Dương, tràn đầy cảm kích, nói, lần này thực sự là phải cảm ơn cậu. Trương Dương cười nói, dì Viên à, dì đừng khách khí với cháu làm gì, cháu và Hải Tâm là bạn tốt, làm chút chuyện cho cô ấy cũng là nên mà. Thường Hải Tâm nghe thấy hai chữ bạn tốt, trong lòng lờ mờ có chút mất mát, có điều loại cảm giác này không kéo dài quá lâu, đích xác nếu nói một cách lý trí thì quan hệ giữa cô ta và Trương Dương chỉ giới hạn ở đó mà thôi, bảo trì một đoạn cự ly nhất định, nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô ta liệu có thể nắm giữ được mình nữa hay không? Thường Hải Tâm không biết, cô ta không biết mình có thể giả vờ như tất cả chưa từng xảy ra vẫn là bạn với trương dương hay không viên chi thanh nói chúng tôi ngày mai phải về lam sơn rồi cha của hải tâm rất lo lắng về sớm một chút thì ông ta cũng an tâm hơn trương dương gật đầu nói quay về cũng tốt không khí ở lam sơn tươi đẹp so hoàn cảnh của giang thành thì tốt hơn nhiều tốc độ khôi phục ở đó chắc cũng nhanh hơn một chút viên chi thanh chân thành nói trương dương bất kể là lúc nào tới lam sơn nhất định phải tới nhà chúng tôi làm khách đó, gì nhất định sẽ làm thức ăn cho cậu." Trương Dương gật đầu, những lời này của Viên Chi Thanh rõ ràng đã coi Trương Dương là như người nhà của mình rồi. "Ơn lớn không cần cảm ơn, Viên Chi Thanh biết rằng nhà họ nợ Trương Dương quá nhiều, bệnh phong thấp của chồng cũng là hắn trị khỏi, mạng của con là hắn từ trong biển lửa cứu ra, hiện tại lại trị khỏi vết bỏng trên mặt cho con gái, giúp nhân sinh của nó không đến nỗi lưu lại thiếu sót." Thường Hải Tâm nói, có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ lại gặp mặt. Trương Dương nhìn vào mắt cô ta, không biết những lời này rốt cuộc là có ý gì. Thường Hải Tâm nói, tháng 10 tôi chắc sẽ tới tham gia hôn lễ của Tần Bạch. Trương Dương nói, vậy chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau thôi. Trương Dương và mấy người Triệu Dương Lâm, Thường Lăng Phong sau khi thảo luận xong, quyết định lập tức triển khai công tác gọi thầu, có điều lần này có chút khác là quá trình gọi thầu sẽ không công khai ra ngoài công tác gọi thầu cụ thể được tách ra, do bon họ thông chi cho những đơn vị tranh thầu phù hợp với tiêu chuẩn trực tiếp tới bộ chỉ huy ở hiện trường sân bay tiến hành tranh thầu. Tiểu tổ bình thẩm do hai vị chuyên gia xây dựng trong nước, quản đốc Nhật Bản Quy Điền Hạo Nhị cùng với Trương Dương, Thường Lăng Phong, Triệu Dương Lâm Tổ Thành, Trương Dương và Triệu Dương Lâm tuy là lãnh đạo, nhưng hai người bọn họ chỉ là người ngoài nghề, phần lớn thời gian chỉ bàng quan, thật sự tham dự vào công tác bình thẩm là người khác công tác tranh thầu tiến hành rất thuận lợi. Lúc ban đầu, hai vị chuyên gia xây dựng trong nước có thái độ bài xích đối với vị quản đốc Nhật Bản, nhưng theo sự tiến hành công tác gọi thầu, bọn họ phát hiện tri thức của Quy Điền Hạo Nhị trên phương diện quản lý kiến thiết xây dựng cực kỳ uyên bác, kinh nghiệm phong phú đến nỗi họ cũng không thể nào sánh bằng. Hai vị chuyên gia xây dựng trong nước từ nhân vật chính dần dần thành nhân vật phụ, thường lăng phong thì phụ trách thẩm hạch phương diện kinh tế. Trương Dương và Triệu Dương Lâm thì chỉ có thể phụ trách thẩm tra chính trị khiến trương dương rất vui mừng là cố minh kiện đại biểu cho lam hải tới tranh thầu thiết kế công trình phần mềm của hệ thống quản lý sân bay cùng với công trình đường dây thông minh của sân bay trừ công ty lam hải ra không có xí nghiệp nào khác tham gia tranh thầu tổ bình thẩm sau khi trải qua thẩm hạch tổng hợp xác định thực lực và tư chất của lam hải đều có thể đảm đương được công trình này cố minh kiện bằng vào thực lực mà chiến thắng khiến trương dương đỡ phải chiếu cố nhưng theo sự triển khai của công tác tranh thầu một số lời đồn bất lợi đối với tổ lãnh đạo cũng bắt đầu dần dần lan ra, có người nói công tác gọi thầu của họ thiếu độ minh bạch, không có tiêu chuẩn thống nhất, rất nhiều xí nghiệp cỡ lớn bị đào thải còn tới tỉnh Lý phản ánh tình huống. Sau khi quyết định không công khai gọi thầu, Trương Dương và Triệu Dương Lâm đã dự đoán trước được áp lực có thể phải đối diện. Hai người ngồi trong văn phòng của Bộ Chỉ huy, Triệu Dương Lâm cầm một chén trà, đặt một chồng giày thư lên bàn Trương Dương, xem đi, toàn bộ là tố cáo chúng ta đó. Trương Dương khịt mũi, nói muốn tố cáo thế nào thì cứ việc. Triệu Dương Lâm nói, lời đồn đáng sợ, chúng ta phải có cách hứng phó, người quyết định không công khai gọi thầu là bí thư đỗ, nhưng người chịu áp lực lại là chúng ta. Công trình lớn như vậy, cả tỉnh Bình Hải đều chú ý tới chúng ta, chúng ta không công khai gọi thầu, người khác sẽ cho rằng chúng ta có điều gì mở ám. Trương Dương nói, lúc không có tiền công khai gọi thầu thì anh ấy đều đợi xem chúng ta bị chê cười, hiện tại có tiền rồi đám thương nhân này lại chen nhau tới, tiền của chính phủ chúng ta dễ kiếm lắm à. Sân bay mới đại biểu cho hình tượng của Giang Thành, công tác gọi thầu của chúng ta cực kỳ cẩn thận, cho tới hiện tại, chúng ta trừ thẩm định chính trị ra, cơ hồ không hề tham gia một quá trình bình thẩm nào, đó là vì sao? Thằng ôn này đương nhiên hiểu rằng, hai người họ không tham dự là vì bọn họ không hiểu gì, nhưng ngoài miệng thì lại nói chẳng phải là bởi vì để tránh người khác nói ra nói vào ư. Triệu Dương Lâm nói, chúng ta tuy là vậy, nhưng người khác lại không biết, người ta cho rằng chúng ta trong quá trình gọi thầu làm tiêu chuẩn song trọng, cho rằng chúng ta không công bình. Trương Dương hỏi lại Triệu Dương Lâm, trên thế giới này có chuyện nào là tuyệt đối công bình không? Triệu Dương Lâm cười nói, thế sự không có gì là tuyệt đối, chúng ta cho dù có làm tốt hơn nữa thì cũng không thể quản được người khác, không cho người khác rèm pha được. Trương Dương vẫn nên nghĩ một biện pháp để bịt miệng người đời. Trương Dương nói, thế này đi lát nữa ngài ra mặt liên hệ với người của Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát, bảo họ phải một đặc phái viên tới hiện trường công trình sân bay mới của chúng ta. Để họ tiến hành giám sát toàn trình, xem xem chúng ta có làm gì bất chính hay không, có dùng quyền để mưu lợi riêng hay không, lần này chúng ta không đợi người khác thanh tra mà chúng ta tự thanh tra mình trước. Triệu Dương Lâm lúc mới nghe còn cho rằng đây là những lời nói của Trương Dương trong lúc tức giận, nhưng ngấm kỹ lại thì không khỏi thầm khen hắn cao minh công trình sân bay mới theo sự ủng hộ toàn lực về tài chính của tỉnh, sẽ biến thành càng lúc càng nóng, sau này tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý, không muốn bị người khác nói ra nói vào thì chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Triệu Dương Lâm nói, trên cuộc họp thường ủy hôm qua, các thường ủy đề xuất chuyện nhà máy máy móc công trình, thân là xí nghiệp địa phương của Giang Thành chúng ta, nếu như lần này chúng ta kiên trì không dùng thiết bị của xí nghiệp mình, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với thanh danh của nhà máy họ, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển sau này trương dương nói chủ nhiệm triệu có ý gì ông định tha cho họ một lần ư triệu dương lâm nói cách làm của tào chính dương quả thật khiến tôi cũng rất giận nhưng chúng ta không thể bởi vì cách làm của y mà giận lây cả nhà máy được trương dương nói lúc trước tôi cho họ cơ hội thì họ không cần giờ lại đòi nhảy vào chia phần thế chẳng khác nào là tát vào mặt chúng ta à triệu dương lâm cười nói tát thì tát nhưng chúng ta cũng không thể quá tuyệt tình Xây dựng sân bay mới, máy móc công trình cần quá nhiều, nhà máy máy móc công trình Lam Sơn không thể nào nuốt được cả một quả trứng lớn như vậy, sản phẩm của hai nhà máy có thể bổ sung cho nhau mà. Đây là ý kiến phổ biến của các thường ủy. Trương Dương nói, tôi không có bất kỳ thành kiến gì đối với nhà máy máy móc công trình cả, lúc trước khi tôi còn làm ở phòng cải cách xí nghiệp, đã ra sức xúc thành sự hợp tác giữa họ và tập đoàn Hải Đức của nước Đức, tôi cũng có tình cảm với nhà máy này, nhưng tôi không thích con người của Tào Chính Dương tư tưởng quá hạn hẹp, tầm mắt thì thiển cận, mà tuổi của y hình như cũng không còn trẻ nữa rồi. Triệu Dương Lâm lập tức hiểu ý của Trương Dương, muốn hắn nuốt trôi cục tức này, trừ khi là Tào Chính Dương từ chức, Triệu Dương Lâm nói, chuyện này tôi sẽ phản ánh trên cuộc họp thường ủy, loại cán bộ như lão Tào đã không còn thích ứng với sự phát triển của thời đại nữa rồi. Sự tồn tại của y chỉ tổ ảnh hưởng tới bước phát triển tiếp theo của nhà máy máy móc công trình Giang Thành thôi. Đúng vào lúc Trương Dương đang gióng chống khua chiên gọi thầu sân bay mới thì Ngưu Văn Cường gọi điện tới khóc lóc, xong rồi, con mẹ nó xong hết rồi. Trương Dương nói, sao, tự dưng sao lại khóc, anh tốt xấu gì cũng là một đại gia, khóc lóc thế không không thấy mất mặt à. Ngưu Văn Cường nói, tôi không khóc, tôi chỉ khó chịu thôi, chết hết rồi, con mẹ nó chết hết rồi, cua cá mà tôi nuôi đều chết hết rồi, hơn trăm vạn đồng của tôi đi tong rồi. Trương Dương nghe ra là chuyện có chút nghiêm trọng, hắn an ủi Ngưu Văn Cường, người anh em, để tôi đến chỗ anh xem thế nào, chẳng qua là trăm vạn đồng thôi mà, đối với ông chủ Ngưu Anh mà nói thì trăm vạn chẳng qua là cửu Ngưu nhất mau. Hồ nước mà Ngưu Văn Cường thầu chỉ cách công trường sân bay mới có hơn 20 cây em, Trương Dương rất nhanh liền tới nơi, chỉ thấy trên mặt hồ là từng mảng trắng xóa, dưới sự chiếu xả của ánh nắng làm bốc lên mùi hôi thối, hơn 10 chiếc thuyền nhỏ đang bận rộn ở đó, mò vớt cá tôm cua chết. Còn có một số đứa nhỏ đang trên ở bờ hồ, Ngưu Văn Cường hai chân dẫm xuống nước, ngồi ở đó hai tay ôm đầu. Trương Dương bước tới, vỗ vai gã, Ngưu Văn Cường vành mắt đỏ lựng, những thứ mà khổ cực đưa vào hết sạch rồi, cua cá sắp được đưa ra thị trường toàn bộ chết hết rồi. Trương Dương nhíu mày, nói, sao thế? Sao đang yên đang lành lại chết? Ngưu Văn Cường lắc đầu, mặt mày ủ rũ nói, những kỹ thuật viên mà tôi mời đến đang kiểm tra. Một kỹ thuật viên đi tới cạnh Ngưu Văn Cường, nói với gã, giám đốc Ngưu, nước hồ phong trạch bị nhiễm bẩn rồi. Như Văn Cường mắt đỏ bừng, nói cha rõ cho tôi, rốt cuộc là ai con mẹ nó làm ô nhiễm nơi này, để tôi cha được là ai làm, tôi sẽ đập chết hắn. Trương Dương chừng mắt lườm gã một cái, nói linh tinh cái gì thế, hiện tại là xã hội pháp trị, chuyện gì cũng phải thông qua con đường pháp luật mà giải quyết. Như Văn Cường nhìn cô cá chết ở trước mặt, không nói gì nữa, cúi đầu như con gà bại trận. Trương Dương gọi điện thoại cho phó thị trưởng phong trạch Trần Gia Niên, bảo gã hỏi thử chuyện này. Chuyện này có thể liên quan tới phương diện bảo vệ môi trường ngư chính, do Trần Gia Niên ra mặt thì tốt hơn. Trần Gia Niên tỏ ý sẽ nhanh chóng tra rõ nguyên nhân, có điều mấy trận mưa lớn gần đây khiến cho rất nhiều sông ngòi phong trạch bị ứ động, không ít con sông nhỏ thông tới hồ phong trạch, khẳng định là chất nước sông không đạt tiêu chuẩn, từ đó mà làm ô nhiễm hồ phong trạch, cho nên mới dẫn tới cua cá chết nhiều. Lúc bạn bè gặp khó thì cần phải an ủi, trường đại quan nhân cũng hiếm khi chiếu cố tới tình tự của Ngưu Văn Cường, vỗ vai gã, nói con đường đi tới thành công không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, gặp trở ngại là khó tránh khỏi, cùng lắm là làm lại từ đầu, dẫu sao thì anh cũng là cô gia quả nhân, sợ cái gì. Ngưu Văn Cường nói, anh đứng nói thì không đau hông, tôi trước sau bỏ vào đây hơn 200 vạn, thế mà trong một đêm tất cả tan thành bọt nước, tôi có thể không đau lòng ư? khoản nợ phía ngân hàng giờ phải làm sao? Tôi còn hy vọng những chỗ cua cá này có thể giúp tôi trả được nợ. Trương Dương an ủi gã, nói chung sẽ có biện pháp mà. Khó khăn lắm mới khuyên được Như Văn Cường lên bờ, Như Văn Cường không nguyện ý rời đi, cứ đứng ở trên bờ ngây ngốc nhìn chỗ cua cá bị chết, Trương Dương sợ thằng ôn này nghĩ quẩn liền đứng ở bên cạnh gã. Đúng 6 giờ tối, Khương Lượng, Đỗ Phú Phong, Triệu Tân Vĩ nghe được tin tức đều chạy tới, bọn họ nhìn thấy thảm cảnh ở trước mắt thì cũng đều lộ ra thương tiếc, mấy người nói hết lời mới khuyên được Ngưu Văn Cường lên xe. Trương Dương nói, mấy anh em chúng ta lâu rồi chưa tụ tập đông đủ như vậy, bình thường đều là các cậu mời tôi ăn cơm, hôm nay để tôi mời các cậu, tôi mới được phát lương, thị lý nghĩ tới tôi gần đây công tác xuất sắc, thưởng cho tôi một ngàn đồng, chúng ta tối nay tiêu bằng hết thì thôi. Đỗ Phú Phong lập tức hưởng ứng, được, chúng ta tới Giang Thành hay là Phong Trạch. Trương Dương nói, phong trạch đi, nơi này cách phong trạch 30 cây em, Giang Thành thì 40, đương nhiên phải chọn nơi gần hơn rồi, Bát chân cư thế nào, cảnh lục nhận thầu nhà ăn công trường xây dựng sân bay mới, gã hiện tại coi tôi như đại gia vậy. Triệu Tân Vĩ nói, lại muốn ăn chùa à, cậu kiếp trước khẳng định là hòa thân chuyển thế. Trương Dương thầm nghĩ, ta kiếp trước chính là Trương Nhất Trâm, chẳng liên quan gì tới hòa thân cả, mấy người đàm tiếu phong sinh, chỉ có một mình như Văn Cường là buồn giàu ngồi đó, lúc khởi động xe, gã cuối cùng cũng phun ra một câu tôi còn muốn xem chỗ cua của tôi. Khương Lượng nói, bỏ đi, cua của cậu thối rồi, chúng ta tối nay ăn đồ tươi. Câu này vô ý lại chọc đúng dây thần kinh mẫn cảm của Ngưu Văn Cường, Ngưu Văn Cường lại cảm thấy mắt nóng lên, sợ người khác nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại, liền quay ra ngoài cửa sổ, nói tôi con mẹ nó buồn lắm, uất lắm. Triệu Tân vi ôm vai Ngưu Văn Cường, nói, ngoan, anh thương em, Muốn khóc thì cứ khóc trong lòng anh đây này. Như Văn Cường khóc thật, 200 vạn cơm mà, nói mất là mất luôn, hắn buồn lắm, Nam Nhi không dễ khóc, mà có khóc là chỉ vì quá thương tâm. Mấy người đều không cười, tâm tình đều biến thành vô cùng trầm trọng, Trương Dương và Đỗ Vũ Phong mỗi người lái một xe, đội hoàng hôn lái về Phong Trạch, lúc tới Phong Trạch thì trời đã tối hoàn toàn. Như Văn Cường vành mắt đỏ lựng, lúc này tình tự đã ổn định hơn nhiều, cầm khăn tay lau mũi thuận tay ném vào trong xe của Trương Dương. Trương Dương nói, mẹ, cậu không chú trọng tới vệ sinh tí nào à? Nghiêu Văn Cường cười, tôi chú trọng vệ sinh hơn bất kỳ ai đó. Từ lúc nhận thầu mặt hồ này, tôi ngay cả đi đái cũng vòng ra xa mà đái. Chỉ sợ làm nước hồ bị ô nhiễm, nhưng phòng ngày phòng đêm, cuối cùng cũng không phòng được. Trương Dương đừng xe ở cửa bát chân cư, đẩy cửa xe nhảy xuống. Phía bên kia đỗ vũ phong cũng đỗ xe cạnh xe hắn. Nói với Trương Dương, hôm nay mấy người chúng tôi không định về, Trương Dương cười nói, chuyện vặt, toàn bộ ở khách sạn Bạch Lộ, tôi chi. Triệu Tân Vĩ đỡ Ngưu Văn Cường xuống xe, hắn nói với Trương Dương, các cậu đi trước đi, tôi đưa Ngưu Văn Cường đi rửa giấy tí, người cậu ấy đầy mùi cá tanh. Trương Dương gật đầu, từ cốp xe lấy ra một bộ quần áo của mình ném cho Triệu Tân Vĩ, thay cho cậu ta. Hắn và Khương Lượng, Đỗ Vũ Phong đi vào bát chân cư trước, Cảnh Lục nhận được điện thoại của Trương Dương đã chuẩn bị rồi, mỉm cười bước ra đón, thị trưởng Trương thức ăn đều chuẩn bị xong rồi, mời ngài vào trong. Mấy người vào phòng, nhìn thấy trên bàn bầy đầy cua, Trương Dương không khỏi nhíu mày. Cảnh lục nói, cua chính tông đây, toàn bộ đều là cua cái, một con nặng năm lạng. Trương Dương nói, bỏ đi đi, hôm nay các loại thủy sản như tôm cua đều đừng đưa lên. Cảnh lục ngây ra, hỏi, vì sao? Trương Dương nói, một người anh em của tôi dị ứng với những thứ này. Cảnh lục nói, thế không ăn nữa là được. Trương Dương thở dài, đừng nói là ăn, cậu ta chỉ nhìn thấy thôi là dị ứng rồi. Trương Dương suy nghĩ rất chu đáo, như Văn Cường hôm nay tổn tất thảm trọng, bị đà kích rất mạnh, nếu như để gã nhìn thấy những thứ này không khéo lại xúc cảnh sinh tình, nước mắt vòng quanh, thôi thì tốt nhất đừng kích thích gã. Triệu Tân Vĩ và Ngưu Văn Cường rửa giấy xong, 20 phút sau thì đi vào phòng, Ngưu Văn Cường đã thay quần áo của Trương Dương, hiện tại tình tự đã ổn định hơn một chút, trông cũng có tinh thần hơn nhiều gã mỉm cười với mấy thằng bạn tuy trong nụ cười vẫn còn có vẻ đau khổ nhưng dẫu sao cũng là cười xin lỗi các cậu tôi hôm nay mất mặt quá trương dương cười nói chuyện mất mặt của cậu nhiều lắm rồi không ai thèm để ý đâu khương lượng nói ngồi xuống đi tối nay chúng ta không say không về không ai được nhắc tới những chuyện không vui đỗ phú phong và triệu tân vĩ mỗi người mở một bình rượu rót cho đám bạn đã là ra ngoài giúp nghiêu văn cường phân yêu Mấy người đều cố không nhắc tới chuyện cua cá bị chết, Khương Lượng nói, "Chúng ta chúc mừng Trương Dương được thăng lên làm tổng chỉ huy sân bay mới." Trương đại quan nhân vội vàng sửa lại, "Tổng chỉ huy hiện tường, nói dễ nghe thì là chỉ huy, còn nói đúng ra thì là quản đốc." Đỗ Phú Phong nói, "Quản đốc thì cũng là làm công cho chính phủ, nghe nói tỉnh lý phê cho 500 triệu, Trương Dương và Trương Dương, lần này cậu phát tài rồi." Trương Dương cười nói, "Tiền là của quốc gia chứ có phải là của tôi đâu." tỉnh Lý Thị Lý đều rất kỳ vọng vào công trình này, tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Như Văn Cường lúc này lại thất thần, mấy người thuận theo ánh mắt của tên này mà nhìn, lại thấy trên tường treo một bức tranh dân gian, năm nào cũng có cá, một thằng bé béo mập ôm một con cá quả to tướng, Như Văn Cường nhìn chầm chầm vào con cá đó, mắt lại đỏ lượng lên. chương 454, đạt thành nghiệp nghị. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Ngưu Văn Cường, mấy người đều cảm thấy bất diệu, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cuối cùng vẫn để sót chuyện này. Đỗ Phú Phong nói, mấy người chúng ta lâu lắm rồi không tụ họp đông đủ, cùng nhau cạn một chén nào. Mấy người khác nhau nhau hưởng ứng, như Văn Cường cũng nâng chén, gã nhìn mấy vị bằng hiếu, trong lòng cảm thấy ấm áp, gã nói, anh em, tôi biết mọi người quan tâm tôi, tôi cũng chỉ thấy khó chịu chốc lát thôi, giờ đỡ nhiều rồi, chẳng phải chỉ là 200 vạn thôi sao, làm ăn phải có lời có lỗ, chút năng lực chịu đựng này tôi mà không có thì uổng cốc lăn lộn trong giới sinh ý nhiều năm như vậy. Các cậu yên tâm, tôi hiện tại đỡ rồi, đừng bởi vì sợ tôi bị kích thích mà không ăn đồ thủy sản. Mấy người đều bật cười, bọn họ cùng cạn một chén, như Văn Cường nói cảm ơn. Thực sự cảm ơn mọi người. Triệu Tân Vĩ nói, càng nói càng khách khí, cái gì gọi là bạn bè chứ, bình thường ăn uống với nhau thì là bạn bè rượu thịt, đến khi xảy ra chuyện, có thể ở bên nhau mới là bạn bè thật sự. Nghiêu Văn Cường gật đầu. Trương Dương nói, đừng nhìn chúng tôi bình thường đều thích trêu cậu, đó là bởi vì chúng tôi quý cậu, hy vọng cậu tiến bộ. Nghiêu Văn Cường nói, thôi đi, đó là các cậu ý thế khinh người, đều làm quan cả, chỉ có tôi là làm dân thường. Đỗ Vũ Phong cười nói, một phía có nạn, tám phía chi viện, chúng tôi tuy không có bao nhiêu tiền nhưng cũng muốn giúp chút ít. Trương Dương nói, yên tâm đi, tôi sẽ nói với phía bảo vệ môi trường, chuyện cho vay chắc không gấp vậy đâu. Nghiêu Văn Cường cảm động gật đầu. Khương Lượng nói, nào mọi người, đừng có ủ rột như vậy nữa, chuyện to bằng cái giám thôi mà, vượt qua rồi sẽ là trời cao biển rộng. Nghiêu Văn Cường đang định biểu lộ vài câu quyết tâm thì điện thoại đổ chuông, gã vội vàng bắt máy, là bãi nuôi trồng gọi điện tới. Nguyên nhân của sự cố đã tra rõ rồi, nước từ sông Vũ Xuyên chảy vào hồ Phong Trạch bị ô nhiễm. Nguyên nhân là nhà máy ra thuộc số 2 của Phong Trạch làm trái nguyên tắc thải nước ô nhiễm vào sông, cho nên mới tạo thành ô nhiễm nước thải qua sông vũ xuyên chảy vào hồ phong trạch làm ô nhiễm mặt hồ khiến cho cua cá trong bãi nuôi dưỡng của ngưu văn cường bị chết hàng loạt ngưu văn cường nghe xong liền nổi giận nói bọn họ có còn quan niệm bảo vệ môi trường không nước thải không qua xử lý mà tùy tiện xả ra khiến cho cua cá của tôi chết hết tôi phải tìm họ đòi bồi thường trương dương cười nói vấn đề được giải quyết rồi tìm kẻ gây ô nhiễm là xong thôi bọn họ tạo thành bao nhiêu tổn thất cho cậu thì cậu cứ tìm họ mà đòi bồi thường bấy nhiêu như văn cường nghiến răng nghiến lợi nói phải tăng bồi thường gấp đôi tôi còn có lợi nhuận nữa thằng ôn này lúc này cũng coi như là hồi phục được chút thần khí gã biết năng lực của trương dương chuyện là xảy ra trên mảnh đất phong trạch này huống chi chuyện này đạo lý vốn là ở phía gã phụ kiến này chắc thắng không thua nghĩ tới tổn thất của mình cuối cùng cũng có thể gỡ gạc lại như văn cường lúc này thoải mái hơn nhiều rót đầy chén rượu lớn tiếng nói ai nói không say không về ý nhỉ nào chúng ta uống hết mình nào Nhà máy gia thuộc phong trạch số 2 là một xí nghiệp sắp đóng cửa, tháng này vừa được nhà máy gia thuộc phong trạch thu mua, tuy hợp đồng đã ký rồi, nhưng hiện tại nhà máy gia thuộc phong trạch vẫn chưa chính thức tiếp quản, sản xuất của nhà máy vẫn đang tiếp tục, đám lãnh đạo trước đây vẫn còn trên cương vị. Lúc Nghiêu Văn Cường tìm tới lãnh đạo của nhà máy, ai ai cũng đùn đẩy, nói tóm lại là bọn họ thừa nhận người xả nước bẩn là họ, nhưng trong nhà máy hiện giờ không có người quyết định, căn cứ vào hợp đồng thì đơn vị thượng cấp của họ là nhà máy gia thuộc phong trạch, bảo Ngưu Văn Cường tới tìm lãnh đạo thượng cấp của họ, còn đưa cả hợp đồng cho Ngưu Văn Cường xem. Ngưu Văn Cường không biết làm sao, chỉ đành quay về phong trạch tìm đơn vị thượng cấp của họ. Quản đốc nhà máy gia thuộc phong trạch Đồng Hân Vũ là một xí nghiệp gia trẻ tuổi có tiếng ở phong trạch, vào hội kinh mộ mùa hè, còn ký được một khoản hợp đồng gia công trang phục với tập đoàn Thiên Kiêu, xí nghiệp đang ở vào lúc phát triển mạnh xét thấy quy mô sản xuất hiện tại đã không thỏa mãn được yêu cầu của sự phát triển cho nên mới đưa ra quyết định mua lại nhà máy ra thuộc phong trạch số 2. hợp đồng vừa mới ký không lâu kế hoạch tiếp quản và cải cách cũng đang trong thời gian tiến hành nhưng cũng không ngờ công tác còn chưa hoàn toàn giao nhận thì lại xảy ra chuyện lớn như vậy như văn cường tìm tới nhà máy ra thuộc sơ lược kể lại sự việc trong cả quá trình như văn cường khá là kiềm chế gã sau cùng chỉ ra tổn thất của mình bãi nuôi trồng mà tôi thầu đã bị nước thải ô nhiễm của các cô khiến cho cô cá chết hết. Căn cứ vào thống kê sơ bộ, các cô đã tạo thành tổn thất hơn 200 vạn cho chúng tôi, tôi chính thức yêu cầu cô bồi thường. Đồng Hân Vũ nói, anh tới văn phòng của tôi, lại nhảy lâu như vậy, tôi muốn hỏi anh một câu, chuyện này có liên quan tới tôi à? Như Văn Cường nghe thấy vậy liền nổi giật, sao lại không liên quan gì tới cô? Nhà máy gia thuộc phong trạch số 2 là xí nghiệp của các cô, bọn họ gây chuyện đương nhiên là cô phải gánh trách nhiệm. Đồng Hân Vũ nói, câu này của anh đúng là chẳng có đạo lý gì cả, chúng tôi là nhà máy gia thuộc phong trạch, vì sao chuyện của nhà máy gia thuộc phong trạch số 2 mà chúng tôi lại phải gánh trách nhiệm. Như Văn Cường nói, cô đã ký hợp đồng thu mua rồi, hiện tại pháp nhân của xí nghiệp là cô, tôi không tìm cô thì tìm hai. Đồng Hân Vũ nói, như tiên sinh, xí nghiệp gây ô nhiễm sông Vũ Xuyên có tới hơi 20 nhà, anh bằng vào gì mà nhận định rằng nước bẩn do nhà máy ra thuộc phong trạch số 2 thải ra làm cua cá của anh chết? Như Văn Cường nói, kỹ thuật viên của tôi đã hóa nghiệm chất nước rồi, chính là nước thải của các cô có kịch độc, khiến cho cua cá của tôi chết sạch. Đồng Hân Vũ nói, có một chuyện tôi phải nói rõ với anh, tôi không phải là quản đốc của nhà máy ra thuộc phong trạch số 2, cũng không phải là đại biểu pháp nhân gì cả, chuyện của họ tôi không chịu trách nhiệm. Như Văn Cường tức giận nói, tôi đã xem qua hợp đồng của các cô rồi, rõ ràng là cô đã mua nhà máy ra thuộc số 2. Đồng Hân Vũ nói, hợp đồng là hợp đồng, tôi còn chưa chính thức tiếp quản nhà máy, quản đốc của nhà máy ra thuộc số 2 hiện tại bởi vì tham ô mà đang tiếp nhận điều tra, y mới là đại biểu pháp nhân của nhà máy, anh đi tìm y đi. Ngưu Văn Cường nói, cô căn bản là đùn đẩy trách nhiệm. Đồng Hân Vũ nói, còn anh căn bản là mè nheo. Ngưu Văn Cường nói, nếu cô không phải là đàn bà con gái thì tôi đập cho cô một trận rồi. Đồng Hân Vũ nói, cho anh mượn thêm một lá gan anh cũng không dám đụng một ngón tay vào tôi, tôi sẽ khiến cho anh hối hận vì tới đây đó. Như Văn Cường tuy là nói vậy, nhưng động thủ thì không dám, một là đàn ông không đấu với đàn bà, hai là, đây là địa bàn của người ta, chỉ cần Đồng Hân Vũ hô một tiếng, đám bảo vệ cũng không phải là hạng giá áo túi cơm. Như Văn Cường chỉ có thể nhịn cục tức này, ôm đầy một bụng tức bỏ đi. Chuyện này đương nhiên không phải cứ thế là xong, Trước đó Trương Dương đã lên tiếng với cục bảo vệ môi trường rồi, phía ngư chính cũng đã lên tiếng, như văn cường dưới tình huống tự mình giải quyết vấn đề không được thì sẽ nhờ bộ môn chính phủ tương quan giúp đỡ. Đồng Hân Vũ sau khi Cục Bảo vệ Môi trường tìm tới cửa mới biết được Ngưu Văn Cường là bạn tốt của Phó Thị trưởng Phong Trạch Trương Dương, lần này là chuyện mà Trương Dương tự mình ép xuống, không ai dám không đối đãi cẩn thận. Quan hệ của Đồng Hân Vũ và Bộ Môn Bảo vệ Môi trường không tồi, nhưng điều này không thể là lý do để cô ta thoát khỏi trách nhiệm. Kỳ thực chuyện này Đồng Hân Vũ cũng thấy oan uổng, cô ta và nhà máy gia thuộc Phong Trạch số 2 ký hợp đồng còn chưa được nửa tháng, còn chưa kịp toàn diện tiếp nhận thì đã xảy ra chuyện lớn như thế này. Đồng Hân Vũ đối với chuyện bảo về môi trường trước giờ luôn rất coi trọng, điều này từ sau khi cô ta trở thành quản đốc của nhà máy gia thuộc Phong Trạch là có thể nhìn ra, cô ta đã đặc biệt nhập vào thiết bị xử lý nước sạch đảm bảo nước thải công nghiệp được xả ra phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia. Cô ta là người muốn xí nghiệp đi lên, không thể bởi vì lợi ích ngắn hạn mà hạ thấp tiêu chuẩn. Sau khi mua lại nhà máy ra thuốc phong trạch số 2, cô ta cũng sẽ tiến hành cải cách nhà máy. Một điểm trọng yếu trong đó chính là cải thiện vấn đề bảo vệ môi trường của nhà máy. Nhưng không ngờ cải cách của cô ta còn chưa bắt đầu đã gặp phải chuyện phiền phức này. Đồng Hân Vũ lúc ban đầu còn nghĩ rằng cùng lắm là phá vỡ hợp đồng, dẫu sao thì pháp nhân hiện tại của xí nghiệp cũng không phải là mình, mình không cần phải chịu trách nhiệm vì chuyện của nhà máy ra thuộc số 2, nhưng khi biết rằng Trương Dương đã nhúng tay vào chuyện này, thì cô ta hiểu rằng chuyện này không dễ giải quyết, hợp đồng còn sờ sờ ra đó, mình muốn hoàn toàn vứt bỏ liên quan chỉ sợ là không thể. Đối với Trương Dương mà nói, chuyện của Ngưu Văn Cường chỉ là một tiết mục xen giữa, hắn chỉ giúp đỡ bắn tiếng với mấy bộ môn, cho tới khi phó thị trưởng Trần Gia Niên tìm tới Trương Dương thì Trương Dương mới biết chuyện này không ngờ lại liên quan tới nhà máy gia thuộc phong trạch. Trần Gia Niên ngồi đối diện với Trương Dương trong văn phòng hắn, thở dài, nói cậu nói xem chuyện này sao mà khéo thế. Tiểu đồng vừa tiếp nhận nhà máy gia thuộc phong trạch số 2 thì xảy ra chuyện lớn như vậy. Trương Dương vẫn còn có chút ấn tượng với đồng hân vũ, biết rằng cô ta rất có năng lực, lúc trước khi tổ chức hội kinh mậu mùa hè, còn quyên một lượng lớn áo ra, lợi dụng áo ra để làm phí quảng cáo, từ đó thành công hấp dẫn được sự chú ý của Lâm Thanh Hồng của tập đoàn Thiên Kiêu, ký được hợp đồng hợp tác lâu dài. Trương Dương nói cô ta đã mua nhà máy ra thuộc số 2 thì phải chịu trách nhiệm vì hành vi của xí nghiệp này. Trần Gia Niên nói, Trương Dương, không phải là tôi nói đỡ cho tiểu đồng đâu, nhưng kỳ thực con bé này cũng không dễ dàng gì, vực dậy cả một xí nghiệp sắp đóng cửa, hiện tại xí nghiệp đang ở vào lúc phát triển, cho nên nó mới mua nhà máy ra thuộc số 2. Mà quản đốc của nhà máy gia thuộc số 2 bởi vì tham ô mà đang bị viện kiểm sát điều tra, pháp nhân còn chưa thay đổi, trước mắt tiểu đồng không còn chưa kịp tiếp nhận nhà máy gia thuộc số 2, chỉ bởi vì bọn họ đã ký hợp đồng mua mà bảo người ta chịu trách nhiệm thì quá đáng quá. Trương Dương nói, vậy chỗ cua cá bị chết của Ngưu Văn Cường thì sao? Người ta đầu tư vào phong trạch khó khăn lắm mới nuôi lớn của cua cá, chỉ vài ngày nữa là đưa ra thị trường rồi, kết quả lại chết sạch, người làm sai là nhà máy gia thuộc không phải là Ngưu Văn Cường. Trần Gia Niên nói, Ngưu Văn Cường tìm nhà máy ra thuộc đòi bồi thường 200 vạt, mà nhà máy ra thuộc thì lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy, nếu thực sự bước họ nôn ra khoản đó, chẳng khác nào là bước một xí nghiệp dân doanh vừa mới đi lên vào tuyệt lộ. Trương Dương nói, lời này của ông tôi không đồng ý. Ai bước bọn họ chứ, là bọn họ tự mình làm ô nhiễm môi trường, không chú ý tới bảo vệ môi trường, hiện tại xảy ra chuyện rồi thì phải gánh hậu quả cho sai lầm của mình không truy cứu trách nhiệm pháp luật của họ là may rồi đấy. Trần Gia Niên nói, Trương Dương, chúng ta làm lãnh đạo thì không thể trơ mắt nhìn một xí nghiệp địa phương cứ vậy phá sản được. Phải nghĩ biệt pháp, xem xem có đối sách lưỡng toàn kỳ Mỹ không. Trương Dương có chút khó xử, nói thị trường Tân, chuyện này tôi thực sự là không có chủ ý gì, tổn thất của Ngưu Văn Cường sờ sờ ra đó, nếu như nhà máy gia thuộc không cho anh ta một câu trả lời hợp lý, tôi chắc là anh ta khẳng định sẽ làm tới cùng tới nói họ không chỉ là trần gia niên, tạ quân xước cũng tới, cô ta và đồng hân vũ có tư giao không tồi, chị em gặp phải phiền phức lớn như vậy, cô ta không thể không yên, không quan tâm. đồng hân vũ và tạ quân xước cùng tới bộ chỉ huy hiện trường xây dựng sân bay mới, là người quen của nơi này, bộ chỉ huy này chính là cô ta xây. gần đây trương dương lại giao cho cô ta một số công trình cơ sở, tạ quân xước cơ hồ là mỗi ngày đều xuất hiện ở công trình này. trước khi đồng hân vũ tới đây đặc biệt tới nhà máy ra thuộc phong trạch số 2 đi một vòng, sau đó lại nhìn sông Vũ Xuyên bị thải nước bẩn, ngay cả bản thân cô ta cũng không nhìn nổi tình cảnh rác rưởi bốc mùi trên sông. Trương Dương thấy hai người họ cùng tới, lập tức hiểu ý của họ, tiếp đái họ trong phòng của khách quý. Tạ quân sước nói ra ý tới với Trương Dương. Đồng Hân Vũ nói, thị trường Trương, không phải là tôi đùn đẩy trách nhiệm đâu, nhưng chuyện lần này tôi oan uổng quá, tôi ký hợp đồng mua lại nhà máy ra thuộc phong trạch số 2 chưa tới 10 ngày, còn chưa kịp tiếp nhận nhà máy thì đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Hợp đồng mà tôi ký kết với họ cũng được mang tới đây, thị trưởng Trương, ngài xem đi, tôi đã quy định trên hợp đồng, từ ngày ký kết hợp đồng, nhà máy ra thuộc phong trạch số 2 phải toàn bộ dừng sản xuất, cho tới sau khi tôi tiếp nhận nhà máy mới khôi phục lại sản xuất, nhưng bọn họ vẫn lén lút sản xuất, tôi không thể nào chịu trách nhiệm vì hành vi sai trái của họ được. Trương Dương nói, quản đốc đồng, kỳ thực chuyện này không thuộc tôi quản, thân là một người bàng quan, tôi nhìn rõ hơn một chút, hợp đồng là có tồn tại thực sự, từ ngày ký hợp đồng, các cô phải chịu trách nhiệm về hành vi của nhà máy ra thuộc số 2, còn bọn họ không làm đúng theo hợp đồng, tiếp tục sản xuất. Đây là vì sơ sót của của trong quản lý, là vấn đề nội bộ của xí nghiệp, cô muốn xử lý thế nào thì xử lý. Đồng Hân Vũ lo đến nỗi sắp khóc rồi, thị trường Trương, tôi không phải là không muốn chịu trách nhiệm, nhưng chuyện này tôi cũng rất oan uổng, hiện tại pháp nhân của xí nghiệp không phải là tôi, tôi. Lúc này có người gõ cửa phòng, như Văn Cường lúc này cũng tới tìm Trương Dương. Kẻ thù gặp nhau kiểu gì cũng đỏ mắt, như Văn Cường và Đồng Hân Vũ hai người tôi lườm anh, anh lường tôi, có xu thế như muốn nuốt sống nhau. Tạ quân sước nhìn Trương Dương với ánh mắt cầu trợ, Trương Dương cười nói, tôi đúng lúc lắm, người đương sự tới rồi. Vừa hay ngồi xuống nói chuyện đi, chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Ngưu Văn Cường nói, có gì mà nói, đưa 200 vạn đây thì tôi không kiện. Đồng Hân Vũ nói, anh thèm tiền đến phát điên rồi à, cái chỗ cua cá thối đó của anh mà cũng đáng 200 vạn ư? Ngưu Văn Cường nói, cô nói năng kiểu gì vậy? Tôi đấy là còn nói bớt đi đấy, năm nay giá thị trường của cua lên cao, 200 vạn là dự toán thấp nhất của tôi rồi đấy. Đồng Hân Vũ nói, tôi không phải là pháp nhân của xí nghiệp, anh dựa vào gì mà nhận định tìm tôi đòi tiền? Nhiêu Văn Cường nói, hiện tại vẫn muốn đùn đẩy trách nhiệm à, hợp đồng giấy trắng mực đen ở đó, Đồng Hân Vũ cô từ ngày ký hợp đồng, chính thức tiếp nhận nhà máy ra thuộc phong trạch số 2, cũng chính là nói, cô chịu trách nhiệm trực tiếp tất cả đối với xí nghiệp, muốn dở trò à. Đồng Hân Vũ nói, chẳng buồn nói với anh nữa, anh muốn kiện thì kiện, tôi hầu anh tới cùng. Nhiêu Văn Cường nói, ái cha, cô đúng là một cục đá trong nhá xí vừa cứng lại vừa thối, tôi nói cho cô biết, tôi đã thảo xong đơn kiện rồi phụ kiện này tôi thắng chắc, cô tốt nhất lập tức bồi thường tổn thất cho tôi đi, nếu không nhà máy của cô sẽ bị đóng cửa chính đốn, chỉ khoản phạt của bộ môn bảo vệ môi trường thôi cô cũng không chịu nổi đâu. Đồng Hân Vũ ngoài miệng thì nói cứng, nhưng trong lòng thì đã sợ rồi, chuyện này người đối lý của là cô ta, bất kể là cô ta có phải pháp nhân của nhà máy ra thuộc phong trạch số 2 hay không thì từ ngày ký hợp đồng, cô ta phải chịu trách nhiệm về nhà máy, cô ta cảm thấy ủy khuất, cảm thấy tuyệt vọng, môi cong lên, cúi đầu xuống bật khóc. Ngưu Văn Cường cười lạnh, nói, giả vờ khóc để được thương hại à, tôi cũng muốn khóc đây này, cua cá chết nhiều như vậy, ai thương cho tôi đây? Tạ quân sức không nhịn được nữa rồi, chỉ vào Ngưu Văn Cường, nói, anh có phải là đàn ông không? Đi khi phụ một cô gái. Ngưu Văn Cường nói, tôi không khi phụ cô ta, cô ta làm cua cá của tôi chết, là ai khi phụ ai? Đồng Hân Vũ lau nước mắt, vành mắt đỏ lựng, nói, Ngưu Văn Cường, anh bước tôi đấy phải không, cùng lắm là tôi không cần nhà máy nữa, anh có phải là muốn tiền không? Tôi không có, chỉ có một cái mạng này tôi, anh lấy đi. Đến đây, Ngưu Văn Cường cũng ngây ra, tìm được kẻ đầu sỏ, nhưng người ta lại bảo không có tiền, không lấy được tiền thì khoản nợ ngân hàng của mình thế nào đây? Ngưu Văn Cường nói, cô có ý gì, vậy cua cá của tôi bị chết vô ích à? Đồng Hân Vũ nói, chuyện của nhà máy số 2 là tôi xui xẻo, tôi nhận, nhưng anh nếu bắt chúng tôi đền tiền, tôi thực sự không có, nhà máy đang ở vào lúc phát triển, tiền mua nhà máy số 2 đều là đi vay, tiền hàng ở bên ngoài còn chưa lấy về được, hiện tại tìm chúng tôi đòi tiền, chẳng khác nào bước nhà máy của tôi vào đường cùng, lòng người cũng là máu thịt mà, anh cứ bước tôi thì nhà máy của chúng tôi chỉ có nước đóng cửa thôi, mấy trăm người không có cơm ăn, anh nhẫn tâm nhìn thấy cục diện đó ư. Như Văn Cường nói, bọn họ không có cơm ăn thì được thương xót, vậy tôi không có cơm ăn thì ai thương cho tôi đây? Đồng Hân Vũ nói, anh nếu không có cơm ăn thì tới nhà máy ra thuộc chúng tôi đi, tôi giảm bảo mỗi ngày nhà ăn sẽ cấp cho anh bốn món ăn một món canh, chỉ cần anh đừng bắt chúng tôi đền tiền là được. như Văn Cường to cả đầu, nói, cô tưởng tôi là thằng ngu à. Bốn món ăn một món canh, tôi cho dù là ăn của nhà máy cô cả đời cũng chẳng hết 200 vạn của tôi. Trương Dương và Tạ Quân Sước nghe tới đây, đều không nhịn được mà bật cười, nhưng như Văn Cường và Đồng Hân Vũ thì không cười nổi, 200 vạn, tổn thất này chẳng khiến ai cười cho nổi. Trương Dương nói, tổn thất của Ngưu Văn Cường là sự thực, sự khó khăn và ủy khuất của quản đốc đồng chúng tôi cũng hiểu, có điều cô có ủy khuất hơn nữa thì cũng không thể để một mình Ngưu Văn Cường phải gánh tổn thất lớn như vậy được. Đồng Hân Vũ nói, tôi biết, nhưng tôi thật sự là không lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy, thị trưởng Trương, anh là quan phụ mẫu của phong trạch chúng ta, anh cũng muốn trơ mắt nhìn một xí nghiệp địa phương bởi vì chuyện này mà đóng cửa chứ. Nghiêu Văn Cường thầm nghĩ thằng ôn này ngàn vạn lần đừng có trọng sắc khinh bạn, tôi phải đòi bằng được 200 vạn, anh phải giúp tôi. Trương Dương nói, tôi thấy thế này đi, nhà máy gia thuộc phong trạch có xu hướng phát triển không tồi, nếu bởi vì chuyện bồi thường mà phá sản thì quá đáng tiếc, nhưng bãi nuôi chồng của Ngưu Văn Cường cũng bỏ vào rất nhiều tiền và tinh lực. Tổn thất lớn như vậy cũng không thể nào khiến người ta chịu một mình được. Hắn nhìn Đồng Hân Vũ rồi lại nhìn Ngưu Văn Cường, nói tôi cảm thấy tổn thất của Ngưu Văn Cường có thể coi như là cổ phần đầu tư vào nhà máy gia thuộc của các cô. Như vậy một là chẳng khác nào nhà máy gia thuộc phong trạch của các cô không cần phải lấy tiền ra trả anh ta, mà Ngưu Văn Cường trên một phương thức nào đó cũng có được bồi thường. Đề nghị của Trương Dương có thể nói là khá hay. Ngưu Văn Cường ngây ra đó, trong đầu cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng tính toán, nhà máy gia thuộc Giang Thành là minh tinh trong những xí nghiệp tư doanh của Giang Thành, tiềm lực phát triển rất lớn, biểu hiện vừa rồi của Đồng Hân Vũ Ngưu Văn Cường cũng nhìn thấy, hiện tại tìm cô ta đòi 200 vạn căn bản là chuyện không thể, đề nghị của Trương Dương đối với hắn chỉ có lợi. Đồng Hân Vũ cũng ngây ra, nhà máy ra gia thuộc Giang Thành là cô ta cực khổ gây dựng lên, xuất phát từ ý nguyện của bản thân cô ta, cô ta không muốn người ngoài gia nhập vào xí nghiệp của mình, nhưng chuyện đã phát triển tới nước này thì cô ta cũng không có biện pháp nào khác. Tạ quân sức hôm nay tới là để sắm vai người hòa giải, cô ta cảm thấy đề nghị của Trương Dương cũng rất không tồi, Đồng Hân Vũ tạm thời không cần phải bồi thường, phía như Văn Cường cũng có thể nhận được bồi thường nhất định, Tạ Quân Sước nói, tôi thấy được đấy. Đồng Hân Vũ nói, chuyện này để tôi về nhà máy thương lượng lại đã. Như Văn Cường nói, thương lượng cái gì, có gì mà phải thương lượng, các cô thương lượng thì có thể có tiền à. Chuyện này sâu trong lòng tôi cũng không tình nguyện đâu, có điều thấy nữ đồng chí cô khóc lóc đáng thương quá, tôi cũng không muốn bước cô làm gì, thế này đi, tôi đọc hợp đồng mua bán của các cô, nhà máy ra thuộc phong trạch số 2 đáng giá hơn 70 vạn, sau này nhà máy này chính là của tôi, còn nhà máy ra thuộc phong trạch các cô thì đưa cổ phần trị giá 130 vạn cho tôi, thế là hai chúng ta không ai nợ ai. Đồng Hân Vũ nói, anh đúng là một con sư tử miệng rộng, có phải là ngay cả quản đốc tôi đây anh cũng muốn cướp không? Như Văn Cường nói, tôi không có hứng thú với cô, chỉ hứng thú với chức vị quản đốc thôi đồng hân vũ tức đến đỏ cả mặt, anh đúng là vô sỉ. Như Văn Cường nói, tôi không hơi đâu đi cãi nhau với cô, hoặc là đưa cổ phần hoặc là trả tiền, tùy cô chọn. Đồng Hân Vũ ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi nói, thị trường trương, anh đã đề xuất phương án này, tôi cũng không tiện nói gì nữa, cổ phận thì tôi có thể cấp cho anh ta, nhưng tôi có một điều kiện. Trương Dương cười, cô nói đi. Đồng Hân Vũ nói, tôi hy vọng anh ta nhúng tay vào bất kỳ nghiệp vụ nào của nhà máy chúng tôi, đợi khi trong tay chúng tôi có vốn lưu động rồi tôi sẽ trả tiền cho anh ta như văn cường nói vì sao tôi có cổ phần tôi chính là cổ đông của nhà máy gia thuộc còn là đại cổ động nữa cô không muốn tôi nhúng tay vào nghiệp vụ thế là có ý gì tiền của tôi cô cầm rồi tùy tiện quyết định à không có cửa đâu đợi cô trả tiền cho tôi rồi tôi lập tức vỗ đít bỏ đi lúc đó tôi có thể không nhúng tay vào sự vụ của xí nghiệp như văn cường nói Trương Dương, chuyện cụ thể thì hai người tự quyết định đi, tôi bận lắm, không lo được nhiều như vậy, nói chung là phải tâm bình khí hòa, cố gắng đạt thành lượng thứ, tiền cảnh của nhà máy gia thuộc rất tốt, nói không chừng ngày mai chuyện của hai người sẽ được giải quyết đó. Đồng Hân Vũ nói, tôi còn có một điều kiện. Như Văn Cường trợ mắt lên, cô vẫn còn nói điều kiện nữa à? Đồng Hân Vũ nói, anh nói rằng chúng tôi tạo thành tổn thất hơn 200 vạn cho anh, nhưng chỉ là anh nói một cách đơn phương, Bên trong bãi nuôi dưỡng còn có cua và cá tích chứ, Chúng tôi không thể mùa quáng mua đơn được. Tôi đưa anh cổ phần, anh phải giao một nửa quyền sở hữu bãi chăn nuôi cho tôi. Trương Dương thầm nghĩ, cũng hay, hai người này đều không phải là đèn tiết kiệm dầu. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ cũng là một đôi. Như Văn Cường nói, vì sao? Đồng Hân Vũ nói, anh không phải nói rằng những thứ trong bãi nuôi trồng đều chết rồi ư. Tôi vì sự sơ sót của nhà máy thuộc gia số 2 mà phải bán đơn, anh cũng phải gánh một bộ phận trách nhiệm, nếu không thì chúng ta không bàn nữa, anh đi kiện tôi đi, chúng ta gặp nhau trên tòa án. Trương Dương lại sắm vai người hòa giải, như Văn Cường, dẫu sao thì những thử còn lại ở chỗ anh cũng đều là cá chết, cứ thế đi, tình huống cụ thể thì hai người bàn với nhau. Đồng Hân Vũ và Ngưu Văn Cường sau khi đạt thành hiệp nghị sơ bộ liền rời đi. Ngưu Văn Cường hôm đó ở lại nhà ăn công trường xây dựng sân bay mới ăn cơm, vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết, tình tự của thằng ôn này rõ ràng đã tốt hơn nhiều, buổi trưa không những uống bốn chai bia mà còn ăn một bát cơm to. Trương Dương nói, tâm lý thoải mái chưa? Như Văn Cường nói, hơn nhiều rồi, tôi chỉ tiếc chỗ cua cá đó thôi. Trương Dương nói, những chỗ cua cá đó cũng không chết uổng đâu, dẫm lên xác của chúng cậu còn có thể từ nông dân biến thành xí nghiệp ra rồi đó. Như Văn Cường bị câu này của Trương Dương chọc cho bật cười. Trương Dương nói, nói một câu thật lòng, đồng hân vũ đó cũng thật là xui xẻo vừa mua được nhà máy ra thuộc số 2 thì liền xảy ra chuyện như vậy như văn cường nói thương hại người khác có nghĩa là ngược đãi mình trương dương nói chuyện đã chọn cách xử lý đó rồi cậu cũng hợp tác với người ta cho tốt đi tái ông thất mã yên chi phi phúc không khéo hai người cậu sau khi liên thủ có thể thực hiện được kết quả chung đó như văn cường nói để sau hãng nói đi tôi đối với gia thuộc một khiếu cũng không thông đừng nói là người ta không muốn tôi quản cho dù là giao nhà máy cho tôi thì tôi cũng không biết hạ thủ như thế nào trương dương nói cái đó không dễ dàng đâu quản lý đều là tương thông như văn cường nói thật thà làm ra sự nghiệp không giống làm quan như cậu đâu câu này trương dương không thích nghe thì ra cậu làm sinh ý thì thật thà còn tôi làm quan thì không ra gì như văn cường cười nói cũng không phải vậy lúc này thư ký phó trường trinh của trương dương tìm đến gã nói với trương dương thị trưởng trương quản đốc nhà máy máy móc công trình Lam Sơn đến. Trương Dương nghe thấy Chu Đông Vũ đến, lập tức đứng dậy về văn phòng. Chu Đông Vũ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã quay lại Giang Thành là có nguyên nhân, tin tức tỉnh lý cấp 500 triệu cho Giang Thành đã được truyền khắp cả tỉnh Bình Hải, đồng thời cũng có tin tức bất lợi cho họ, nghe nói nhà máy máy móc công trình Giang Thành muốn tiến quân vào sân bay mới, việc liên quan tới tranh đoạt thị trường, Chu Đông Vũ cũng không dám chậm trễ, cho nên vừa về Lam Sơn chưa được mấy ngày đã quay lại Giang Thành, muốn gặp mặt Trương Dương để chứng thực chuyện này. Trương Dương và Chu Đông Vũ nói chuyện của mấy câu, đã biết được sự lo lắng trong lòng y, không khỏi cười nói, quản đốc Chu, chúng ta không phải đã ký hợp đồng rồi ư? Anh lo lắng cái gì? Chu Đông Vũ cười nói, bất kỳ nơi này cũng đều phải ưu tiên chiếu cố xí nghiệp của mình, điểm này mọi người đều rõ, tôi không phải là muốn lũng đoạn tất cả máy móc công trình của sân bay mới dẫu sao thì sản phẩm mà mỗi xí nghiệp sản xuất ra đều khác nhau, chúng tôi cũng không thể cung cấp tất cả sản phẩm mà sân bay mới cần, nhưng tôi cũng không muốn thu hẹp phân ngạch của mình. Trương Dương nói, anh không cần phải lo lắng, chuyện đã quyết định thì tuyệt đối không thay đổi, chính phủ thành phố Giang Thành chúng tôi nếu như sáng nắng chiều mưa thì sau này còn ai tin chúng tôi nữa. Chu Đông Vũ nghe Trương Dương nói vậy thì cũng thấy yên tâm, im mỉm cười, bảo thị trưởng Trương, Kỳ thực phân ngạch máy móc công trình mà chúng tôi có thể cung cấp cho công trình sân bay mới chỉ có thể chiếm 60% mà thôi, còn có một bộ phận cần những nhà máy khác bổ sung thêm. Tôi thủy chung cho rằng giữa xí nghiệp và xí nghiệp không những có quan hệ cạnh tranh mà cũng phải tồn tại quan hệ hợp tác với nhau, chỉ có tìm được lợi ích chung thì mới có thể tránh được cạnh tranh ác tính, mới có thể đi được xa hơn. Xí nghiệp của chúng ta không chỉ đặt ánh mắt ở quốc nội mà nên nhìn xa trông rộng, Dõi mắt ra cả nước ngoài nữa, muốn đi ra khỏi cảnh cửa của đất nước thì phải đi trên con đường phát triển trình hợp. Trương Dương rất hân thưởng nhãn quang và bá lực của Chu Đông Vũ, hắn nói với Chu Đông Vũ, cái hiện tại còn thiếu chính là những xí nghiệp gia có tầm nhìn có hoài bão như anh. Chu Đông Vũ cười nói, Giang Thành hai năm nay biến hóa rất lớn, xí nghiệp gia ưu tú liên tiếp xuất hiện, tôi cũng đã tiếp xúc với không ít người, quản đốc Tào là một lãnh đạo có bá lực, trương dương nói đầu óc của ông ta đã lỗi thời rồi chu đông vũ nói thường hải thiên và tôi rất thân nhau anh ta là một xí nghiệp gia trẻ tuổi ưu tú của lam sơn chúng tôi đã bị anh dẫn tiến rồi trương dương cười nói nếu như có thể tôi cũng muốn dẫn tiến và quản đốc chu chu đông vũ cười nói cảm ơn sự coi trọng của trương dương trương dương nói nói thực anh có nhân tài quản lý xí nghiệp thích hợp nào thì tiến cử cho tôi với Chu Đông Vũ nói, hạng mục sân bay mới của thị trường Trương vẫn còn cần người ư. Trương Dương nói, nhân tài đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Chu Đông Vũ nói, vừa rồi đã nói rồi đó, bản thân Giang Thành các anh là nơi ngọa hổ tàng long, hứa chấn đường của nhà máy máy móc công trình Giang Thành. Tôi sớm đã muốn mời anh ta tới chỗ chúng tôi làm phó quản đốc, nhưng anh ta lại có tình cảm với nhà máy, Thủy Trung không đáp ứng tôi, người này ở chỗ các anh lại không được trọng dụng phụ trách công tác dịch vụ khách hàng của nhà máy máy móc công trình. Chu Đông Vũ chỉ thuận miệng tiến cử, Trương Dương thì lại để tâm, sau khi tiến Chu Đông Vũ đi rồi, hắn lập tức bảo Phó Trường Trinh đi điều tra tư liệu của Hứa Chấn Đường. Hứa Trấn Đường năm nay 36 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành chế tạo máy móc, sau khi tốt nghiệp được điều tới nhà máy máy móc công trình Giang Thành, làm ở phân xưởng 2 năm, sau đó được điều tới bộ phận nghiên cứu và phát triển bộ phận, chủ trì hạng mục nghiên cứu và phát triển hạng mục mới, hiện tại mấy sản phẩm bán chạy nhất của nhà máy máy móc công trình gian Thành đều là thành quả mà khi gã còn ở bộ phận nghiên cứu và phát triển làm ra, trong thời gian công tác tự học hoàn thành EMBA và thuận lợi lấy được chứng chỉ tốt nghiệp. Về sau bởi vì bất đồng ý kiến với Tào Chính Dương, công khai chất vấn năng lực lãnh đạo của Tào Chính Dương, bị Tào Chính Dương điều từ phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm xuống công đoàn, năm ngoái lại từ công đoàn tới đảm nhiệm chức phó phòng dịch vụ chăm sóc khách hàng cho tới hiện tại. Trương Dương xem xong lý lịch của Hứa Chấn Đường liền thích vô cùng, hắn chính là muốn tìm loại nhân vật này, Hứa Chấn Đường trẻ tuổi, có năng lực là thứ yếu, một điểm quan trọng nhất chính là gã bất hòa với Tào Chính Dương, Trương Dương hiện tại đã cực kỳ phản cảm với Tào Chính Dương, cho rằng loại người này chính là chướng ngại vật của cải cách, phải thanh trừ càng nhanh càng tốt. Chuyện mà Trương đại quan nhân đã quyết tâm muốn làm rất ít khi không thành, trên vấn đề sản phẩm của nhà máy máy móc công trình Giang Thành Tiến vào hạng mục sân bay mới hắn biểu hiện ra sự kiên trì tương đương, ở trong thường ủy dẫn tới một một trận tranh luận kịch liệt. Trong đó có người ủng hộ cách làm của Trương Dương, cho rằng loại xí nghiệp địa phương vào lúc lâm trận đào thoát này nên cho họ một bài học, còn nhiều người hơn vẫn xuất phát từ đại cục quan, thị trường tả viên chiêu thì ủng hộ quan hộ sau, tình tự của y rõ ràng có chút kích động, trên thực tế từ lúc biết tỉnh Lý cấp cho 500 triệu tiền đầu tư y đã bắt đầu không thể bình tĩnh được rồi. 500 triệu, chiếm một nửa trong ngạch đầu tư của hạng mục sân bay mới rồi, lại thêm lúc trước vay được 200 triệu, có nghĩa rằng vấn đề tiền vốn của sân bay mới đã được giải quyết một nửa lớn, chút tiền còn lại, bằng vào năng lực của Trương Dương thì chắc là không thành vấn đề. Tả viên chiêu đối với năng lực của Trương Dương trên phương diện chiêu thương vẫn phải công nhận. Điều này khiến cho tả viên chiêu một lòng muốn nhìn thấy Đỗ Thiên Giã phải xấu mặt trên vấn đề sân bay mới rất thất vọng, càng khiến y thất vọng hơn là lần này người mang tới tới tác dụng quan trọng trong việc cấp tiền là bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, thế giới nội tâm của lãnh đạo quả nhiên là khó đoán nhất. Tả viên chiêu nói, tôi vẫn kiên trì quan điểm của tôi, công trình sân bay mới bỏ qua thiết bị của nhà máy máy móc công trình Giang Thành không dùng, mà lại đi chọn của nhà máy máy móc công trình Lam Sơn, thế chẳng khác nào là làm quảng cáo miễn phí cho xí nghiệp của người ta, vô hình chung đã làm thương hại nghiêm trọng tới xí nghiệp của chúng ta. Không phải là tôi nói đỡ cho xí nghiệp địa phương, chúng ta dựng lên một xí nghiệp cũng không phải dễ dàng gì, nhưng hủy đi một xí nghiệp thì lại rất dễ dàng. Cho dù là nhà máy máy móc công trình Giang Thành lúc trước làm ra những điều không đúng, nhưng những người làm lãnh đạo như chúng ta cũng nên suy tính cho đại cục, suy nghĩ cho lợi ích lâu dài của Giang Thành, suy nghĩ cho mỗi một công nhân viên trước trong nhà máy. Từ Bill nói, tôi không chịu nổi cách làm của nhà máy máy móc công trình, lúc trước khi cần họ thì họ lại giả vờ đáng thương, lúc này thì lại muốn nhảy vào, đó chẳng phải là bởi vì ngân sách mà tỉnh lý cấp cho chúng ta ư? Nếu như không có ngân sách 500 triệu đó, bọn họ căn bản là không có biểu hiện tích cực như vậy." Chủ tịch chính nghiệp Mã Ích dân nói, cách làm của nhà máy máy móc công trình quả thật là khiến người ta không thoải mái, có điều đồng chí Tào Chính Dương cũng chỉ là vì lợi ích của nhà máy thôi, chúng ta không thể bởi vì hành động sai lầm của ông ta mà đẩy cả nhà máy vào biển lửa, nhà máy máy móc công trình chính, chính là xí nghiệp long đầu của Giang Thành, lợi thuế đại hộ xí nghiệp nếu đi tong thì hơn vạn công nhân sẽ lấy gì mà ăn. Mấy người đều hướng ánh mắt sang chủ nhiệm hội đồng nhân dân Triệu Dương Lâm. Triệu Dương Lâm gần đây tuy thích chơi thái cực, nhưng có một số chuyện y không thể nào né tránh được. Dẫu sao thì y hiện tại thân là phó tổng chỉ huy hạng mục sân bay mới. Triệu Dương Lâm phát hiện mình gần đây thường trở thành người phát ngôn của Trương Dương. Đây là một chuyện bất đắc dĩ. Y hắng giọng nói cá nhân tôi vẫn ủng hộ ý kiến của thị trưởng tả. Có điều bộ trưởng từ nói cũng đúng, xí nghiệp địa phương phải cùng chung vinh nhục với chính phủ, hành động khi gặp khó khăn lại giả vờ đáng thương không đáng để đề sướng, nếu như cả nhà máy máy móc công trình gian thành bởi vì chuyện này mà đi xuống thì cái giá phải trả quá lớn. Cá nhân tôi cho rằng, xét tới tuổi tác và sức khỏe của đồng chí Tào Chính Dương, anh ta đã không thích hợp để đảm đương công tác lãnh đạo của một xí nghiệp cỡ lớn nữa rồi. Vốn các thường ủy đều cho rằng Triệu Dương Lâm lại đứng ra ba phải, nhưng nghe thấy câu cuối cùng thì mới phát hiện Triệu Dương Lâm thật sự đã ném ra một quả lựu đạn. Tào Chính Dương quả thật là người sắp tới điểm cuối, nhưng căn cứ vào tin tức đáng tin cậy thì y còn có thể tiếp tục thêm 2 năm nữa, mà Tào Chính Dương và thị trường tả viên chiêu trước giờ đi lại rất thân. Triệu Dương Lâm nói như vậy, chẳng khác nào là chặt đi một cánh tay của thị trường tả viên chiêu, hiện trường lập tức trở nên yên lặng. Tả viên chiêu lạnh lùng nhìn tả viên chiêu, trong lòng tức giận vô cùng, lão già này đúng là không ra gì, Lật mặt quá nhanh, phóng mắt khắp cả giang thành này không ai có thể sánh bằng, từ đối lập với Đỗ Thiên Giả tới trung lập, hiện tại lại dứt khoát đứng trong trận doanh của Đỗ Thiên Giả, đã thế còn là lính hầu cho Đỗ Thiên Giả, đâm cho mình một đao giữa ngực, vừa cay vừa độc, trên chính trị quả nhiên không có bất kỳ nhân tình gì để nói. Tả Viên chiêu nói, đồng chí Tào Chính Dương tuy phạm một sai lầm nhỏ, nhưng chúng ta không thể phủ nhận công lao nhiều năm của ông ấy, không có sự nỗ lực của ông ấy là sao có được nhà máy máy móc công trình Giang Thành ngày hôm nay. Cả một đời người, có ai là không có lúc phạm sai lầm. Nếu như bởi vì một chuyện nhỏ như thế này mà hoàn toàn phủ định một người, vậy thì tôi thấy tên thế giới này không có ai đáng để khẳng định cả, và lại nhà máy máy móc công trình hiện tại cũng không có ai có thể thay thế vị trí lãnh đạo của đồng chí Tào Chính Dương. Hiện tại đang ở vào thời khắc cải cách mở cửa quan trọng, lâm trận thay tướng đối với sự phát triển của một xí nghiệp là rất bất lợi. Mấy vị thường ủy đều tỏ ý tán đồng ý kiến của tả viên chiêu, Tào Chính Dương bình thường làm người không tồi, cho nên vào lúc quan kiện vẫn có người lên tiếng thay y. Đỗ Thiên giá cầm chén trà lên uống một ngụm, sau đó chậm rãi đặt chén trà xuống, mỉm cười nói, đồng chí Tào Chính Dương năm nay đã sắp 60 rồi phải không? Ánh mắt của tất cả thường ủy đều hướng về phía vị bí thư thị ủy này. Đỗ Thiên Giã nói, tôi tán thành những lời của đồng chí Viên Chiêu, Tào Chính Dương thân là một lão đảng viên, Lão lãnh đạo, trong quá trình phát triển của nhà máy máy móc công trình Giang Thành, đích xác là mang tới tác dụng quan kiệt, nhưng điều này không có nghĩa là ông ấy có thể thủy chung thích ứng với sự phát triển của thời đại. Tốc độ phát triển cải cách ngay cả những người như chúng ta đây đều cảm thấy không theo kịp. Huống chi là đồng chí già như Tào Chính Dương, sai lầm có tính quyết sách mà ông ta đã phạm phải trong hạng mục sân bay mới Giang Thành đã chứng minh. Tư duy của ông ta đã lạc hậu rồi. Tôi nói vậy không phải là hoàn toàn phủ định đồng chí Tào Chính Dương đảm nhiệm vị trí lãnh đạo số một của một xí nghiệp chỉ dựa vào kinh nghiệm thôi là không đủ đầu óc tinh minh bá lực hơn người còn phải có trách nhiệm đối với xí nghiệp trách nhiệm đối với quê nhà trách nhiệm đối với quốc gia khi mấy loại trách nhiệm có xung đột thì chúng ta phải phục tùng cái sau lợi ích của quốc gia là số một lợi ích của quê hương là số hai lợi ích xí nghiệp là số ba lợi ích của cá nhân phải đặt ở sau cùng không làm được điểm này thì không phải là một xí nghiệp ra hợp cách Đỗ Thiên Giã dừng lại một chút rồi nhấn mạnh, sự nghiệp của chúng ta đang ngày một phát triển, đội ngũ của chúng ta cần sức ngưng tụ, cần không ngừng đưa vào sức sống mới. Sau khi chúng ta phát hiện vấn đề, nhất định phải kịp thời sửa chữa vấn đề, tôi tán thành ý kiến của đồng chí Viên Chiêu, chúng ta cần phải ủng hộ xí nghiệp địa phương của mình, phải cho họ cơ hội, nhưng chúng ta cũng cần phải khiến cho tất cả các xí nghiệp nhận thức được rằng, khi các loại lợi ích phát sinh xung đột thì cái nào mới là quan trọng nhất. Nguyên tắc đảng tính của đồng chí Tào Chính Dương khá mạnh, Kinh nghiệm của ông ấy chắc là vẫn còn có tác dụng không nhỏ đối với sự phát triển của nhà máy máy móc công trình, nhưng sự bảo thủ của ông ấy sẽ kìm hãm sự phát triển của xí nghiệp." Đỗ Thiên Giá cười nói, "Lão Từ, kết quả khảo sát của anh thế nào rồi?" Tất cả mọi người lại hướng ánh mắt sang bộ trưởng bộ tổ chức Từ Bưu, lúc này mọi người mới hiểu, trước khi mở cuộc họp thường ủy, Đỗ Thiên Giá đã lặng lẽ bắt đầu hành động, xuất động bộ trưởng tổ chức Từ Bưu, chứng tỏ người ta đã tìm thấy nhân tuyển hậu bị để thay thế Tào Chính Dương rồi. Tào Chính Dương nói, thông qua sự điều tra và tìm hiểu nhiều phương diện của bộ tổ chức, chủ nhiệm phòng dịch vụ khách hàng của nhà máy máy móc công trình Giang Thành, đồng chí Hứa Trấn Đường là một cán bộ trẻ tuổi rất có năng lực lãnh đạo và tinh thần đổi mới. Tôi có lý do để tin rằng anh ta có thể đảm nhiệm được chức quản đốc nhà máy máy móc công trình Giang Thành. Tả viên chiêu ngây ra đó, triệt để ngây ngốc, y thậm chí cái tên này cũng chưa nghe tới bao giờ, y muốn đề xuất ý kiến phản bác, muốn nói rằng quyết định của mấy người có phải là quá tắc trách không. Đỗ Thiên Giã mỉm cười đứng dậy, một trụy định âm, nói cứ quyết định vậy đi. Tào Chính Dương ngồi trong văn phòng, mặt của y như bị phủ một lớp xương, lạnh lùng trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra vẻ thê lương và thất vọng, trong phòng mù mịt khói, gà tàn ở trước mặt cắm đầy đầu lọc thuốc lá. Tào Chính Dương nghĩ mãi cũng không hiểu, thị lý vì sao lại bắt đi lui về tuyến 2, mình cực khổ công tác nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao, mắt thấy sắp về hưu rồi mà thị lý lại không cho y một cơ hội đánh một dấu chấm viên mãn. Nếu như cải cách cũng là một chiến dịch, vậy thì y chính là pháo hôi trong chiến dịch này, Tào Chính Dương nghĩ vậy đó. Bộ tổ chức đã thông chi cho y, bắt đầu từ ngày mai, nhà máy máy móc công trình sẽ đón một cuộc thay đổi triều đại, thời đại của Tào Chính Dương y đã triệt để kết thúc rồi, Tào Chính Dương buồn khổ nghĩ, nếu như lúc trước mình không lựa chọn lùi bước, nếu như thái độ trong việc xây dựng sân bay mới tích cực hơn một chút, có lẽ là tất cả những điều này sẽ không xảy ra, nhưng chuyện đã không thể nào quay lại. Di động của y đổ chuông vô số lần, Tào Chính Dương không tiếp, nhìn số điện thoại, trên cơ bản đều là nhà gọi tới, Tào Chính Dương đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi kéo cửa phòng. Lúc xuống lầu, vừa hay gặp quản đốc tân nhiệm hứa chấn đường, hứa chấn đường cũng đã biết thị lý bổ nhiệm mình thành quản đốc nhà máy máy móc công trình Giang Thành, gã cảm thấy tin tức này rất đột nhiên, dẫu sao thì cấp bậc của mình cũng bày ra đó, ở trước mặt gã còn có phó bí thư, phó quản đốc nhiều người như vậy, phúc độ đề thăng này có thể nói là quá lớn. hứa chấn đường tới hiện tại vẫn ngơ ngơ ngác ngác, gã thực sự là không thông loại chuyện tốt này sao lại rơi xuống đầu mình. lúc tới bộ tổ chức nói chuyện, gã cũng rụt rè hỏi vấn đề này. bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy từ biu nói với gã rằng phó thị trưởng phong trạch trương dương tiến cử gã, hứa chấn đường sớm đã nghe danh trương dương, nhưng trước giờ không có lai like vãng gì với hắn gã cũng không biết Trương Dương vì sao lại tiến cử mình, có một điểm gã hiểu rằng, người ta có ơn chi ngộ đối với gã. Hứa chấn đường tuy không ủng hộ phương thức công tác của vị quản đốc già tàu chính Dương này, nhưng gã vẫn rất tôn trọng vị tiền bối này, hứa chấn đường nói quản đốc tàu, nghỉ việc rồi à. Một câu hỏi rất bình thường, nhưng khiến tàu chính Dương rất khó chịu, y đầy mâu thuẫn nhìn hứa chấn đường một cái, ừ, già rồi, nên nghỉ thôi. Hứa chấn đường có chút xấu hổ, gã biết tào chính dương đã hiểu lầm mình tào chính dương nhìn hứa chấn đường nói khẽ sau này nhà máy máy móc công trình nhờ cả vào cậu hứa chấn đường nói tôi còn trẻ cần quản đốc tào chỉ dẫn thêm nhiều tào chính dương cười cười trong nụ cười ẩn chứa vẻ chua sót y thở dài nói già Dà rồi thì là già rồi thế giới này thuộc về những người trẻ tuổi như cậu bước chân của y trầm trọng bước xuống lầu hứa chấn đường nhìn bóng lưng của tào chính dương trong lòng cảm thấy có mấy phần đồng tình. Tin tức hứa chấn đường trở thành quản đốc nhà máy máy móc công trình trước mắt vẫn trong giai đoạn bảo mật, gã là một người lý trí, trước khi tổ chức chưa tuyên bố chính thức, vẫn bảo trì nhún nhường, đây là để tránh những phiền phức không đáng có. Nhưng có một số chuyện vẫn phải đi làm, gã muốn gặp mặt Trương Dương, không phải chỉ là để trực tiếp cảm ơn vị bá nhạc này của mình mà còn muốn hỏi gã vì sao lại chọn chúng mình. Đương nhiên còn có một chuyện quan trọng nhất, tổ chức đã quyết định để gã đảm nhiệm chức quản đốc nhà máy máy móc công trình, gã từ hôm nay phải đi vào trạng thái công tác, gã phải nỗ lực vì lợi ích của nhà máy. Lúc Tào Chính Dương từ bỏ tranh thầu sân bay mới, hứa chấn đường cho rằng y đã phạm một sai lầm, một sai lầm gây ảnh hưởng cực lớn cho sự phát triển của nhà máy máy móc công trình Giang Thành, mà hiện tại gã có năng lực, gã phải cố sức sửa chữa sai lầm này. chương 455, Phong cách nhuốm máu, Người xúc tiến cuộc gặp mặt giữa Hứa Chấn Đường và Trương Dương là quản đốc nhà máy phục trang số 1 Giang Thành Tiết Minh, Hứa Chấn Đường và Tiết Minh đều là bạn học lớp nghiên cứu EMBA, trên sĩ đồ, Tiết Minh trước giờ đều thuận lợi hơn Hứa Chấn Đường nhiều, Tiết Minh cực kỳ hân thưởng vị bạn học Hứa Chấn Đường này. Cho rằng gã ở nhà máy máy móc công trình có tài nhưng không gặp thời, thủy chung không được trọng dụng, nhưng hiện tại Hứa Chấn Đường một phát nhảy lên thành người ra quyết sách của xí nghiệp Long Đầu Giang Thành, điều này khiến Tiết Minh trợn tròn cả mắt. Tối hôm đó Tiết Minh làm người chủ trì ở thủy thượng nhân gia, xúc thành cuộc gặp mặt giữa Trương Dương và Hứa Chấn Đường. Trương Dương không phải tới một mình, hắn dẫn cả quản đốc nhà máy máy móc công trình Lam Sơn Chu Đông Vũ tới. Hứa Chấn Đường nhìn thấy hai người họ cùng tới, lập tức hiểu được mấy phần, chẳng trách Trương Dương lại chọn chúng mình, mình có thể nói là xưa nay không quen biết hắn, khẳng định là Chu Đông Vũ tiến cử. Trương Dương chủ động bắt tay Chu Đông Vũ, mỉm cười nói, "Quản đốc Hứa, tôi là Trương Dương." Hứa Chấn Đường đối với Trương Dương thì nghe danh đã lâu, nhưng tiếp xúc trong loại trường hợp này thì là lần đầu tiên, gã bắt tay Trương Dương, cười nói: "Cảm ơn vì thị trưởng Trương đã tới." Trương Dương cười nói: "Anh là trưởng môn nhân của xí nghiệp Long Đầu Giang Thành, tôi đương nhiên phải nể mặt anh rồi." Chu Đồng Vũ rất nhiệt tình bắt tay với Hứa Chấn Đường, "Quản đốc Hứa à, chẳng trách tôi năm lần bảy lượt mời anh tới Lam Sơn đều bị anh cự tuyệt, thì ra là anh đợi ra sức ở Giang Thành." trương dương cười nói có câu một núi không dung hai hổ thật sự mời được anh ta tới thì trong hai anh ai làm lãnh đạo đây mọi người đều bật cười trương dương việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống ghế đầu bảo mọi người cũng ngồi xuống tiết minh nói hôm nay tôi làm chủ mục đích mời thị trưởng trương tới ăn cơm chủ yếu là để liên lạc cảm tình yên tâm là chúng tôi chỉ liên lạc cảm tình quyết không có ý gì khác trương dương cười nói tiết minh anh nợ tôi mấy bữa ăn hôm nay coi như là có chút thành ý trương dương giới thiệu chu đông vũ với tiết minh vị này chính là quý khách của tôi quý khách của giang thành chúng ta đồng chí chu đông vũ quản đốc nhà máy máy móc công trình lam sơn tiết minh cười nói nghe danh đã lâu chu đông vũ cười nói nhất định là tâm bốc rồi tôi lấy đâu ra danh tiếng lớn như vậy tiết minh cười nói lúc trước thì không có danh tiếng lớn như vậy nhưng hiện tại giang thành chúng tôi đều biết tới anh anh là mãnh long quá giang Chu đồng Vũ bật cười ha ha, y rất nghiêm tốn nói, cảm ơn chính phủ, thị ủy Giang Thành đã cấp cho tôi cơ hội này, cũng nhờ có sự tin tưởng của thị trường trương đối với tôi. Trương Dương nói, đừng khách sáo hư tình giả ý nữa, ăn thôi nào. Hứa chấn đường lúc ban dầu rất ít nói, đa số thời gian đều là lặng lẽ quan sát vị chỉ huy hiện trường của công trình sân bay mới, lúc trước gã nghe nói tới rất nhiều chuyện của Trương Dương, trên người người này ít nhiều mang theo mấy phần truyền kỳ, hôm nay ngồi cùng nhau mới phát hiện, Trương Dương không hề ra vẻ nhà quan, nhưng trong ngôn từ cử chỉ lạ lộ ra mị lực hơn người. Trên bàn rượu tất nhiên là khó tránh khỏi phải chúc mừng hứa chấn đường được thăng nhiệm làm quản đốc nhà máy máy móc công trình Giang Thành. Sau khi Trương Dương đề nghị, tất cả mọi người đều nâng chén, hứa chấn đường tất nhiên là không thể chối từ, gã uống cạn chén này, sau đó kính Trương Dương một chén, gã chân thành nói, thị trưởng Trương, cảm ơn sự tiến cử của ngài, lúc trước ngài không biết gì về tôi, vì sao lại nghĩ tới tiến cử tôi vậy? Kỳ thực hứa chấn đường đã đoán được là chuyện này có 89 phần 10 là liên quan tới Chu Đông Vũ, chỉ là muốn chứng thực một chút. Trương Dương cười nói, anh không nên cảm ơn tôi, phải cảm ơn quản đốc Chu, là anh ấy tiến cử anh với tôi. Chu Đông Vũ cười nói, lúc tôi tiến cử chấn đường, không hề biết thị trưởng Trương lại muốn tiến cử anh ta đảm nhiệm chức quản đốc nhà máy máy móc công trình, sớm biết anh muốn dựng lên cho tôi một đối thủ mạnh như vậy, tôi nói sao cũng không chịu tiến cử đâu mọi người đều đồng thanh cười trương dương nói tôi tin nhãn quang của quản đốc chu những người ngồi đây đều là người của mình cho nên tôi cũng không giấu mọi người trước khi chính thức gọi thầu khi vấn đề tài chính của sân bay mới còn chưa được chắc chắn tôi và quản đốc chu đã gặp mặt ở lam sơn rồi tôi sở dĩ bỏ qua thiết bị của nhà máy máy móc công trình giang thành mà dùng thiết bị của quản đốc chu nguyên nhân trong đây không phải là chỉ vì đồng chí tảo chính dương đơn phương không tình nguyện Chủ yếu là bởi vì sự nhìn xa trông rộng và lòng tin của quản đốc Chu đã đả động tôi. Muốn làm thành một sự nghiệp thì phải có mục đích chung, lý tưởng chung, chỉ có như vậy thì đám người chúng ta mới có thể đi được cùng nhau, nếu như lòng tin tối thiểu đối với sự nghiệp của chúng ta mà còn không có thì còn bàn gì đến hợp tác. Tiết Minh nói, thị trưởng Trương nói đúng, chỉ có lý tưởng chung thì mới có thể đi được với nhau. Trương Dương nói, thời đại hiện tại không còn lưu hành hô khẩu hiệu nữa nói yêu nước yêu nhà không phải là chỉ anh gân cổ lên hết là được, mà phải nhìn hành động thực tế. Gã lại nhìn sang Chu Đông Vũ, nói quản đốc Chu rất được, người ta không những yêu Lam Sơn mà còn thuận tiện yêu luôn cả Giang Thành chúng ta. Chu Đông Vũ cười ha ha, nói, nói thật, tôi đối với Giang Thành hiện tại đã có cảm tình rồi. Trương Dương nói, kỳ thực bất kể là Giang Thành hay là Lam Sơn đều là đất của Bình Hải, đều là đất của Trung Quốc, nỗ lực của chúng ta đều là vì sự phát triển và bay xa của Trung Quốc hắn nhìn hứa chấn đường, nói quản đốc hứa sao không nói gì. Hứa chấn đường nói, tôi đang suy nghĩ xem mình nên nói gì. Trương Dương cười nói, muốn nói gì thì cứ nói nấy, ngoài công tác thì mọi người ngồi đây đề là bạn bè, giữa bạn bè vốn nên là ăn nói thoải mái. Hứa chấn đường nói, lãnh đạo thành phố đã giao trọng trách quản lý nhà máy máy móc công trình Giang Thành cho tôi, ở vị trí nào thì phải mưu chính cho chỗ ấy, tôi phải nghĩ cho sự phát triển cho tương lai của nhà máy, hôm nay vừa hay quản đốc chu cũng ở đây, có một số lời tôi xin được nói trực tiếp. Chu Đông Vũ gật đầu. Hứa Trấn Đường nói, Giang Thành xây dựng sân bay mới, thân là xí nghiệp long đầu của thành phố Giang Thành, đồng thời cũng là nhà máy sản xuất máy móc công trình xây dựng, nhà máy máy móc công trình Giang Thành chúng tôi theo lý mà nói thì phải tận sức. Quản đốc Tào từ bỏ tranh thầu, ông ta có nguyên nhân của ông ta, ông ta sợ là tài chính của công trình sân bay không được đầy đủ, kinh phí đầu tư tư của chúng tôi không được kịp thời chi trả, từ đó mà khiến nhà máy rơi vào khốn cảnh. Xuất phát điểm của ông ta là tốt, điểm này tôi nghĩ mọi người đều không thể phủ nhận được. Trương Dương nói, anh thấy thế nào? Hứa Chấn Đường nói, tôi kiên quyết phản đối quyết định của quản đốc tàu. Ông ta quá thiếu lòng tin đối với sự phát triển của Giang Thành. Tôi cho rằng thời đại hiện tại là thời đại phát triển cao tốc, sự phát triển của kinh tế là ngày đi ngàn dặm cơ hội mà trước mặt mà chúng ta không nắm lấy thì chỉ tổ hai tay dâng lên cho người khác gã cười nói với chu đông vũ quản đốc chu đừng để ý tôi chỉ là lấy chuyện luận chuyện thôi chu đông vũ nói những gì chấn đường nói đều là sự thực nếu như không phải là nhà máy các anh chủ động nhượng bộ tôi cũng sẽ không dễ dàng giành được cơ hội này như vậy hứa chấn đường nói chuyện phải triển tới mức này chúng tôi muốn vãn hồi lại là rất khó nhưng có một điểm tôi không thể không nói nghiệp vụ sân bay mới lần này đối với nhà máy của chúng tôi mà nói thì không đơn giản là chỉ mất đi một một đơn đặt hàng mà còn cả tiến dự và danh tiếng mà chúng tôi khó khăn lắm mới xây dựng được. Ngay cả công trình tọng điểm của thành phố mình còn không sử dụng máy móc của tôi, vậy thì chúng tôi còn lấy gì ra để thuyết phục người khác mua sản phẩm của chúng tôi nữa? Trương Dương mỉm cười nhìn hứa chấn đường, lúc tiến cử hứa chấn đường đảm nhiệm chức quản đốc nhà máy máy móc công trình, hắn không hiểu gì về người này, hôm nay mới tính là lần đầu tiên tiếp xúc ở cực ly gần, Hắn phát hiện Hứa Chấn Đường quả thực là một người có suy nghĩ, có chủ kiến, nhìn rất chuẩn chuyện tương lai, càng hiếm có hơn là gã dám biểu lộ ý kiến của mình. Trương Dương nói, vậy thì làm thế nào bây giờ? Hiện tại chúng tôi đã ký hợp đồng với quản đốc Chu rồi, không thể nào bảo chúng tôi hủy hợp đồng được. Chu Đông Vũ nói, không được đâu, hủy hợp đồng là tôi đòi bồi thường đó. Hứa Chấn Đường nói, giữa người và người quan trọng nhất là chữ tín tôi không có ý tứ muốn thay thế nhà máy máy móc công trình Lam Sơn, tôi là muốn nói, nhà máy máy móc công trình Lam Sơn và nhà máy máy móc công trình Giang Thành Thân là hai nhà máy đứng đầu trong ngành máy móc công trình Bình Hải. Sản phẩm của chúng tôi có trùng lập, nhưng cũng có rất nhiều khác biệt, xin thị trường trương nghĩ một chút xem có thể để chúng tôi bổ sung cho nhau, hoàn thành những máy móc công trình mà công trình sân bay mới cần hay không. Chúng tôi và Tập đoàn Hải Đức của nước Đức là đơn vị hợp tác, trên phương diện nhập máy móc có ưu thế rất lớn, chúng tôi cũng không thể hạ thấp cạnh tranh mà là dắt tay nhau cùng thực hiện công việc chung gã dừng lại một chút rồi nói tôi biết yêu cầu này khiến quản đốc chu khó xử nhưng tôi cảm thấy sự phát triển của xí nghiệp trung quốc không phải là ở sự cạnh tranh nội bộ mà phải phóng tầm mắt ra quốc tế chỉ có đặt mục tiêu thật xa thì sự phát triển của chúng ta mới có thể nhanh hơn mới có thể đi xa hơn trương dương nhìn hứa chấn đường lại nhìn chu đông vũ hai người trước sau đều nói giống nhau đúng là anh hùng sở kiến lược đồng xí nghiệp gia của thời đại mới nên có lòng dạ và phong phạm như vậy. Trương Dương gật đầu, nói, mạnh trong nước thì không tính là mạnh, phải bước ra được ngoài thế giới mới tính là mạnh. Chu Đông Vũ nâng chén, nói chấn đường, tôi cũng có suy nghĩ tương tự, sản phẩm của chúng ta có thể bổ sung cho nhau, thị trường lớn như vậy, chỉ dựa vào một nhà máy của chúng tôi thì nuốt không hết được, cho nên chỉ có liên hợp mới có thể mưu cầu phát triển chung, chân chính đạt thành chiến thắng chung. Hứa chấn đường không ngờ chuyện này lại được tiến hành thuận lợi như vậy, gã kích động nắm tay Chu Đông Vũ, nói, Đông Vũ huynh, lần này anh đã giúp tôi được rất nhiều. Chu Đông Vũ cười nói, chúng ta đều là xí nghiệp của Bình Hải, quá nhiều tuyến sản xuất trùng lập sẽ khiến chúng ta rơi vào trong cạnh tranh ác tính, nếu có thể đạt thành nhận thức chung, ai có sở trường này bù đắp cho nhau. Chúng ta có thể tránh được cạnh tranh không tốt, có thể thực hiện sự phát triển nhanh chóng, chuyện này tôi đã sớm bắt đầu tính toán rồi, nhưng cần phải có một người đồng đạo có lòng giả và tầm mắt chung. Bởi vì chuyện của nhà máy máy móc công trình cuối cùng cũng được giải quyết, nên bầu không khí của bữa tiệc tối biến thành sôi nổi và hòa hợp, bọn họ đều uống không ít rượu. Lúc uống vẫn chưa đủ đô thì Tô Tiểu Hồng mỉm cười tới kính rượu, Trương Dương giới thiệu cô ta với Chu Đông Vũ và Hứa Chấn Đường. Tô Tiểu Hồng nghe nói Hứa Chấn Đường là quản đốc nhà máy máy móc công trình tân nghiệp, cũng đặc biệt lưu tâm, nhà máy máy móc công trình lớn như vậy, chiêu đãi nghiệp vụ bình thường khẳng định là không ít, cô ta đã động tâm tư muốn lôi kéo vị khách sộp này, Tô Tiểu Hồng nằng nằng đòi phải để cô ta làm chủ, coi như là một phần tâm ý để chúc mừng hứa chấn đường được thăng lên làm quản đốc nhà máy máy móc công trình Giang Thành. Bọn họ uống tới 10 giờ tối mới kết thúc, Tô Tiểu Hồng tiến bọn họ tới tận bãi đỗ xe, lúc Trương Dương lên xe, Tô Tiểu Hồng nói với Trương Dương, cậu uống nhiều rồi, để tôi bảo Tô Cường đưa cậu về. Trương Dương cười nói, tử lượng của tôi chỉ còn chưa biết à, chút rượu này tuyệt đối không là gì. Tô Tiểu Hồng nói, vẫn nên cẩn thận một chút, người ta sau khi uống rượu rất dễ lơ là sơ ý. Chu Đông Vũ ở đằng xa sau khi lên xe liền vẫy tay tạm biệt với Trương Dương. Trương Dương cũng mỉm cười vẫy tay với Chu Đông Vũ. Tô Tiểu Hồng hữu ý mà như vô ý nói, gần đây công trình sân bay mới vẫn thuận lợi chứ. Trương Dương gật đầu, cũng ổn, tỉnh lý cấp cho 500 triệu, phương diện tiền mặt không có nhiều vấn đề. Tô Tiểu Hồng nói công tác rất khổ cực, có rảnh thì mời bí thư đỗ cùng tới uống rượu. Trương Dương nghe thấy cô ta kéo cả đỗ thiên giã vào, không biết là hữu tâm hay là vô tâm, không khỏi cười nói chị muốn mời tôi hay là mời anh ta. Tô Tiểu Hồng lúc này mới ý thức được là mình lỡ lời, có điều bản lĩnh khống chế tình tự của cô ta vẫn rất mạnh, mỉm cười nói, mời cả hai, mọi người tụ tập với nhau, chỗ tôi còn có mấy vỏ rượu ngọn mà. Trương Dương cũng hỏi nữa, hắn cười nói, tôi một mực đều nhớ mấy vỏ rượu đó của chị, chị nói vậy lại câu dẫn mấy con sâu rượu trong bụng tôi rồi. Tô Tiểu Hồng nói, vậy được, tuần sau tôi chọn thời gian hẹn cậu. Trương Dương nói, để sau hãng nói đi, sắp khởi công đặt móng rồi, thời gian của tôi hiện tại không phải là của mình nữa bí thư đỗ chỉ đâu thì tôi đánh đó. Tô Tiểu Hồng cười nói, cũng đừng quá cực khổ làm gì, nếu ốm thì có người đau lòng đó. Trương Dương nói, vẫn là chị Hồng thương tôi nhất. Tô Tiểu Hồng cười khúc khích nói, "Không cần tôi thương cậu, không biết có bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp đang đợi để thương cậu kia." Trương Dương nói, "Này, không thể nói linh tinh được đâu đó, yên nhiên sắp về nước rồi, những lời này nếu bị truyền ra thì cô ấy kiểu gì cũng tìm tôi tính sổ." Tô Tiểu Hồng nói, "Không làm việc có lỗi thì không sợ quỷ gõ cửa, trong lòng cậu có quỷ à?" Trương Dương cười nói, "Trong sáng vô tư như vậy, lấy đâu ra quỷ?" hắn đột nhiên nhớ tới phong thư mà phương văn nam tự tay viết cho mình nói khẽ chị hồng chị gần đây có tới thăm phương văn nam không tô tiểu hồng ngây ra một lúc sau mới gật đầu nói có tới thăm anh ta mấy lần anh ta già đi rất nhiều có điều tinh thần vẫn tốt trương dương nói chị mua lại thủy thượng nhân ra phải chăng là còn có ý gì khác tô tiểu hồng cắn đôi môi hồng nói không có ý gì cả giữa tôi và anh ta sớm đã kết thúc rồi cô ta đổi đề tài nói, đúng rồi, anh ta viết thư cho cậu bảo gì vậy? Trương Dương nói, bảo tôi cho tập đoàn Thịnh Thế một cơ hội. Tô Tiểu Hồng nói, Phương Văn Đông tìm tới cậu à? Trương Dương gật đầu. Tô Tiểu Hồng nói, căn cứ theo sự hiểu biết của tôi về Phương Văn Nam, tính tình của anh ta rất ít khi cầu người khác, anh ta có thể viết thư cho cậu, nhờ cậu giúp đỡ tập đoàn Thịnh Thế, chứng tỏ anh ta hoặc là đã thay đổi, hoặc là thực sự muốn bắt đầu lại từ đầu trương dương nói cách ngày anh ta ra tù còn mấy năm nữa làm lại từ đầu thì hình như hơi sớm có điều không phải là tôi không cho tập đoàn thịnh thế cơ hội mà là bọn họ chủ động từ bỏ tranh thầu tô tiểu hồng nói con người của phương văn đông thiếu khí phách làm đại sự sự suy yếu của tập đoàn thịnh thế có liên quan tới gã trương dương nói cơ hội chỉ có thể cho gã một lần gã không nắm được thì không thể nào trách tôi được tô tiểu hồng nói tôi nghĩ phương tổng sẽ hiểu Trương Dương nói, đợi khi nào có thời gian tôi sẽ tới thăm anh ta. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện là không thể nào đoán được, ví dụ như cái chết của Tào Chính Dương, y chết trên cầu thang nhà mình, nguyên nhân là uống quá nhiều rượu, khi sắp tới cửa nhà thì trượt chân lăn từ trên cầu thang xuống, rất bất hạnh là ngã gãy cổ, đợi khi người nhà phát hiện ra y thì đã chết được nửa tiếng rồi, đưa được tới bệnh viện thì thi thể đã lạnh ngắt. Cái chết của Tào Chính Dương khiến cho nhà máy máy móc công trình Giang thành chấn động. Nhà máy máy móc công trình giống như là bếp nổ, Tào Chính Dương tuy hơi bảo thủ một chút, nhưng uy tín của y ở trong nhà máy rất cao, trong chuyện của sân bay mới gian thành tuy y không ủng hộ công tác của thị lý, nhưng lại thắng được lòng người. Các công nhân đều cho rằng quản đốc Tào là thực lực nghĩ cho họ. Người nhà Tào Chính Dương thì càng không thể nào tiếp nhận được, cho rằng Tào Chính Dương là chết oan, vợ của Tào Chính Dương nước mắt ngắn nước mắt dài kể, bản thân Tào Chính Dương bị bệnh cao huyết áp, hơn 10 năm rồi không nếm một giọt rượu là sự đãi ngộ không công bằng của thị lý đối với y mới khiến y đi vào tuyệt lộ này. Nhà máy máy móc công trình Giang Thành trên dưới loạn như mớ bòng bong, lúc buổi sáng, các công nhân tổ chức lại, ngồi trên một chiếc xe buýt tới cửa chính phủ thành phố, thị ủy, vây kín cửa chính phủ thành phố thị ủy ba tầng ngoài ba tầng trong, còn treo biểu ngữ đau buồn thương tiếc quản đốc tốt của chúng tôi, huyết lệ lên án chủ nghĩa quan liêu hại chết người. Lãnh đạo thành phố vừa vào làm thì gặp phải loại tình huống này, bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã cũng đứng ở trước cửa văn phòng, nhìn tình cảnh ở bên ngoài, không khỏi nhíu mày, Tào Chính Dương không ngờ lại chết rồi, chuyện này không ai ngờ tới cả. Gã gọi điện cho cục trưởng cục công an Vinh Bằng Phi, bảo y lập tức xử lý tình huống ở hiện trường, phải khống chế được thế dục, tuyệt không để tình huống được ác hóa thêm. Lúc hứa chấn đường tới hiện trường thì đã có gần một ngàn công nhân tập kết ở bên ngoài cửa chính phủ thành phố, hứa chấn đường phát hiện chuyện này không nên xảy ra vào đúng lúc y lên làm quản đốc, trên tổ chức vẫn còn chưa có tuyên bố chính thức, quản đốc cũng lại bất ngờ từ trần, mình vô hình chung bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng gã đã là quản đốc của nhà máy máy móc công trình, gã phải tận hết chức trách của quản đốc. Hứa chấn đường xông tới trước đoàn người, giang hai tay ra, lớn tiếng hét, mọi người bình tĩnh một chút. Trong đám công nhân rất nhiều người không biết hứa chấn đường đã được bổ nhiệm là quản đốc nhà máy máy móc công trình, thầm nghĩ anh tính là cái giám một người của phòng dịch vụ chăm sóc khách hàng đứng ra thì làm được trò chống gì. Hứa chấn đường lớn tiếng nói, xin mọi người nghe tôi nói, quản đốc tàu bất ngờ từ trần, chúng ta đều rất đau lòng, nhưng chúng ta không thể áp dụng phương thức cực đoan này để quấy nhiễu công tác của chính phủ. Mọi người có gì bất mãn thì có thể thương lượng giải quyết trong nhà máy, do tôi thống nhất phản ánh lên cấp trên. Rất nhiều người bắt đầu cầm đồ ném vào gã. Hứa chấn đường há miệng cười, gã lớn tiếng nói, có giận gì thì cứ chút lên người tôi đi, tôi đã dám ngồi lên vị trí này thì phải có trách nhiệm với các vị, tôi phải quản các vị. Anh dựa vào gì mà quản chúng tôi? Hứa chấn đường mặt đầm điểm máu, ánh dương chiếu lên người gã, gã há to miệng, lộ ra hàm răng trắng đều, cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy có chút xúc mục kinh tâm. Công nhân của nhà máy máy móc công trình tựa hồ như bị bộ dạng đáng sợ của gã dọa cho ngây ra, vẫn còn người mắng chửi, nhưng đã không còn ai tiếp tục cầm đồ ném gã nữa. Hứa Chấn Đường nói, dựa vào tôi là quản đốc của các vị. Lần này không còn ai cười gã nữa, tiếng mắng chửi cũng lắng dần, từ đằng xa truyền tới tiếng còi xe cảnh sát. Hứa Chấn Đường nói, về đi, đừng làm chuyện này ngày càng nghiêm trọng thêm, tôi không hy vọng nhìn thấy bất kỳ công nhân nào của nhà máy chúng ta bởi vì vi phạm pháp luật mà bị bắt, mau về đi. Các công nhân vẫn còn đang do dự, Hứa Chấn Đường lớn tiếng hô, mau về đi. Gã đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại không gắng ngượng được nữa, mềm oặt ngã xuống đất. Trương Dương đặc biệt tới bệnh viện thăm hứa chấn đường bị thương, phần đầu của hứa chấn đường đã được băng bó, nhưng vẫn mặc cái áo sơ mi bị nhuốm máu đó. Trương Dương nhìn bộ dạng của gã, không khỏi cười nói, quản đốc hứa ngày đầu tiên thượng nhiệm đã khiến chúng tôi kiến thức được cái gì gọi là phong thái nhuốm máu. Hứa chấn đường thì không cười nói, gã thở dài, nói quản đốc tào ra đi đột ngột quá, Trương Dương nói kết quả giám định pháp y đã có rồi, quản đốc tàu là bởi vì uống rượu quá độ, từ trên cầu thang ngã xuống, xương cổ bị gãy, xuất huyết não tạo thành tử vong, không liên quan tới bất kỳ ai cả. Hứa Trấn Đường nói, thị trường Trương, tôi đang nghĩ, nếu không phải là tôi thay thể vị trí của quản đốc tàu, có lẽ loại chuyện này sẽ không xảy ra. Trương Dương nói, chuyện của tàu chính Dương chúng tôi cũng đều rất đau lòng, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm thân là một cán bộ quốc gia thì phải nâng lên được, bỏ xuống được. Không ai có thể vĩnh viễn ngồi trên quan vị, bất kể là Tào Chính Dương hay là tôi và anh, cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày phải đối diện với kết cục này, cái mà chúng ta nên làm là tiếp nhận hiện thực. Hứa chấn đường gật đầu. Trương Dương nói, lần này nhà máy máy móc công trình gây chuyện đã tạo thành ảnh hưởng xấu trên xã hội, thị lý đã bảo cơ quan công an gia nhập rồi, phải tìm được kẻ cổ động gây chuyện. Hứa Chấn Đường nói: "Thị trưởng Trương, có thể không truy cứu chuyện này nữa được không? Các công nhân cũng là bởi vì nhất thời tình tự kích động mà mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy." Trương Dương nói: "Mọi người đều là người thành niên, đều có tư tưởng của mình, cũng đều có tiêu chuẩn thị phi của mình, chuyện đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình." "Quản đốc Hứa, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện hôm nay nhất định sẽ được điều tra rõ." Hứa Chấn Đường nói: "Thị trưởng Trương, xin anh hãy câu thông với thị lý một chút." hiện tại điều tra chỉ tổ là lửa đổ thêm dầu, cho tôi một ít thời gian đi, tôi sẽ khiến các công nhân bình tĩnh lại. Nhìn ánh mắt chân thành của hứa chấn đường, Trương Dương cuối cùng cũng gật đầu. Trên vấn đề đối đãi với những công nhân gây chuyện của nhà máy máy móc công trình, Đỗ Thiên Giã và hứa chấn đường có cùng quan điểm. Bọn họ cho rằng hiện tại không thích hợp để truy cứu trách nhiệm của nhà máy máy móc công trình, bất kể nguyên nhân mà Tào Chính Dương tử vong là gì, có một điểm không thể phủ nhận, Chính quyết định của thị lý bắt y lui xuống mới khiến cho Tào Chính Dương nghĩ quẩn, có thể nói cái chết của Tào Chính Dương, thị lý cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Đỗ Thiên Giã gật đầu, nói, đồng chí Trấn Đường nghĩ rất đúng, hiện tại truy cứu trách nhiệm tới cùng chỉ khiến cho lửa đổ thêm dầu, phía nhà máy máy móc công trình nên giữ ổn định, như vậy mới giúp đỡ được cho đồng chí Trấn Đồng tiếp nhận công tác. Trương Dương nói, lần này chúng ta giống như là hại hứa Trấn Đường vậy, dưới loại tình huống như vậy mà muốn thuận lợi tiếp nhận công tác của nhà máy máy móc công trình thì sợ là không dễ. Đỗ Thiên Giã nói, trên thế giới này vốn không có chuyện gì là thuận buồm xuôi gió cả, nếu hứa chấn đường ngay cả một chút gió mưa này mà cũng không chịu nổi thì anh ta căn bản là không có tư cảnh đảm nhiệm chức quản đốc nhà máy máy móc công trình. Trương Dương cười nói, hôm nay hứa chấn đường tắm máu tại cửa chính phủ thành phố, cũng tính là anh Dũng không sợ chết. Đỗ Thiên Giã cười nói, từ chuyện này có thể nhìn ra, ít nhất thì chúng ta không chọn sai người, một lãnh đạo trước tiên phải dám đảm đương. Gã nhớ tới chuyện của sân bay mới, nói với Trương Dương, chuyện lễ khởi công chuẩn bị đến đâu rồi. Trương Dương nói, chuẩn bị xong rồi, ngày 28, thư mời cũng gửi rồi, tỉnh Lý đã sơ bộ quyết định tỉnh trưởng Tống sẽ tới tham gia lễ khởi công. Đỗ Thiên giã gật đầu, lúc trước nghi thức khởi công cảng nước sâu đã cử hành rồi, bí thư thị ủy Kiều Trấn Lương tự mình tới, đây cũng là để làm cân bằng, dẫu sao thì ngân sách tài chính nghiêng về Giang Thành họ, Kiều Trấn Lương cũng không thể biểu hiện ra sự thiên vị quá lớn, nên tự mình tới tham gia lễ khởi công của cảng nước sâu Nam Tích. Đỗ Thiên Giã nói, phía tỉnh trưởng Tống do cậu phụ trách công tác tiếp đái, bố vợ nhìn con rể cũng là càng nhìn càng thích. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ hầu hạ ông ấy thật chu đáo, khiến ông ấy không thể nói ra nửa chữ không với Giang Thành ta. Đỗ Thiên Giã nói, lễ khởi công nhất định phải đơn giản, tỉnh lý chịu cấp cho chúng ta số tiền này cũng không phải là dễ dàng gì, nếu thấy chúng ta phô trương lãng phí, nói không chừng lại có dị nghị gì đó. Trương Dương nói, điểm này thì anh cứ yên tâm, tất cả đều đơn giản, xài ít tiền mà làm nhiều việc. Tả viên chiêu lúc Tiếu Minh đang báo cáo công tác với mình liền ngắt lời y, nói khẽ tỉnh trưởng Tống Tuần sau tới đấy. Tiếu Minh hơi ngây ra, mặt cố nặn ra một nụ cười, nói ông ta đặc biệt tới tham gia lễ khởi công. Tả viên chiêu thở dài, nói, mấy nhà vui mấy nhà buồn, một lễ khởi công sân bay mới mà làm long trọng như vậy. Đám lãnh đạo chúng ta lúc nào mới học được làm việc thực sự, phàm là làm gì trước tiên cũng phải nghĩ tới lợi ích của người dân, chứ không phải là nghĩ tới chính tích của mình. Tiếu Minh đương nhiên biết câu này là nhắm vào ai, theo 500 triệu mà tỉnh Lý cấp cho sân bay mới giang thành, phong đầu của bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã hiện tại đang thịnh, tả viên chiêu nhìn thấy vậy, trong lòng rất ghen tức. Tiếu Minh trong lòng cũng không dễ chịu gì, nói so ra thì y đã là cán bộ bị Đỗ Thiên Giã đưa vào lãnh cung, chỉ cần Đỗ Thiên Giã còn tại nhiệm, y rất khó mà có cơ hội vươn lên. Tả viên chiêu nói, chuyện của nhà máy máy móc công trình thế nào rồi? Tiếu Minh nói, nghe nói là còn chưa hạ táng, người nhà của ông ta muốn đòi lại công bằng. Có điều tình tự của các công nhân thì đã ổn định hơn một chút, báo cáo nghiệm thi đã có rồi, Tào Chính Dương là sau khi say sảy chân ngã chết tả viên chiêu bộ dạng vô cùng đau buồn, nói, một đồng chí tốt, một cán bộ tốt, một đảng viên tốt vì đảng vì dân mà phụng hiến tất cả tinh lực lại ra đi như vậy. Tiếu Minh nói, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Tả viên chiêu nói, nếu chúng ta có thể chú ý tới tình tự của đồng chí chính dương, có thể quan tâm tới anh ta nhiều hơn thì sẽ không xảy ra chuyện này, đây là sơ sót trong công tác của chúng ta. Tiếu Minh không nói gì, tả viên chiêu rõ ràng là truyền một tin tức nào đó cho mình, Trước sau liên hệ lại với nhau, không khó đoán ra là y rốt cuộc muốn làm gì. Tả Viên Chiêu nói: "Lão Tiếu à, đồng chí Chính Dương trước giờ là bạn tốt của tôi, tôi rất muốn tới nhà anh ta xem thế nào, đáng tiếc hiện tại không phải là lúc, anh giúp tôi truyền đạt lời chia buồn tới người nhà của anh ấy nhé." Tiếu Minh gật đầu, "Được." Lúc rời khỏi văn phòng của Tả Viên Chiêu, Tiếu Minh rất bực bội thở dài. Ý đồ muốn gây thị phi của Tả Viên Chiêu trong chuyện này rất rõ ràng, nhưng Tiếu Minh cũng không phải là kẻ ngốc tả viên chiêu nếu như làm lớn chuyện này, sẽ gây bất lợi cho ban lãnh đạo toàn Giang Thành, tả viên chiêu muốn lấy mình ra làm súng, trong lòng Tiếu Minh vô cùng dần vặt, y không muốn bị người khác lợi dụng, nhưng hiện tại chính là một cơ hội tốt, nếu như bỏ qua cơ hội này thì chỉ sợ sẽ trở thành niềm nối tiếc của cả đời y. Tiếu Minh cúi đầu nghĩ tới xuất thần, suýt nữa thì va vào phó thị trưởng nghiêm tân kiến từ phía trước đi tới. Nghiêm tân kiến đỡ lấy vai y, nói, lão Tiếu, sao lại trùng trùng tâm sự như vậy? Tiếu Minh cười xấu hổ, mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt, tinh thần có chút ngẩn ngơ. Y nhìn nghiêm tân kiến hai mắt cũng sưng húp, không khỏi cười nói, còn nói tôi nữa à, tinh thần của anh cũng chẳng ra sao cả. Nghiêm tân kiến thở dài, vừa rồi tới nhà máy máy móc công trình xem thử, trong nhà máy có rất nhiều tình tự không ổn định, tào chính dương đi thì cứ đi, sao còn hại những lãnh đạo chúng ta đến thảm, mấy hôm nay vì chuyện này mà bận tối mắt tối mũi, còn phải tới làm công tác tư tưởng với người nhà của Y nữa. Tiếu Minh nói cùng đi nhé. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 455.